Đô thị mạnh nhất hoàn khố, Diệp Thần Phong. chương 2261, Phô Thiên Cái Địa. Trong đầu vang lên lão bạch cùng lão hắc thanh âm dồn dập Diệp Thần Phong cũng ý thức được cái gọi là thực não quỷ trùng đáng sợ, bằng không lão bạch cùng lão hắc tuyệt đối sẽ không trịnh trọng như vậy chuyện lạ. Liếc nhìn trên người khí thế đồng dạng tuôn ra động la thiên giang cùng kim hồng thăng, muốn bằng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này căn bản là không thể nào, La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng nhất định hội ngăn trở. Bên phải xa xa trong bụi cây phát ra sột soạt thanh âm, lại có hai bóng người hướng về bên này lướt đi tới. Này hai bóng người chính là hai cái lão đầu tử, thực lực của hai người bọn họ phân biệt tại thiên thần cảnh bảy tầng sơ kỳ cùng bảy tầng trung kỳ, bọn hắn chính là Trung Châu hai cái tông môn bên trong lão tổ. Hai cái này lão đầu phân biệt mặc áo đen cùng bạch y, bọn hắn mặt tươi cười đi tới la thiên giang cùng kim hồng lít bên cạnh trong đó hắc y lão đầu cười nói la huynh kim huynh không nghĩ tới trùng hợp như vậy a hát vận khí của các ngươi ngược lại không tệ a hát rõ ràng nhanh như vậy liền gặp phải diệp thần phong xem ra muốn để cho các ngươi nợ một ân tình là phi thường khó khăn la thiên giang cùng kim hồng thăng tự nhiên cũng không biết dưới lòng đất thực não quỷ trùng yếu thức tỉnh bọn hắn cũng đúng hắc y cùng bạch y lão đầu chào hỏi một tiếng nhưng hai người bọn họ ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời khỏi Diệp Thần Phong, bọn hắn cũng sẽ không cho Diệp Thần Phong bất kỳ chạy khỏi nơi này cơ hội. Diệp Thần Phong trong đầu suy nghĩ nhanh đổi, nếu không phải nơi này đã hạn chế pháp tắc không gian, hắn một điểm đều không cần lo lắng, trực tiếp mang theo Bạch Tiểu Nhu cùng Đàm Nguyên Vũ tiến vào Hỗn Độn Nhẫn tiểu thế giới là được rồi. Bây giờ Bạch Tiểu Nhu cùng Đàm Nguyên Vũ đều bị thương, trọng yếu nhất còn có La Thiên Giang cùng Kim Hồng Lít ngăn cản muốn mang theo Bạch Tiểu Nhu cùng Đàm Nguyên Vũ bằng tốc độ nhanh nhất rời đi vùng rừng rậm này, đây cơ hồ là không có khả năng lắm sự tình. Hắc Y cùng Bạch Y lão đầu bọn hắn tự nhiên không biết Diệp Thần Phong sức chiến đấu rồi, hai người bọn họ cũng muốn làm cái thuận nước song thuyền, dưới cái nhìn của bọn họ trong ba người thực lực cao nhất Đàm Nguyên Vũ đều bị trọng thương. Chỉ còn dư lại một cái thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ diệp thần phong, hai người bọn họ còn không phải bắt vào tay ma nhưng tại hắc y cùng bạch y lão đầu trong cơ thể khí thế bỗng nhiên tăng lên thời điểm. Trong không khí đột nhiên có két, 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 thanh âm đang không ngừng vang vọng, bốn phía mặt đất thậm chí chỉnh cánh rừng mặt đất, toàn bộ đều xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết nứt. Sau đó ong 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 thanh âm cũng ở trong không khí vang lên, loại thanh âm này phảng phất là mũi cánh liên tục vỗ sinh ra âm thanh. Bất thình lình biến hóa, ngoại trừ diệp thần phong bên ngoài, những người còn lại toàn bộ hơi sững sờ diệp thần phong thấp giọng với bạch tiểu nhu cùng đàm nguyên vũ nói ra cẩn thận sau đó có cái biến cố chúng ta liền lập tức hướng về ngoài rừng rậm phương hướng đạp không mà đi ong 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 thanh âm liên tục không ngừng vang lên cái kia bạch y cùng hắc y lão đầu chu vi trong lòng đất truyền ra âm thanh càng rõ ràng diệp thần phong chung quanh bọn họ nứt toác trong bùn đất truyền ra âm thanh không có có vẻ như vậy rõ ràng Tại La Thiên Giang, Kim Hồng Thăng, Hắc Y cùng Bạch Y lão đầu phục hồi tinh thần lại, muốn lẫn nhau hỏi chuyện gì thế này thời điểm, từ Bạch Y cùng Hắc Y lão đầu bên cạnh trong lòng đất. Đột nhiên có mấy cái điểm sáng màu đen nhanh chóng bay ra, tốc độ kia quả là nhanh đến người ánh mắt không cách nào bắt được. Từng cái điểm sáng màu đen ước chừng chỉ có tiểu to bằng móng tay, này thật lưa thưa hơn 10 cái điểm sáng màu đen, toàn bộ một mạch hướng về khoảng cách gần nhất Hắc Y cùng ông lão mặc áo trắng bay đi. Hắc y cùng ông lão mặc áo trắng tốt xấu cũng là thiên thần cảnh bảy tầng cường giả, phản ứng của bọn họ năng lực cực kỳ nhanh chóng, bọn hắn vội vàng tại tự thân chu vi tạo thành một tầng linh khí phòng hộ. Nhưng mà, bọn hắn lại đánh giá thấp những này điểm sáng màu đen năng lực, chúng nó dĩ nhiên có thể trực tiếp tan rã linh khí phòng hộ, nói cách khác hắc y cùng ông lão mặc áo trắng linh khí phòng hộ căn bản không ngăn được những này điểm sáng màu đen linh khí của mình phòng hộ được tan rã sau đó hắc y cùng ông lão mặc áo trắng còn muốn làm ra động tác kế tiếp, đáng tiếc đã là chậm một bước. Này hơn 10 cái điểm sáng màu đen toàn bộ bay về phía sau đầu của bọn họ, cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp chui vào đến hai người bọn họ trong não. A ah a -hat. thống khổ tiếng kêu thảm thiết từ hắc y cùng ông lão mặc áo trắng trong cổ họng phát ra, hai người bọn họ lập tức bưng kín đầu của mình, trên trán là bạo khởi từng cây từng cây tráng kiện gân xanh, trên mặt biểu lộ dữ tợn mà lại thống khổ. Hai người bọn họ bên trong thân thể linh khí bạo phát đã đến cực hạn, muốn đem tiến vào đầu mình bên trong dị vật đuổi ra, nhưng căn bản là không có bất kỳ tác dụng. Hắc Y cùng ông lão mặc áo trắng nửa quỳ ở trên mặt đất, bọn hắn chỉ cảm giác trong đầu đầu óc, thật giống đang bị vật gì đó từng miếng từng miếng nuốt trứng, loại thống khổ này cảm giác để cho bọn họ cả người quần áo đều bị mồ hôi cho thấm ướt trong cổ họng không ngừng phát ra tê tâm liệt phế âm thanh. Bọn hắn bưng đầu của mình thủ trưởng càng ngày càng dùng sức, càng ngày càng dùng sức, cuối cùng bọn hắn dĩ nhiên chính mình không có khống chế xong cường độ, âm. Âm, hai tiếng, bọn hắn rõ ràng chính mình đem đầu của mình cho chen. Bảo, hai tên thiên thần cảnh bảy tầng cường giả dĩ nhiên cứ như vậy chết rồi. Dĩ nhiên cứ như vậy dễ dàng chết rồi. Bạch y cùng ông lão mặc áo đen thi thể ngã xuống trên mặt đất, chỉ thấy bọn họ trong đầu óc cùng đầu óc đã thiếu rơi mất một nửa. Lúc này Diệp Thần Phong đám người thấy rõ ràng toàn bộ cái kia điểm sáng màu đen, chỉ thấy chui vào bạch y cùng ông lão mặc áo đen trong đầu điểm sáng màu đen, chính là từng con từng con tiểu to bằng móng tay màu đen côn trùng. Loại này màu đen côn trùng dường như phiên bản thu nhỏ Venonat, chỉ bất quá tại bọn chúng hai bên đều có mọc ra số đôi cánh. Trước đó là những thứ này tốc độ quá nhanh rồi, cho nên Diệp Thần Phong bọn hắn căn bản thấy không rõ lắm những thứ này chân thực bộ dáng. Những này màu đen côn trùng đang không ngừng nuốt trứng hắc y cùng ông lão mặc áo trắng đầu óc, chúng nó qua lại tại hắc y cùng ông lão mặc áo trắng trong đầu của chui tới chui lui. Thừa dịp cái này khe hở. Sớm đã làm tốt chuẩn bị Diệp Thần Phong, hắn kéo một cái bạch tiểu nhu cùng đàm nguyên vũ, hắn nói ra, nhanh, chúng ta lập tức rời đi hắn này biết những thứ đồ này chính là thực não quỷ trùng rồi. Mà khi Diệp Thần Phong tiếng nói vừa vặn hạ xuống xong. Từ bốn phía dưới mặt đất bay ra rậm rạp chẳng chịt điểm sáng màu đen, thậm chí những này điểm sáng màu đen bằng tốc độ nhanh nhất bay đến thiên trong không trung. Diệp Thần Phong bọn hắn muốn rời khỏi nhất định sẽ cùng những này thực não quỷ trùng ngay mặt va chạm rồi. Trung quanh đường cũng hầu như toàn bộ có thực não quỷ trùng rồi, có thể nói Diệp Thần Phong chung quanh bọn họ, vào thời khắc này toàn bộ là rậm rạp chẳng chỉ thực não quỷ trùng rồi, căn bản không có khe hở lưu cho bọn họ rời khỏi. Mà La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng thấy cảnh này sau, bọn hắn cũng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, mặc dù thực não quỷ trùng đã tại thiên huyền giới tuyệt diệt cực kỳ lâu năm tháng, nhưng là hai người bọn họ lấy tư cách tiêu giao cung cùng Kim ra lão tổ, bọn hắn đã từng là xem qua không ít cổ tịch, trong đó có liên quan với thực não quỷ trùng giới thiệu. Cho nên, bọn hắn cũng là nhận ra loại này côn trùng lai lịch. Có thể nói đây là một loại khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật côn trùng, coi như là thần vương cảnh cường giả cũng không thích cùng thực não quỷ trùng liên hệ. Trước mắt nhìn thấy chu vi phô thiên cái địa bao phủ tới thực não quỷ trùng, là thiên giang cùng kim hồng thăng sắc mặt trong phút chốc trở nên khó coi cực kỳ. chương 2262, thần vực, bị bao vây, thực não quỷ trùng sinh trên mặt đất bên trong, Trải qua đại địa bên trong tinh hoa của Nhật Nguyệt bao hàm nuôi hình thành một loại đặc thù côn trùng. Có thể nói thực não quỷ trùng sinh mệnh đến từ chính đại địa, chúng nó là đại địa chi bên trong một loại kết quả. Tại viễn cổ thời đại Sơ Kỳ, thực não quỷ trùng là nhiều nhất, thực não quỷ trùng đặc điểm chính là tốc độ cực cực kỳ nhanh, hơn nữa thân thể của bọn nó tuy nhỏ, nhưng chống lại năng lực lớn vô cùng, coi như là thần vương cảnh cường giả, muốn tiêu diệt quy mô lớn thực não quỷ trùng cái này cũng là hầu như không thể nào làm được sự tình. Thực não quỷ trùng tên như ý nghĩa liền là một loại phi thường yêu thích ăn đầu óc côn trùng, chúng nó có thể chui vào bất luận một loại nào sinh vật não đại bên trong, một khi bị chúng nó chui vào trong đó, muốn lại đem hắn trục xuất khỏi đến, đây cơ hồ liền là không thể nào. Đương nhiên người tu luyện thực lực nếu như đột phá đến thần tôn cảnh, như vậy liền căn bản không cần kinh hãi thực não quỷ trùng rồi. Thần tôn cảnh cường giả, tốc độ kia là xa xa vượt qua thực não quỷ trùng rồi. Hơn nữa thần tôn cảnh cường giả công kích có thể khống chế phi thường tinh chuẩn, thực não quỷ trùng tại thần tôn cảnh cường giả trước mặt, hầu như cùng phổ thông côn trùng không có quá lớn khác biệt. Vạn vật tương sinh tương khắc Thực não quỷ trùng tuy rằng cực kỳ để người tu luyện đau đầu, nhưng chúng nó cũng là có thiên địch, một loại tên là tử diễm chuồn chuồn sinh vật, chúng nó thích ăn nhất côn trùng chính là thực não quỷ trùng rồi, tử diễm chuồn chuồn tốc độ so với thực não quỷ trùng phải nhanh xuất trọn vẹn gấp đôi, chỉ cần có tử diễm chuồn chuồn, như vậy thì có thể làm cho thực não quỷ trùng triệt để tuyệt diệt. Còn có thiên địa chi hỏa cũng là thực não quỷ trùng khắc tinh, chỉ là thiên địa chi hỏa tuy nói có thể đốt cháy chết thực não quỷ trùng, nhưng đối mặt đến hàng mấy chục ngàn, thậm chí là đến 10 vạn, chính là là trăm vạn thực não quỷ trùng, đến lúc đó thiên địa chi hỏa chỉ sợ cũng không được việc rồi nhiều nhất là chỉ có thể làm cho người tu luyện chống đỡ một quãng thời gian. Bên trong vùng rừng rậm, bầu trời cùng bốn phía đường đi toàn bộ bị ăn não quỷ trùng chặn lại rồi. Hơn nữa từ bốn phương tám hướng còn có nhiều hết mức thực não quỷ trùng đang dâng lên đến, ong 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 thanh âm ở trong không khí vang lên không ngừng, này rậm rạp chẳng chịt điểm sáng màu đen. Tốc độ cực nhanh hướng về diệp thần phong cùng la thiên giang các loại đầu của người ta nhanh chóng bay tới đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh Đàm Nguyên Vũ cùng Bạch Tiểu Nhu, hai người bọn họ vẻ mặt vi vi căng thẳng. Mà ở Diệp Thần Phong trong đầu cũng lập tức vang lên lão Bạch Thanh Âm, Tiểu Gia Hỏa, nhanh để thanh viêm xuống lại ở các ngươi, thực não quỷ trùng cũng là e ngại thiên địa chi hỏa, chỉ cần là thiên địa chi hỏa là có thể đưa chúng nó đốt cháy chết, chỉ là nơi này thực não quỷ trùng nhiều lắm, chúng nó nhất định sẽ người trước ngã xuống, người sau tiến lên sông tới, đến lúc đó nhất định sẽ có thực não quỷ trùng có thể nhảy vào đến thanh viêm bên trong, thanh viêm chỉ có thể tạm thời giúp người chống đối một quãng thời gian. Nghe vậy, Diệp Thần Phong bàn tay phải một phen, thanh viêm lập tức từ trong bàn tay của hắn xông ra, ngón tay của hắn bắn ra, thanh viêm lập tức huyễn hóa thành một đám lớn hỏa diễm, này một đám lớn hỏa diễm trong nháy mắt đem ba người bọn họ xuống lại ở trong đó. Những kia lít nha lít nhít xông tới thực não quỷ trùng, quả nhiên tại tiếp xúc được thanh viêm sau đó không ngừng từ thanh viêm bên trong phát ra chi chi. Chi chi, thanh âm, từng con từng con thực não quỷ trùng thi. Thể, mất rơi trên mặt đất. Nhưng những này rậm rạp chẳng chỉ thực não quỷ trùng thật giống căn bản là không sợ chết. Bọn hắn mãnh liệt hướng về thanh viêm tấn công tới, vây lại diệp thần phong bọn hắn hỏa diễm mãnh liệt bắt đầu run rẩy Thật sự là thực não quỷ trùng số lượng quá mức khổng lồ, chỉ dựa vào thanh viêm sắp không cách nào chống đỡ. Mà một bên khác, La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng bọn hắn đang đối mặt xung kích tới lít nha lít nhít thực não quỷ trùng, hai người bọn họ mi tâm đột nhiên lóe lên ánh sáng đến. Từ trên người bọn họ không ngừng có thần niệm lực lượng khuếch tán mà ra. Oanh, oanh, hai tiếng nổ mạnh. Từ La Thiên Giang giữa chân mày đột nhiên lao ra khỏi một cái màu xanh to lớn thức hải, này thức hải che trùm lên chung quanh hắn 5 mét phạm vi, mà từ kim hồng thăng nghi tâm bên trong lao ra khỏi một cái màu xanh ra trời thức hải, thức hải của hắn che trùm lên chung quanh hắn 8 mét phạm vi. Từ bọn hắn phóng ra ngoài mà ra trong óc không ngừng có từng trận đặc thù thần niệm lực lượng đang khuếch tán. Này phóng ra ngoài thức hải được gọi là người tu luyện thần vực, một khi thực lực bước vào thần vương cảnh sau đó là có thể đem thức hải cũng chính là thần vực bên ngoài thả ra rồi, chỉ cần là kẻ địch bước vào thần của ngươi vực bên trong, người thần vực bên trong sức mạnh liền sẽ ràng buộc ở tốc độ của đối phương cùng sức mạnh, để tốc độ của đối phương cùng sức mạnh lớn phạm vi giảm bớt. Đương nhiên thần vực không phải tùy tiện có thể thả ra. Coi như là bước vào thần vương cảnh sơ kỳ sau đó phóng thích một lần thần vực sau. Ước chừng phải một tháng sau mới có thể lần thứ hai thả ra, cho nên thần vương cảnh cường giả tại trong tình huống bình thường. Bọn hắn sẽ không phóng thích của mình thần vực. Năm đó ở địa huyền giới thời điểm, Diệp Thần Phong nghi tâm thức hải bị người dẫn ra qua, sau đó Diệp Thần Phong sinh ra rất lớn tác dụng phụ, bởi vì cái này thức hải cũng chính là mình thần vực, chỉ có bước vào thần vương cảnh mới có thể chân chính thả ra. Những kia bay vào La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng trong thần vực thực não quỷ trùng, tốc độ của bọn họ quả nhiên là chậm lại, thế nhưng La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng cũng không dám trễ nải thời gian, bọn hắn phóng thích thần vực thời gian có hạn, hơn nữa nơi này thực não quỷ trùng quả thực là nhiều đến khiến người không thể tưởng tượng một khi thần của bọn hắn vực biến mất rồi như vậy bọn hắn yếu rời đi nơi này cũng rất khó khăn la thiên giang cùng kim hồng thăng liếc mắt nhìn nơi xa được thanh viêm bao bao ở trong đó diệp thần phong đám người bọn hắn cũng nhìn ra được thanh viêm sớm muộn sẽ bị thực não quỷ trùng cho xông phá bọn hắn bây giờ là không lo được thu thập diệp thần phong rồi trước chính mình rời đi nơi này mới là trọng yếu nhất dù sao dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Thần Phong bọn người ở tại nơi này rằng con nữa, cuối cùng sẽ chỉ là vừa chết. Thả ra chính mình thần vực La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng, hai người bọn họ nhất thời đạp không mà lên, bởi vì tại thần của bọn hắn vực nội thực não quỷ trùng tốc độ trở nên chậm chạp, bọn hắn yếu tránh thoát thực não quỷ trùng ngược lại cũng không phải phi thường khó khăn. Rất nhanh, La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng đạp không lên độ cao vậy là đủ rồi, bọn hắn thoát ly thực não quỷ trùng ngăn trở phạm vi rồi, đồng thời bọn hắn thả ra thần vực cũng đang nhanh chóng biến mất rồi, hẳn là đã đến giờ. Nhìn thấy chính mình thần vực đang nhanh chóng biến mất La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng, bọn hắn biết không có thể dừng lại, bằng không thực não quỷ trùng sẽ tiếp tục đuổi theo tới, trong đó La Thiên Giang hướng về phía dưới đáy quát, diệp thần phong, các người ngay ở chỗ này chậm rãi bị ăn não quỷ trùng nuốt vào xong đầu óc mà chết đi. Sức tiếng, La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng bọn hắn đem tốc độ phát vung tới cực hạn, hơn nữa bọn hắn đạp không mà đi độ cao phi thường cao, bọn hắn nhanh chóng tại rời xa vùng rừng rậm này phạm vi rồi. Mà những kia thực não quỷ trùng tại mất đi La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng hai cái này mục tiêu sau đó hết thảy tụ lại đây thực não quỷ trùng, chúng nó điên cuồng hướng về vây lại diệp thần phong bọn hắn thanh viêm đánh sâu vào, từng đợt từng đợt thực não quỷ trùng theo sát, thanh viêm rung động tốc độ càng lúc càng nhanh mắt thấy liền muốn có thực não quỷ trùng phá tan thanh viêm bao vây. Diệp thần phong, bạch tiểu nhu cùng đàm nguyên vũ ba người này, bọn họ là hoàn toàn bị buồn ngủ. Audio điện tử võ tấn bền chương 2263, điên cuồng hấp thu Dừng rậm ở ngoài La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng thân ảnh dừng lại ở giữa không trung bên trong, tại thả ra của mình thần vực sau đó bọn họ là thuận lợi rời đi vùng rừng rậm này phạm vi. Những này rậm rạp chẳng chỉ thực não quỷ trùng, giống như là nhận lấy một loại nào đó hạn chế, chúng nó chỉ là tại rừng rậm phạm vi hoạt động, không có bất kỳ một con thực não quỷ trùng bay ra rừng rậm, điều này cũng làm cho La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng là thở phào nhẹ nhõm. Nhìn qua bên trong vùng rừng rậm này rậm rạp chẳng chịt điểm sáng màu đen, hai người bọn họ khóe miệng không khỏi lộ ra một vệt nụ cười, lập tức La Thiên Giang trên mặt lại hiện lên không cam lòng, hắn hít sâu một hơi, nói, bây giờ Diệp Thần Phong tiểu tử này bị bao vây bên trong vùng rừng rậm này, hắn tuy nói có ngày địa chi hỏa chống đỡ, nhưng hắn cũng kiên trì không được bao lâu, hắn thiên địa chi hỏa chẳng mấy chốc sẽ được rậm rạp chẳng chỉ thực não quỷ trùng xông phá, căn cứ cổ tịch thượng ghi lại. Cái này thực não quỷ trùng không phải là dễ trêu Chỉ là tiểu tử này để cho chúng ta mấy đại tông môn toàn bộ tổn thất nặng nề, không thể tự tay chấm dứt tính mạng của hắn, này thủy chung là một cái tiếc nuối a hát Thật sự là quá tiện nghi tiểu tử này. Kim Hồng Thăng trong lòng đối Diệp Thần phong lửa giận muốn so la thiên giang nhiều hơn nhiều, bọn hắn kim gia mới là tổn thất nặng nề nhất, cho tới bây giờ chỉ còn dư lại hắn như thế một cái thần vương cảnh lão tổ rồi, e sợ kim gia yếu khôi phục nguyên khí, một lần nữa có thần vương cảnh cường giả sinh ra, điều này cần mấy ngàn năm đến trên vạn năm khác nhau thời gian. Cho nên, Kim Hồng Thăng là rất muốn tự tay đem Diệp Thần Phong chém thành muôn mảnh, chỉ là nhìn xem trong rừng rậm rậm rạp chẳng chịt điểm sáng màu đen, hắn tự nhiên không dám ở bước vào trong đó, cho dù chỉ là thần vương cảnh cường giả, chỉ cần vừa mới hơi mất tập trung, vô cùng có khả năng cũng sẽ bị thực não quỷ trùng chui vào trong đầu. Kim Hồng Thăng bình phục thoáng một chút tâm tình, hắn cười lạnh nói, vừa nãy tiểu tử kia lại còn muốn muốn gạt chúng ta nói nơi này không phải thần đế hầm mộ hắn cho là mình là cái thứ gì, còn cái gì uống máu tộc đây, quả thực là đủ buồn cười, khiến hắn bị ăn não quỷ trùng nuốt đầu óc mà chết, này đối với hắn mà nói cũng là một cái không sai kết cục. Chúng ta tiếp tục đi thăm dò chỗ này thần đế hầm mộ đi. Ta nhưng chả muốn ở chỗ này tìm tới bước vào thần tôn cảnh cơ duyên đây. La Thiên Giang gật gật đầu sau đó hắn liền cùng Kim Hồng Thăng đồng thời đạp không đã đi xa, bọn hắn không có tất phải ở lại chỗ này xác nhận phản chính dưới cái nhìn của bọn họ bị vô số rậm dạp chẳng chỉ thực não quỷ trùng vây quanh diệp thần phong bạch tiểu nhu cùng đàm nguyên vũ căn bản không có sinh khả năng mà cùng lúc đó rừng rậm bên trong chu vi cùng phía trên được thanh viêm hỏa diễm vây lại diệp thần phong đám người thanh viêm đã đến một loại yếu bị xông phá niềm giới hạn rồi thật sự là toàn bộ trong rừng rậm thực não quỷ trùng nhiều lắm những này khắp nơi đen nhìn nhiệt thực não quỷ trùng căn bản không sợ chết một nhóm lại một nhóm hướng về thanh viêm tấn công tới. Đứng ở Diệp Thần Phong hai bên trái phải Bạch Tiểu Nhu cùng Đàm Nguyên Vũ, Đàm Nguyên Vũ sắc mặt nghiêm túc cực kỳ, hắn đồng dạng là biết thực não quỷ trùng loại sinh vật này, nhiều như thế thực não quỷ trùng, hắn cũng biết Diệp Thần Phong chỉ là tại làm vô dụng chống cự. Những này thực não quỷ trùng sớm muộn cũng sẽ xông tới, ba người bọn hắn kết quả cuối cùng, chỉ sợ là bị ăn não quỷ trùng nuốt vào mất đầu óc mà chết loại kia bị nuốt đầu óc cảm giác tuyệt đối là không dễ chịu, cùng hắn tại loại đau khổ này bên trong mà chết, đàm nguyên vũ còn không bằng tự mình kết liễu tính mạng của mình đây. Trong lòng của hắn đã làm tốt tự mình kết thúc chuẩn bị, hắn nhỏ giọng nói, thần phong, xem ra chúng ta không cách nào rời đi nơi này rồi, không nghĩ tới tránh thoát la thiên giang cùng kim hồng thăng, cuối cùng vẫn lại yếu chết ở những con trùng này trong tay. Đàm nguyên vũ thở dài, nói ra, chỉ là thần phong ngươi thật là đáng tiếc thiên nguyên cổ thành còn cần ngươi, nếu như ngươi chết ở chỗ này, như vậy thiên nguyên cổ thành cuối cùng chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào kết quả gì tốt. Bạch Tiểu Nhu chỉ là an tĩnh đứng ở diệp thần phong bên người. Người thần sắc trong mắt đẹp vô cùng kiên định, từ trên mặt nàng vẻ mặt cũng có thể thấy được, bất kể như thế nào, cho dù chết, người cũng phải đứng ở diệp thần phong bên cạnh mà chết. Cao mày diệp thần phong, hắn nghe được đàm nguyên vũ lời nói sau, trong lòng của hắn cũng là nghiêm nghị cực kỳ, mắt thấy thanh viêm hỏa diễm run run càng lúc càng tăng nhanh rồi, hắn ở trong lòng hỏi, lão bạch, lão hắc, các ngươi có biện pháp gì sao? Lão bạch ngô phong dỗi rảnh nói, trước đó ta cùng lão hắc hấp thu ngươi vì chúng ta tìm được phục linh dịch, bây giờ mỗi thời mỗi khắc phục linh dịch đều tại chữa trị hai chúng ta linh hồn. Tại chúng ta linh hồn chữa trị trạng thái, chúng ta căn bản vô pháp đem sức mạnh cho ngươi mượn bởi vì tại loại này chữa trị trạng thái một khi đem sức mạnh cho người mượn liền ngay cả chúng ta cũng không cách nào khống chế tốt sức mạnh nói không chắc sợ ý một chút sẽ trực tiếp đem thân thể của ngươi cho căng nứt. nhưng mà tại lão bạch ngô phong dỗi rảnh nói chuyện thời khắc thanh viêm hỏa diếm cuối cùng vẫn là được dậm dạp chẳng chỉ thực não quỷ trùng cho phá tan từng con từng con thực não quỷ trùng hướng về diệp thần phong bạch tiểu nhu cùng đàm nguyên vũ công kích mà đến Đàm Nguyên Vũ bất cứ lúc nào đều chuẩn bị tự mình kết thúc, mà Bạch Tiểu Nhu chỉ là kiên quyết không rời đứng ở Diệp Thần Phong bên cạnh. Thanh viêm được công phá quá cấp tốc rồi, cho tới Diệp Thần Phong không biết bước kế tiếp nên làm như thế nào, những này thực não quỷ trùng tốc độ quá nhanh rồi, mà đang ở Diệp Thần Phong trên mặt tràn đầy khổ sở biểu lộ lúc, hắn bên trong đan điền một màn kia thất sắc xin sen, cũng chính là đại địa máu đột nhiên vận chuyển. Theo thất sắc xin sen liên tục vận chuyển, những kia nguyên bản nhằm phía Bạch Tiểu Nhu cùng Đàm Nguyên Vũ thực não quỷ trùng, chúng nó toàn bộ thay đổi phương hướng xung kích hướng về phía Diệp Thần Phong, thật giống tại Diệp Thần Phong trên người có đồ vật gì đang hấp dẫn chúng nó. Vô số rậm rạp chẳng chỉ thực não quỷ trùng hướng về Diệp Thần Phong chen chúc mà tới. Chỉ là một nháy mắt thời gian, Diệp Thần Phong cả người đều bị từng con từng con thực não quỷ trùng bao trùm lại rồi, tình cảnh này để Bạch Tiểu Nhu cùng Đàm Nguyên Vũ bất ngờ lúc này Diệp Thần Phong trong đầu lại vang lên uống máu tộc tộc trưởng âm trầm âm thanh, tiểu tử, xem ra ngươi sống không tới chúng ta uống máu tộc thức tỉnh rồi, thực sự là thật là đáng tiếc, những này thực não quỷ trùng chả rất thích ngươi. Mà bị thực não quỷ trùng bao trùm lên Diệp Thần Phong, trong lòng của hắn là kinh nghi bất định, bởi vì không có bất kỳ một con thực não quỷ trùng chui vào trong đầu của hắn, những này thực não quỷ trùng đang không ngừng chui vào bên trong đan điền của hắn, cuối cùng đang không ngừng bị hắn bên trong đan điền đại địa chi huyết thất sắc xin sen cho hấp thu. Hết thảy rậm rạp chẳng chỉ thực não quỷ trùng, đối với Diệp Thần Phong bên trong đan điền thất sắc xin sen tới nói, toàn bộ là chiếu thu không lầm, được thất sắc xin sen hấp thu thực não quỷ trùng, chúng nó toàn bộ biến thành thất sắc xin sen một phần, có thể nói những này chui vào Diệp Thần Phong bên trong đan điền thực não quỷ trùng, rõ ràng đối với hắn cả cái gì một điểm tổn thương đều không có sản sinh. Chu vi rậm rạp chẳng chỉ thực não quỷ trùng vẫn còn tiếp tục hướng về diệp thần phong tụ lại, phảng phất là con kiến gặp đường kẹo, này khiến những này thực não quỷ trùng là người trước ngã xuống, người sau tiến lên, một nhóm lại một nhóm hướng về diệp thần phong bên trong đan điền xuyên, đương nhiên bạch tiểu nhu cùng đàm nguyên vũ đều không nhìn thấy thực não quỷ trùng là chui vào diệp thần phong bên trong đan điền, e sợ vì kia vẫn không có triệt để thức tỉnh uống máu tộc tộc trường, hắn cũng không có cảm thấy được điểm này chương 2264, Đại địa suối máu. Có Diệp Thần Phong hấp dẫn. Bạch Tiểu Nhu cùng Đàm Nguyên Vũ thật giống đối thực não quỷ trùng đến nói không có bất kỳ lực hấp dẫn nào. Bạch Tiểu Nhu phục hồi tinh thần lại sau đó người lập tức hô, Diệp Đại Ca. Tại người muốn yếu liều lĩnh giúp Diệp Thần Phong làm đi trên người thực não quỷ trùng lúc, Diệp Thần Phong thanh âm truyền ra, Tiểu Nhu, người liền đứng ở một bên nhìn xem, ta hiện tại rất tốt, người muốn nghe Diệp Đại ca lời nói, có biết hay không? Nghe được Diệp Thần Phong trả lời sau đó Bạch Tiểu Nhu hơi chút thở vào nhẹ nhõm. Diệp Thần Phong trong lòng nàng có tối địa vị trọng yếu, người của người nào lời nói cũng có thể không nghe, nàng chính là không làm được không nghe Diệp Đại ca lời nói, người đôi mắt đẹp lo lắng nhìn xem bị ăn não quỷ trùng bao trùm lên Diệp Thần Phong. Một bên đàm nguyên vũ cũng coi như từ ngây người bên trong phản ứng lại, hắn nghe được suốt diệp thần phong thanh âm bên trong không có thống khổ, này làm cho trong lòng hắn là khiếp sợ vạn phần, thực não quỷ trùng đáng sợ, rất nhiều cổ tịch thượng đều ghi lại phi thường rõ ràng, chẳng lẽ nói diệp thần phong trời sinh không e ngại bất kỳ thực não quỷ trùng sao? Hơn nữa thực não quỷ trùng không cách nào nhảy vào trong đầu của hắn. Đàm Nguyên Vũ biết hiện tại hắn cũng không giúp đỡ được gì, hay là đi tới giúp Diệp Thần Phong làm đi trên người thực não quỷ trùng, chỉ làm cho diệp thần phong thêm phiền đến lúc đó diệp thần phong chả phải nghĩ biện pháp đến cứu bọn họ phát sinh ở diệp thần phong trên người kỳ tích đã rất nhiều đàm nguyên vũ đối với bạch tiểu nhu nói ra bạch cô nương thần phong tuyệt đối sẽ không nắm tính mạng của mình đùa giỡn chúng ta trước tiên ở một bên nhìn xem như có tình huống thế nào phát sinh chúng ta lập tức động thủ chỉnh cánh rừng bên trong thực não quỷ trùng nhưng không đơn thuần là vài trăm ngàn chỉ mấy triệu chỉ cùng mấy chục triệu con hẳn là tối thiểu có vài tỷ vạn con, những này thực não quỷ trùng phảng phất là vô cùng vô tận, từng đợt từng đợt tiến vào diệp thần phong bên trong đan điền. Tiến vào diệp thần phong bên trong đan điền thực não quỷ trùng tối thiểu có hơn trăm triệu con, theo lý tới nói, diệp thần phong đầu óc sớm sẽ bị nuốt vào xong. Nhưng hôm nay diệp thần phong khí tức vẫn như cũ là hồn dày vô cùng. Này làm cho thỉnh thoảng tại cảm ứng bên này uống máu tộc tộc trưởng rất là kỳ quái, hắn âm trầm âm thanh lần thứ hai từ Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tiểu tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngươi làm sao sẽ còn chưa có chết? Không thể nào biết như vậy. Trong thân thể ngươi có gì đó quái lạ, lẽ nào trên người ngươi có chống cự thực não quỷ trùng bảo vật? Nhưng ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Nơi này thực não quỷ trùng có vài tỷ vạn con, tự coi như ngươi có chống cự thực não quỷ trùng bảo vật, đó cũng là có nhất định hạn chế, người sớm muộn vẫn là sẽ bị thực não quỷ trùng nuốt vào mất đầu óc mà chết. Uống máu tộc tộc trưởng căn bản vô pháp cảm ứng được Diệp Thần Phong thân tình huống trong cơ thể, cho nên hắn mới hoài nghi Diệp Thần Phong trên người, khả năng vừa vặn có thể chống cự thực não quỷ trùng bảo vật. Diệp Thần Phong căn bản không có đi để ý tới trong đầu truyền tới uống máu tộc tộc trưởng thanh âm, hắn chỉ là một mực nội thị đan điền, đều không ngoại lệ hết thảy thực não quỷ trùng toàn bộ được đại địa chi huyết thất sắc xin sen cho hấp thu dung hợp, vốn chỉ là một vệt thất sắc xin sen. Khi theo không ngừng hấp thu thực não quỷ trùng, thất sắc xin sen đang từ từ trở nên càng thêm sáng sủa cùng bắt đầu tăng lên. Ngoài ra, diệp thần phong bên trong thân thể không có bất kỳ cái khác cải biến. Điều này cũng làm cho diệp thần phong tạm thời an tâm xuống. Hắn ở trong lòng hỏi, lão bạch, lão hắc, chuyện gì thế này? Lão Bạch Ngô Phong dối rảnh cùng Lão Hắc Giang Vận Thiên đang suy tư chỉ chốc lát sau, trong đó lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, tiểu gia hỏa, chúng ta làm sao đem mặt đất máu thất sắc xin sen đã quên, trước đó chúng ta không phải đối với người từng giải thích thực não quỷ trùng từ đâu tới sao. Này thực não quỷ trùng sinh trên mặt đất bên trong, chính là đại địa bên trong nhật nguyệt tinh hoa bao hàm nuôi ra một loại sinh vật. Có thể nói thực não quỷ trùng trong cơ thể nắm giữ đại địa khí tức, mà người bên trong đan điền thất sắc xin sen chính là đại địa huyết dịch những này rậm rạp chẳng chỉ thực não quỷ trùng đối với thất sắc xin sen tới nói, thuộc về là vật đại bổ rồi. Đồng dạng chỉ cần thất sắc xin sen vận chuyển, liền sẽ tỏa ra đại địa khí tức, sinh trên mặt đất bên trong thực não quỷ trùng, chúng nó căn bản vô pháp chống cự loại khí tức này. Được thất sắc xin sen hấp thu lấy mà lại dung hợp thực não quỷ trùng, toàn bộ biến thành thất sắc xin sen, người bên trong đan điền thất sắc xin sen quá ít, đoán chừng đem nơi này hết thảy thực não quỷ trùng hấp thu hoàn tất, người bên trong đan điền đại địa chi huyết thất sắc xin sen hội mở rộng không ít. Nghe được lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh giải thích sau đó Diệp Thần Phong là hoàn toàn yên tâm. Hắn chỉ cần đứng tại chỗ, tính tính cùng đợi thất sắc xin sen đem hết thảy thực não quỷ trùng hấp thu hoàn tất là được rồi. Lão Hắc Giang vận thiên thanh âm cũng đang Diệp Thần Phong trong đầu vang lên tiểu tử. Trước đó chúng ta không phải đùa giỡn đã nói, để bầu trời trái tim tinh không chi thạch lấy tư cách trái tim của ngươi, để đại địa huyết dịch thất sắc xin sen lấy tư cách dòng máu của ngươi đấy sao? Bây giờ tinh không chi thạch thật sự đã trở thành trái tim của ngươi, bất quá, dựa theo trước ngươi bên trong đan điền thất sắc xin sen mức độ đậm đặc cùng số lượng, không đủ để trở thành ngươi huyết dịch toàn thân, thật sự là một màn kia thất sắc xin sen số lượng quá ít. Mà bây giờ lại bất đồng, đại địa chi huyết thất sắc sơn tuyền đang không ngừng mở rộng, tương lai nếu quả như thật có cơ hội để đại địa chi huyết cũng thay thế được ngươi bây giờ huyết dịch, cái kia liền không cần phải lo lắng đại địa chi huyết quá ít. Xem ra lần này Diệp Thần Phong trả nhân họa đắc phúc. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, một cái nào đó trong phút chốc, chỉnh cánh rừng bên trong liền một con thực não quỷ trùng cũng không có, Diệp Thần Phong trên người cũng không có bất kỳ một con thực não quỷ trùng rồi mà Diệp Thần Phong trên mặt nhưng Thủy Trung mang theo bình tĩnh nụ cười, hết thảy thực não quỷ trùng toàn bộ bị hắn bên trong đan điền thất sắc xin sen cho hấp thu hoàn tất rồi. Diệp Thần Phong cảm giác bên trong đan điền mình biến hóa, chỉ thấy một màn kia thất sắc xin sen hình thái triệt để phát sinh ra biến hóa, tại Diệp Thần Phong bên trong đan điền biến thành một dòng máu rồi, từ trong đó không ngừng toát ra chính là thất sắc xin sen. Từ nơi này khẩu bên trong đan điền trong con suối có cuồn cuộn không đoạn thất sắc xin sen nhô ra, phảng phất cái này suối máu bên trong thất sắc xin sen vĩnh viễn cũng sẽ không khô héo bình thường. Từ trong con suối toát ra thất sắc xin sen đã đến trình độ nhất định, cuối cùng hội một lần nữa thẩm thấu tiến suối máu bên trong. Lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nói, này có thể xưng là là một cái đại địa suối máu rồi, có cái này đại địa suối máu, về sau ngươi sẽ không thiếu hụt đại địa huyết dịch. Người tên tiểu tử này mỗi lần không chỉ có thể hóa giải nguy cơ, người dĩ nhiên mỗi lần vẫn có thể thu được to lớn như vậy cơ duyên, nếu như người giống như người đều không thể đến sống mãi, như vậy còn có ai có thể đến. Bạch Tiểu Nhu cùng Đàm Nguyên Vũ đang nhìn đến Diệp Thần Phong lông tóc không tổn hại sau đó hai người bọn họ rốt cục thở vào nhẹ nhõm, tỉ mỉ quan sát Diệp Thần Phong, dù sao có vài tỷ vạn con thực não quỷ trùng chui vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể mà Diệp Thần Phong trong đầu vang lên uống máu tộc tộc trưởng tiếng kinh hô, không thể, tuyệt đối không thể, vài tỷ vạn con thực não quỷ trùng đi nơi nào. Ngươi đến cùng làm cái gì quỷ? Từ âm thanh có thể phán đoán, vẫn không có triệt để thức tỉnh uống máu tộc tộc trưởng cũng hoàn toàn không bình tĩnh rồi. Thật sự là tình cảnh này quá mức quỷ dị. chương 2265, Mạo Hiểm. Đối với trong đầu uống máu tộc tộc trưởng tiếng kinh hô, Diệp Thần Phong căn bản không có đi để ý tới. Tâm tình của hắn ở giờ khác này cũng không tệ lắm, cảm thụ bên trong đan điền cuồn cuộn không đoạn đại địa suối máu, trong lòng của hắn vẫn là chờ mong lấy, có một ngày đại địa huyết dịch cũng có thể thay đổi dòng máu của hắn, hoặc là để đại địa huyết dịch cùng hắn bây giờ huyết dịch dung hợp, dù sao theo thực lực của hắn tăng lên, trong cơ thể hắn màu vàng thần huyết cũng sẽ càng ngày càng dày đặc. Hay là thần huyết quyết ngưng tụ thần huyết, không có đại địa chi huyết tới quý giá, nhưng tuyệt đối cũng là một loại quý báu huyết dịch, nếu như đại địa chi huyết có thể cùng thần huyết dung hợp lẫn nhau, đến lúc đó sinh ra một loại huyết dịch, tuyệt đối là có thể vượt qua đại địa chi huyết uy lực. Nhưng trước mắt không là cao hứng thời điểm, bây giờ hai phần tư là bất tử phong ấn mở ra, khoảng cách uống máu tộc chân chính thức tỉnh, chỉ cần lại mở ra mặt khác hai phần tư là được rồi, dù như thế nào, Diệp Thần phong tuyệt đối là không hy vọng uống máu tộc thức tỉnh. Lại có thêm, Diệp Thần Phong nhất định muốn mau chóng tìm tới triệu tấn bằng, Ngô lang Hương cùng Giang Thải Huyên, chỗ này uống máu tộc tổ địa bên trong các loại che giấu quá mức giống như thật, hầu như hội làm cho tất cả mọi người đều cho rằng nơi này chính là một chỗ thần đế hầm mộ. Diệp Thần Phong cũng không muốn triệu tấn bằng, Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên trở thành mở ra bất tử phong ấn chất dinh dưỡng. Giúp Bạch Tiểu Nhu cùng Đàm Nguyên Vũ nhanh chóng trị liệu một cái thương thế, đồng thời đem uống máu tộc cả sự tình nói sau khi đi ra. Bạch Tiểu Nhu không có quá lớn phản ứng, thật giống chỉ là cùng nàng Diệp Đại Ca cùng nhau, người nên cái gì cũng không sao cả. Đàm Nguyên Vũ tâm tình thì là càng ngày càng trầm trọng, hắn cũng xưa nay chưa từng nghe nói uống máu tộc, nhưng hắn tin tưởng Diệp Thần Phong tuyệt đối sẽ không ăn nói ba hoa, nếu như nơi này thật sự tồn tại viễn cổ thời đại uống máu tộc, như vậy nếu để cho uống máu tộc triệt để thức tỉnh có thể sống rời đi nơi này người chỉ sợ là càng ngày càng ít." Đàm Nguyên Vu âm thanh ngưng trọng nói, "Thần Phong, chúng ta nhất định không thể để uống máu tộc thức tỉnh, bằng không lấy uống máu tộc thực lực, không chỉ có chúng ta người nơi này yếu toàn bộ mất mạng, hơn nữa toàn bộ thiên huyền giới e sợ đều sẽ sinh linh đồ thán." Diệp Thần Phong gật đầu nói, "Chúng ta bây giờ rời đi đi cùng những người khác hội hợp, cần phải tại thời gian nhanh nhất tìm đến hắn nhóm." không thể để cho bọn họ bước chân vào uống máu tộc bố trí trong bẫy dập. Sức tiếng sau đó Diệp Thần Phong liền nhanh chóng đạp không rời đi vùng rừng rậm này rồi, Bạch Tiểu Nhu cùng Đàm Nguyên Vũ là đi sát Diệp Thần Phong bên cạnh, bọn hắn không có hỏi dò vừa vặn thực não quỷ trùng sự tình. Bởi vì hiện tại cũng không phải nói chuyện phiếm lúc, đối với bọn hắn tới nói là lửa xém lông mày rồi. Toàn bộ uống máu tộc tổ địa diện tích rộng rãi cực kỳ, Diệp Thần Phong trên người bọn hắn đưa tin ngọc bội, chỉ có thể tại khoảng cách nhất định bên trong, cảm giác được sự tồn tại của đối phương. Cho nên bọn hắn nhất định muốn như không đầu con ruồi như thế tìm lung tung rồi. Cũng may, diệp thần phong vận khí của bọn hắn vẫn tính là không sai, tại đạp không mà được rồi sau 3 tiếng, bọn hắn có thể thông qua đưa tin ngọc bội, cảm giác được một vệt hơi thở quen thuộc rồi, bọn hắn dựa vào khí tức chuyển tới địa phương nhanh chóng đi tới. Tại nhanh muốn tới gần thời điểm, diệp thần phong, Bạch Tiểu Nhu cùng đàm nguyên vũ bọn hắn từ bầu trời bên trong đã rơi vào trên mặt đất, bọn hắn đi tới một mảnh hồ nước khổng lồ trước, hơi thở quen thuộc chính là từ nơi này nơi bên trong hồ truyền tới. Diệp thần phong liếc nhìn Bạch Tiểu Nhu cùng đàm nguyên vũ sau đó hắn nói ra, chúng ta đi xuống xem một chút, bất quá. Phàm là xem đến bất kỳ bảo vật, các người đều không nên khinh cử vọng động, uống máu tộc những tên khốn kiếp kia nhưng không sẽ cho chúng ta bạch bạch kiếm lợi những cái được gọi là xuất hiện bảo vật, đại đa số chỉ là cực độ chân thực ảo giác mà thôi. Bạch Tiểu Nhu là ngoan ngoãn gật gật đầu, mà Đàm Nguyên Vũ tự nhiên cũng là liên tục đáp ứng rồi, sau đó, ba người bọn họ liền trực tiếp tiến vào giữa hồ, bọn hắn tại quanh thân ngưng tụ linh khí phòng hộ, nước hồ căn bản vô pháp chạm vào thân thể của bọn họ. Này hồ nước vẫn là vô cùng sâu. Tại đi xuống tiềm mấy trăm mét sau đó bọn hắn mới vừa tới dưới đáy tại đến dưới đáy sau đó chỉ thấy tại đây đáy nước bên dưới dĩ nhiên một cái cửa hang lớn. Cái động này khẩu được vỗ một cái to lớn cổ điển cửa đá cho phong bế, tại diệp thần phong bọn hắn mới vừa tới đến phần đáy thời điểm. Này phiến cửa đá vừa lúc ở lái chậm chậm khải, đợi đến cửa đá hoàn toàn mở ra sau đó từ sau cửa đá cửa động bên trong truyền ra mãnh liệt sóng linh khí, từng đạo quang mang rực rỡ từ trong cửa động tản ra, khiến người ta cảm thấy cửa động bên trong tuyệt đối là nắm giữ trí bảo. Tại Diệp Thần Phong bọn hắn tiến vào đáy hồ trước đó, đã có không ít người tu luyện xuống lại tại cửa sơn động rồi. Trong đó có triệu tấn bằng, mắt thấy cửa động thạch môn mở ra rồi, cảm thụ từ trong cửa động truyền tới sóng linh khí, tất cả tu luyện người đều không nhẫn nại được, thật sự là này cỗ linh khí nồng nặc chấn động quá hấp dẫn hắn nhóm rồi. Cho nên, tại thạch môn mở ra sau đó tất cả tu luyện người một mạch hướng về trong hang núi trào vào. Diệp thần phong bọn hắn đến đáy hồ thời điểm, vừa vặn triệu tấn bằng một cái chân đã bước vào trong cửa động rồi, diệp thần phong lập tức quát triệu lão không nên bước vào trong đó, lập tức trở về. Diệp thần phong đem linh khí ra chỉ ở âm thanh bên trên, để thanh âm của mình trở nên càng thêm vang dội. Triệu tấn bằng khi nghe đến diệp thần phong thanh âm sau đó hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn, nói tại cửa động bên trong cần phải có bảo vật. Cách đó không xa Diệp Thần Phong tiếp tục quát, triệu lão, hiện tại lập tức lại đây, không nên đi quản bảo vật sự tình rồi, đó là mệnh lệnh của ta. Nghe được Diệp Thần Phong thanh âm nghiêm túc sau đó triệu tấn bằng mang trên mặt nồng nặc không bỏ, hắn bước vào cửa động chân lại thu lại rồi, lưu luyến không rời đi tới Diệp Thần Phong bên người, khi hắn vừa vặn muốn đưa ra nghi vấn thời điểm. Chỉ thấy trước mắt cửa động dĩ nhiên biến mất rồi, những kia tiến vào trong cửa động người tu luyện, toàn bộ được một tầng màu trắng kết giới bao phủ ở trong đó, tại những người tu luyện kia không biết vì sao thời điểm, bọn hắn dồn dập cảm giác thân thể có một loại được đè ép thống khổ cảm giác. Âm, um, âm, um, âm, um. được bao phủ ở bên trong người tu luyện, thân thể của bọn họ một tên tiếp theo một tên nổ tung, thân thể của bọn họ biến thành từng bãi từng bãi dòng máu, những này huyết thủy toàn bộ chảy vào đáy hồ hoa văn bên trong. Rất nhanh, Hết thảy được bao phủ người tu luyện toàn bộ tử vong, dòng máu của bọn họ đồng dạng là theo hoa văn tạo thành một cái to lớn sống. Chữ nguyên bản không giải thích được Triệu Tấn Bằng, hắn tại thấy cảnh này sau, sau lưng của hắn không khỏi bốc lên một trận mồ hôi lạnh, vừa vặn những kia thân thể nổ tung người tu luyện, trong đó có một tên thần vương cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng tại trong kết giới nhưng cũng không hề có chút sức chống đỡ biến thành huyết thủy, hắn Triệu Tấn Bằng tuy nói chính là thần vương cảnh hậu kỳ, nhưng nếu như hắn tại kết giới bên trong, chỉ sợ hắn cũng sẽ chết thảm. Vừa vặn hắn một cái chân đã bước vào cửa động bên trong rồi, có thể nói liền ở vừa nãy, hắn một cái chân bước chân vào trong quỷ môn quan, nếu không phải Diệp Thần Phong đúng lúc ngăn lại hắn, chỉ sợ hắn hiện tại đã từ lâu hóa thành một vũng máu rồi. Đây đối với triệu tấn bằng tới nói quả thực là mạo hiểm cực kỳ a -H. Tấu chương xong. Chương 2266, hóa đá từ to lớn huyết hồng sắc sống trong chữ, không ngừng có kịch liệt sóng năng lượng nổi lên, một đạo trói mắt hào quang màu đỏ phóng lên trời, vọt thẳng ra mặt hồ, cuối cùng ở trên mặt hồ phương trên bầu trời, lại có một cái màu máu đỏ sống chữ hiện lên. Chuyện này ý nghĩa là bất tử phong ấn đã mở ra ba phần tư rồi, uống máu tộc bên trong thân thể trong gân mạch linh khí dòng sông một lần nữa lưu chuyển rồi. Bây giờ uống máu tộc ý thức, cơ năng cùng linh khí dòng sông toàn bộ bỏ niêm phong rồi, chỉ còn dư lại thân thể của bọn họ yếu thu được tự do. Diệp thần phong nhìn thấy trước mặt biến hóa sau đó tâm tình của hắn càng ngày càng trầm trọng, xem ra muốn ngăn cản uống máu tộc thức tỉnh vô cùng khó khăn, chỉ cần đang mở ra cuối cùng một phần tư phong ấn, đến lúc đó uống máu tộc liền hoàn toàn thức tỉnh rồi. Lòng vẫn còn sợ hãi triệu tấn bằng, hắn mở miệng hỏi, này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm sao sẽ trong chớp mắt như vậy? Diệp thần phong kiên nhẫn đối triệu tấn bằng giải thích một lần liên quan với uống máu tộc sự tình, không nghĩ tới triệu tấn bằng dĩ nhiên đối uống máu tộc là hơi có nghe thấy. Tại cửu U Bang Sư Sư Vương nhất mạch một bản cổ tịch thượng, một chút nhắc tới một ít liên quan với uống máu tộc sự tình. Cửu U Bang Sư nhất tộc dù sao từ viễn cổ thời đại sơ kỳ liền tồn tại, tại bọn hắn cổ tịch thượng ghi chép một ít liên quan với uống máu tộc sự tình, này ngược lại cũng không phải là phi thường chuyện kỳ quái. Uống máu tộc tại năm đó nhưng là suýt chút nữa lật đổ vùng thế giới này cách cục, suýt chút nữa thật sự đã trở thành long tộc về sau lại một người thống trị. Triệu tấn bằng không nghĩ tới đây dĩ nhiên căn bản không phải thần đế hầm mộ, mà là uống máu tộc tổ địa, bọn hắn những này tiến vào người nơi này, lại là mở ra uống máu tộc phong ấn chỗ mấu chốt. Triệu tấn bằng cao mày nói, chúng ta tuyệt đối không thể để uống máu tộc thức tỉnh, một loại tộc thật là đáng sợ, năm đó nhưng là suýt chút nữa thống trị vùng thế giới này, nếu để cho uống máu tộc hồi phục lại, sợ lo sự tình hội vô cùng nghiêm trọng, những này uống máu tộc đến từ chính viễn cổ thời đại, bọn họ là biết làm sao đột phá đến thần tôn cảnh, thậm chí là thần đế cảnh, mà ở bây giờ thiên huyền giới. Căn bản không có thần tôn cảnh cường giả, lấy như hôm nay huyền giới thực lực căn bản không đủ để cùng uống máu tộc đối kháng. Diệp thần phong gật đầu nói, triệu lão, e sợ muốn ngăn cản uống máu tộc thức tỉnh là không thể nào, bây giờ bất tử phong ấn 3 phần tư bị giải khai. Hơn nữa uống máu tộc tổ địa bên trong không riêng chúng ta mấy người này, tiêu giao cung la thiên giang đám người, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đối với tin chúng ta mà nói, sợ là chúng ta không ngăn cản được bọn hắn mở ra cuối cùng một phần tư phong ấn, bây giờ chúng ta chỉ có thể đi một bước xem một bước rồi. Trước đi tìm đến Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên rồi hãy nói các ngươi là đi theo ta tới chỗ này ta nhất định sẽ đem các ngươi tất cả mọi người đai an toàn suốt nơi này triệu tấn bằng biết diệp thần phong nói không sai bây giờ muốn ngăn cản uống máu tộc thức tỉnh hầu như là chuyện không có khả năng rồi rời đi chỗ này đáy hồ sau uống máu tộc tộc trưởng âm trầm âm thanh đúng là âm hồn bất tán lại tại diệp thần phong trong đầu vang lên tiểu tử tuy rằng ta không biết tại sao ngươi có thể miễn dịch thực não quỷ trùng tại sao vài tỷ vạn thực não quỷ trùng toàn bộ biến mất không thấy thế nhưng những này đều không trọng yếu ta thật cao hứng ngươi có thể sống như vậy là có thể dựa theo thì ra là thực hành rồi ta lại muốn tận mắt nhìn xem ngươi ta bây giờ đối với ngươi là càng ngày càng có hứng thú chỉ là cái kia vài tỷ vạn con biến mất thực não quỷ trùng liền đầy đủ để cho ta thật tốt nghiên cứu một chút trong thân thể ngươi cấu tạo rồi ta nói rồi ngươi không ngăn cản được chúng ta uống máu tộc thức tỉnh chúng ta uống máu tộc tại năm đó không có trở thành vùng thế giới này chúa tể. Tại bây giờ cái thời đại này, chúng ta uống máu tộc hội hoàn thành năm đó tâm nguyện. Diệp thần phong con người vi vi ngưng lại, hắn thấp giọng quát nói, nghĩ đến đám các ngươi uống máu tộc cũng đã rất giỏi. Ta diệp thần phong chưa bao giờ không có e ngại bất luận người nào, tự coi như các ngươi thức tỉnh thì đã có sao. Chẳng qua có ta diệp thần phong tự tay tiến các ngươi lên đường. Diệp thần phong từ trước đến giờ là một cái không muốn cúi đầu người, tuy rằng hắn biết mình không phải uống máu tộc đối thủ, nhưng việc đã đến nước này, xem ra tránh không được muốn cùng uống máu tộc ngay mặt pha chạm rồi. Thấp giọng quát sau khi xong, diệp thần phong liền không lại đi để ý tới uống máu tộc tộc trưởng thanh âm rồi, trước mắt tìm được trước mô lang hương cùng giang thải huyên mới là trọng yếu nhất, mà bạch tiểu nhu, đàm nguyên vũ cùng triệu tấn bằng ba người này bọn hắn cũng đoán được Diệp Thần Phong hẳn là đang cùng uống máu tộc người đối thoại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rất nhanh hai ngày lóe lên liền qua. Tại trong hai ngày này, Diệp Thần Phong bọn hắn gặp mấy tên còn lại tông môn người. Bọn hắn đúng là không có gặp phải thần vương cảnh cường giả. Tất cả những này gặp phải người, toàn bộ bị bọn hắn nhẹ nhõm giải quyết xong. Cũng may cái này hai ngày bên trong, giữa bầu trời là chậm chạp không có hiện lên cái thứ tư sống chữ xem ra cuối cùng một phần tư là bất tử phong ấn vẫn không có được cởi ra tại uống máu tộc tổ địa bên trong không có mục đích đuổi hai ngày lộ trình sau đó diệp thần phong trên người bọn hắn đưa tin ngọc bội rốt cuộc lần nữa có cảm ứng bọn hắn hướng về cảm ứng địa phương nhanh chóng đi tới bọn hắn theo cảm ứng tiến vào một cái cửa đại trong sơn cốc cả cái sơn cốc bên trong thật giống không có bất kỳ chỗ đặc biệt nhưng ở sơn cốc bên phải hai cái tượng đá hấp dẫn ánh mắt của bọn họ chỉ thấy hai cái này tượng đá dáng dấp hết sức quen thuộc, lại cẩn thận một mắt, hai cái này tượng đá dáng dấp rõ ràng cùng ngô lăng hương, giang thải huyên giống nhau như đúc. Hơn nữa đưa tin ngọc bội sở cảm ứng đến khí thức quen thuộc, liền là tới từ ở hai cái này tượng đá bên trên. Diệp thần phong cùng đàm nguyên vũ đám người liếc nhau một cái sau, bọn hắn vẻ mặt nghiêm túc hướng về hai cái này tượng đá đi tới, tại triệt để tới gần sau đó bọn hắn mơ mơ hồ hồ có thể từ tượng đá bên trong cảm giác được sinh cơ tồn tại. Tại phát hiện điểm này sau đó Diệp Thần Phong cùng đàm nguyên vũ đám người lập tức thần kinh căng thẳng lên, hai cái này tượng đá phải là Ngô Lăng Hương cùng Giang Thải Huyên, nhưng hai người bọn họ làm sao sẽ thạch hóa. Chỗ này Sơn Cốc nhìn như không có bất kỳ chỗ đặc biệt a -Hát. Hơn nữa cho người một loại cực kỳ bình tĩnh cảm giác, hay là quá bình tĩnh rồi, bình tĩnh có phần quỷ dị, diệp thần phong bọn người tại cảm ứng bốn phía tất cả trong chớp mắt két 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 thanh âm vang lên chỉ thấy đứng ở diệp thần phong bên phải triệu tấn bằng thân thể của hắn từ lòng bàn chân bắt đầu dĩ nhiên cũng đang nhanh chóng hóa đá không đợi triệu tấn bằng mở miệng nói chuyện cả người hắn đã là biến thành một bộ tượng đá rồi tất cả những thứ này phát sinh quá đột nhiên cũng quá nhanh nhanh rồi Tại Triệu Tấn bằng không giải thích được hóa thành tượng đá sau đó đứng ở Diệp Thần Phong bên trái Bạch Tiểu Nhu, thân thể của nàng cũng từ dưới đáy bắt đầu, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa liền biến thành tượng đá rồi. Loại này quỷ dị biến hóa để Diệp Thần Phong trong đầu thần kinh căng thẳng tới cực điểm, lão Bạch Ngô Phong rỗi rảnh thanh âm bỗng nhiên tại trong đầu vang lên, "Tiểu gia hỏa, chú ý lòng bàn chân của ngươi dưới." Được lão Bạch Ngô Phong rỗi rảnh như vậy vừa nhắc nhở Diệp Thần Phong ánh mắt lập tức hướng về mà nhìn trên mặt, thân ảnh của hắn lập tức đạp không mà lên. Đối với sau lưng Đàm Nguyên Vũ nói, lập tức rời đi mặt đất. Chương 2267, Huyết Ma Thanh Đằng Hóa Giải Phương Pháp. Diệp Thần Phong quát to một tiếng. Này thúc đẩy Đàm Nguyên Vũ trước tiên phản ứng lại, hắn nhưng không lo được đến xem trên mặt đất có những gì rồi, thân ảnh của hắn cực tốc đạp không mà lên lập tức xuất xuất hiện ở giữa không trung Diệp Thần Phong bên cạnh. Tại đi tới giữa không trung sau, Đàm Nguyên Vũ mới đưa mắt hướng về dưới đáy nhìn lại, chỉ thấy từ mặt đất trong bùn đất, chui ra từng cây từng cây ngón tay bình thường thô màu xanh dây leo, tại đây chút màu xanh dây leo thượng, che kín từng cái màu đỏ huyết điểm. Loại này màu xanh dây leo tại dưới bùn đất chui vào, căn bản sẽ không phát ra bất kỳ cái gì một chút thanh âm đến, coi như là thần vương cảnh cường giả cảm ứng cũng không cách nào lập tức cảm giác được loại này mang theo huyết điểm màu xanh dây leo. Có thể nói loại này màu xanh dây leo cho người một loại vô thanh vô tức cảm giác, giống như một cái am hiểu ẩn nấp sát thủ, tại ngươi không có phát giác dưới tình huống, này màu xanh dây leo liền áp sát ngươi rồi. Vừa nãy nếu không phải lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh nhắc nhở kịp lúc, e sợ hiện tại Diệp Thần Phong hai chân, đã là được loại này mang theo màu đỏ huyết điểm màu xanh dây leo cho đã cuốn lấy về phần Đàm Nguyên vũ hắn là hiểm mà lại hiểm tại tối ngàn cân treo sợi tóc lâm không mà lên rồi chỉ kém một giây đồng hồ tả hữu thời gian hai chân của hắn sẽ bị loại này màu xanh dây leo cho đá cuốn lấy nhìn xem từ trong bùn đất chui ra ngoài màu xanh dây leo những này màu xanh dây leo phảng phất là có ý thức tại mất đi mục tiêu công kích sau đó loại này màu xanh dây leo lại lần nữa chui vào mặt đất bên trong trên mặt đất căn bản không có lưu dưới bất kỳ vết tích mà chúng chưa triệu tấn bằng cùng bạch tiểu nhu hai người này, bọn hắn bây giờ cũng trở thành không nhúc nhích tượng đá rồi, chỉ có tại cẩn thận cảm ứng dưới tình huống, Diệp Thần Phong mới có thể cảm giác được bạch tiểu nhu cùng triệu tấn bằng yếu ớt hơi thở. Ngô Lăng Hương, Giang Thải Huyên, Bạch Tiểu Nhu cùng Triệu Tấn bằng toàn bộ biến thành tượng đá, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói có thể không là chuyện tốt, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua vừa vặn loại kia màu xanh dây leo, hắn ở trong lòng hỏi, lão Bạch, lão hắc, tiểu nhu bọn hắn làm sao sẽ thạch hóa. Lão bạch ngô phong dối rảnh hồi đáp, tiểu gia hỏa, vừa vẫn đang nhìn đến ta ngô gia nha đầu cùng giang gia nha đầu thạch hóa, sau đó chúng ta trong lòng liền đã nắm chắc rồi, còn chưa kịp mở miệng nhắc nhở, không nghĩ tới chỗ này huyết ma thanh đằng liền triển khai tiến công. Năm đó ta cùng lão hắc xem qua quyển kia ghi chép uống máu tộc cổ tịch thượng. Trong đó nhắc qua máu này ma thanh đằng máu này ma thanh đằng chính là uống máu tộc dùng máu tươi của mình chỗ bồi dưỡng ra tới một loại đặc thù thực vật phàm là được huyết ma thanh đằng quấn chặt lấy chân người huyết ma thanh đằng hội lập tức phóng thích một loại đặc thù năng lượng loại này đặc thù năng lượng có thể trong nháy mắt để người tu luyện hóa thành một có tượng đá bình thường thành năm huyết ma thanh đằng có thể để cho thần vương cảnh đỉnh phong cường giả hóa thành tượng đá nhưng chỉ cần ngươi bước vào thần tôn cảnh như vậy huyết ma thanh đằng bên trong thả ra thạch hóa sức mạnh, liền cơ hồ là không ảnh hưởng tới ngươi rồi. Máu này ma thanh đằng tuy rằng vô cùng kinh khủng, thế nhưng bình thường huyết ma thanh đằng chỉ có thể tại trong phạm vi nhất định sinh trưởng. Đoán chừng nơi này huyết ma thanh đằng chỉ có thể tại đây nơi bên trong sơn cốc hoạt động, phàm là được huyết ma thanh đằng thạch hóa người, cũng sẽ không lập tức tử vong, bên trong cơ thể của bọn họ cơ năng hội từng bước từng bước biến mất, thẳng đến cuối cùng biến thành một bộ chân chính tượng đá. Nghe được lão Bạch Ngô Phong dỗi rảnh giải thích sau đó Diệp Thần Phong con ngươi vi vi ngưng lại, hắn lập tức hỏi, lão Bạch, lão Hắc, vậy phải như thế nào mới có thể để cho bọn họ khôi phục? Bọn hắn vẫn có thể kiên trì bao lâu? Lúc này lão Hắc mở miệng trả lời, tiểu tử, căn cứ cái kia bản của tịch thượng ghi lại, phàm là được huyết ma thanh đằng hóa đá người tu luyện. Trong vòng một tháng là không có nguy hiểm tính mạng, muốn để cho bọn họ lần nữa khôi phục lại đây, biện pháp duy nhất chỉ có là uống máu tộc máu tươi, chỉ cần thanh uống máu tộc tiên huyết dội tại trên người bọn hắn, bọn hắn tự nhiên có thể từ thạch hóa trạng thái giải thoát đi ra. Cần dùng uống máu tộc tiên huyết, như vậy mới có thể để bạch tiểu nhu bọn hắn khôi phục. Bây giờ xem ra cho dù những người khác muốn ngăn cản uống máu tộc thức tỉnh, Diệp Thần Phong cũng nhất định muốn mở ra cuối cùng một phần tư là bất tử phong ấn. Hắn cũng không làm được trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Nhu bọn hắn hóa thành một có chân chính tượng đá. Lão Hắc Giang Vận Thiên tiếp tục nói, tiểu tử, người tốt nhất là đem nơi này huyết ma thanh đằng cho toàn bộ trừ đi, huyết ma thanh đằng hội leo lên tại hóa thành tượng đá người tu luyện trên người. Chúng nó hội hấp thu người tu luyện bên trong sinh cơ, như vậy hội tu luyện nhanh hơn người hóa là chân chính tượng đá. Máu này ma thanh đằng tuy nói nhìn như khủng bố, nhưng chỉ cần biết rằng nhược điểm của nó, yếu đưa chúng nó triệt để hủy diệt là phi thường nhẹ nhõm. Bởi huyết ma thanh đằng là uống máu tộc dùng máu tươi của mình bồi dưỡng, này bồi dưỡng ra được huyết ma thanh đằng, đối những chủng tộc khác huyết dịch là cực độ bài xích, huyết ma thanh đằng chi nhánh gặp phải những chủng tộc khác huyết dịch, hay là còn sẽ không có quá lớn phản ứng. Nhưng chỉ cần ngươi tìm ra nơi này huyết ma thanh đằng dễ chính, chủ này cân đối những chủng tộc khác huyết dịch là bài xích tới cực điểm. Thậm chí không chút nào có thể tiếp xúc được những chủng tộc khác huyết dịch, bằng không dễ chính hội trong thời gian ngắn nhất khô héo một khi dễ chính khô héo, chi nhánh đương nhiên cũng sẽ trước tiên khô héo. Đang nghe xong lão Hắc Giang Vận Thiên lời nói sau đó Diệp Thần Phong để đàm nguyên vũ tiếp tục dừng lại tại giữa không chung, mà thân ảnh của hắn nhưng là rơi trên mặt đất, khi hắn rơi xuống mặt đất sau đó rất nhanh sẽ lại có huyết ma thanh đằng dây leo đang đến gần hắn. Sớm đã có chuẩn bị tâm tư Diệp Thần Phong, ánh mắt của hắn vững vàng đã tập trung vào bốn phía mặt đất, hắn muốn xem những này dây leo là từ đâu nhô ra, dùng này tìm đến đến huyết ma thanh đẳng dễ chính vị trí. Tại màu xanh dây leo yếu cuốn lấy Diệp Thần Phong thời điểm, hắn lập tức hội lâm không mà lên. Tại màu xanh dây leo một lần nữa xuyên vào trong lòng đất sau, Diệp Thần Phong thân ảnh lại sẽ rơi xuống. Như thế không đoạn nhiều lần, vì chính là phán đoán ra những này màu xanh dây leo chui ra đại khái phương vị. Tại phản phục 7 lần sau đó Diệp Thần Phong trong lòng nắm chắc rồi, mà một mực tại quan tâm Diệp Thần Phong uống máu tộc tộc trưởng, hắn âm trầm tiếng cười bất thình lình, từ Diệp Thần Phong trong đầu vang lên, tiểu tử, chưa từng thấy chúng ta uống máu tộc huyết ma thanh đằng sao? Bằng hữu của ngươi cả đời chỉ có thể làm tượng đá rồi, mà dùng thực lực của ngươi cũng căn bản hủy không được huyết ma thanh đằng. Uống máu tộc tộc trưởng lời nói cũng rất có đạo lý, huyết ma thanh đằng dây leo cực kỳ cứng cỏi, cho dù thần vương cảnh cường giả cũng không nhất định có thể chính là phá hư về phần huyết ma thanh đằng dễ chính nhược điểm, này tại viễn cổ thời đại cũng ít có người biết. Uống máu tộc tộc trưởng đương nhiên sẽ không cho rằng bây giờ cái thời đại này người chả sẽ biết cái nhược điểm này rồi. Lúc trước lão bạch cùng lão hắc thu được quyển kia liên quan với uống máu tộc cổ tịch, xem ra còn thật sự không phải bình thường đây. Tại uống máu tộc tộc trưởng rứt tiếng thời khắc, diệp thần phòng ánh mắt như ngừng lại sơn cốc bên phải trên vách đá, hắn trực tiếp rút ra sau lưng thanh vân kiếm, Bóng người hướng về vách đá lao đi. Ầm, um, một tiếng. Thanh Vân kiếm nặng nề đánh vào trên vách đá, làm cho trên vách đá xuất hiện một cái cửa đại lỗ thủng, tại lỗ thủng bên trong có một cái cánh tay như thế thô màu xanh dây leo, từ nơi này căn màu xanh dây leo thượng phân ra rất nhiều cái dây leo, những này dây leo toàn bộ theo vách đá xuyên dưới mặt đất trong bùn đất. Diệp Thần Phong cười nói, ta không cách nào phá hủy huyết ma thanh đằng các người uống máu tộc cũng thật là tự cho là đúng. Không phải là dễ chính tiếp xúc được còn lại chủng tộc tiên huyết, kỳ chủ vốn tự hội lập tức khô héo ma. Huyết ma thanh đằng nhược điểm được Diệp Thần Phong một lời đạo mặc. Không thể, người làm sao lại biết. Này làm cho uống máu tộc tộc trưởng thanh âm là kỳ lạ rồi, hắn biết bọn hắn đã bị phong ấn vô số tuế nguyệt rồi, hơn nữa huyết ma thanh đằng nhược điểm, tại viễn cổ thời đại người biết cũng không mấy cái, nhưng Diệp Thần Phong lại tại sao biết? chương 2268, đối chiến hai tên thần vương cảnh. Căn cứ lần này tiến vào uống máu tộc tổ địa bên trong người tu luyện phán đoán. Bây giờ vùng thế giới này hẳn là sớm đã xuống dốc rồi, uống máu tộc tộc trưởng cảm ứng được tiến vào nơi này tất cả mọi người thực lực. Có thể tiến vào uống máu tộc tổ địa người, cũng đều là bây giờ vùng thế giới này hàng đầu tồn tại. Tại trong những người này dĩ nhiên không có bất kỳ một cái thần tôn cảnh tồn tại, vậy thì đầy đủ để uống máu tộc tộc trưởng đoán được rất nhiều. Có thể nói bọn hắn uống máu tộc tại viễn cổ thời đại, chỉ có thể nói là phù dung chấm nở. Trải qua lâu như vậy Tuế Nguyệt, e sợ bây giờ người tu luyện đã sớm không biết bọn hắn bộ tộc này rồi. Đối với cái này một điểm, sớm tại trước đó uống máu tộc ý thức thức tỉnh thời điểm, uống máu tộc tộc, tộc trưởng liền đã chiếm được luận chứng. Hắn thân là uống máu tộc tộc trưởng, hơn nữa nơi đây lại là uống máu tộc tổ địa, ý thức của hắn có thể tại chính mình tổ địa bên trong thông suốt, hắn ngoại trừ thỉnh thoảng tại chú ý Diệp Thần Phong, hắn còn tại chú ý những người khác cử động. Lần sau, trước đó Diệp Thần Phong đối La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng nói ra uống máu tộc, nhưng La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng căn bản không biết có như thế một chủng tộc từng tồn tại, tình cảnh này cũng là bị nuốt huyết tộc tộc trưởng cảm ứng được. Liền ngay cả hôm nay vùng thế giới này thần vương cảnh cường giả, cũng không biết bọn hắn uống máu tộc tồn tại, vậy thì đầy đủ nói rõ, bọn hắn uống máu tộc cái kia một đoạn lịch sử, có thể là năm đó được còn lại chủng tộc cố ý xóa đi che giấu đi. Nhưng Diệp Thần Phong lại một lần lại một lần ngoài uống máu tộc tộc trưởng dự liệu. Đầu tiên Diệp Thần Phong thật giống hiểu rõ vô cùng bọn hắn uống máu tộc, liền ngay cả bọn hắn thi triển bất tử phong ấn đều biết, hơn nữa cái kia vài tỷ vạn con thực não quỷ trùng Tiến vào Diệp Thần Phong bên trong thân thể sau, rõ ràng toàn bộ vô ảnh vô tung biến mất. Bây giờ Diệp Thần Phong liền bọn hắn uống máu tộc chính mình bồi dưỡng huyết ma thanh đằng cũng biết, hơn nữa còn biết huyết ma thanh đằng nhược điểm chí mạng. Các loại tất cả tập trung ở Diệp Thần Phong trên người, này làm cho uống máu tộc tộc trưởng càng phát giác Diệp Thần Phong không đơn giản. Chỉ thấy Diệp Thần Phong khi tìm thấy huyết ma thanh đằng dễ chính sau đó hắn đem bàn tay của chính mình bị rạch rách rồi hắn cũng không muốn trực tiếp tới gần huyết ma thanh đẳng dễ chính rồi, hắn dự định đem máu tươi của mình vẩy đi ra. Nơi này huyết ma thanh đằng nhưng là hao tốn uống máu tộc rất lớn tinh lực mới bồi dưỡng ra được, tuy nói huyết ma thanh đẳng có nhất định sự hạn chế. Nhưng đó là uống máu tộc năm đó không có nhiều thời gian hơn thay đổi rồi. Uống máu tộc tộc trưởng tự nhiên không hy vọng nhìn đến đây huyết ma thanh đằng bị hủy diệt được rồi, tiếng nói của hắn tại diệp thần phong trong đầu điên cuồng vang lên, tiểu tử, người dừng tay cho ta, người cho ta lập tức dừng tay. Diệp thần phong đối với trong đầu uống máu tộc mệnh lệnh của tộc trưởng. Hắn vốn là phòng theo như không nghe thấy, hắn đem cắt ra thủ trưởng đột nhiên vung một cái, trong vết thương giọt máu nhất thời hướng về huyết ma thanh đẳng dễ chính bạo. Bắn, mà đi rồi. Mấy chục tích tiên huyết tại diệp thần phong linh khí dưới sự khống chế, chính xác chiếu vào huyết ma thanh đẳng dễ chính bên trên, diệp thần phong tiên huyết nhanh chóng thẩm thấu tiến vào huyết ma thanh đằng dễ chính bên trong tại huyết ma thanh đằng hấp thu diệp thần phong huyết dịch sau đó chỉ thấy dễ chính mãnh liệt bắt đầu run rẩy hơn nữa dễ chính bên trong phát ra một loại chi, chi 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 thanh âm rất nhanh huyết ma thanh đằng dễ chính mặt ngoài bắt đầu điệp nhíu lại từ từ dễ chính bên trong lượng nước thật giống đang nhanh chóng bốc hơi huyết ma thanh đằng toàn bộ dễ chính tại dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khô héo đi rồi. Không bao lâu thời gian, toàn bộ huyết ma thanh đằng dễ chính biến thành một cái phiếm hoàng khô căn nguyên. Tại dễ chính hoàn toàn khô héo sau đó còn lại từ dễ chính thượng kéo dài ra đi màu xanh dây leo, đồng dạng là tại dùng một loại tốc độ cực nhanh khô quát đi xuống. Cuối cùng, bên trong sơn cốc này huyết ma thanh đằng xem như là hoàn toàn bị diệp thần phong cho phá hủy rồi đang nhìn đến huyết ma thanh đằng toàn bộ phá hủy sau đó diệp thần phong hướng về giữa bầu trời đàm nguyên vũ vẫy vẫy tay trong miệng hắn lại lầm bầm lầu bầu cười lạnh nói các người uống máu tộc sớm liền trở thành quá khứ thức rồi lẽ nào ta dừng tay sau các người uống máu tộc liền sẽ bỏ qua cho ta sao uống máu tộc tộc trưởng cảm giác hết thảy khô héo huyết ma thanh đằng hắn trái lại trở nên càng thêm bình tĩnh lại nhưng từ diệp thần phong trong đầu vang lên thanh âm lại lạnh lẽo đến xương được Ngươi làm vô cùng tốt, ngươi cho ta sống thật khỏe đi. Ta hiện tại càng ngày càng cảm thấy ngươi có giá trị nghiên cứu rồi, nói không chắc có thể ở trên người ngươi phát hiện một ít kinh hỉ đây. Đồng dạng ngươi cũng đều vì ngươi làm tất cả trả giá thật lớn. Việc đã đến nước này, uống máu tộc là nhất định muốn thức tỉnh rồi, Diệp Thần Phong còn cần uống máu tộc tiên huyết đây. Hắn bình thản trả lời một câu, ta đối với các người uống máu tộc cũng cảm thấy rất hứng thú đặc biệt là là huyết dịch của các ngươi, ta đến lúc đó ta nhất định sẽ tới lấy đi. Uống máu tộc tộc trưởng bây giờ là chuyện thường ngày ở huyện rồi, hắn biết Diệp Thần Phong nhất định là rõ ràng. Muốn giải khai thạch hóa, chỉ có bọn hắn uống máu tộc huyết dịch mới có thể làm được. Uống máu tộc tộc trưởng lạnh lùng nói, nếu muốn chúng ta uống máu tộc huyết dịch, chỉ sợ người đời này cũng không thể nào làm được rồi. Diệp Thần Phong cũng không đang cùng uống máu tộc tộc trưởng nhiều lời bởi đã hạn chế pháp tắc không gian, hắn không cách nào mang theo bạch tiểu nhu đám người. Kết quả là, hắn tại cửa sơn cốc bố trí một cái trận pháp, đem cửa vào sơn cốc hoàn toàn ẩn giấu đi. Bây giờ tại bên trong sơn cốc không có huyết ma thanh đằng rồi, đối với bạch tiểu nhu các loại người mà nói là vô cùng an toàn. Tại Diệp Thần Phong bố trí xong trận pháp sau đó muốn cùng đàm nguyên vũ tạm thời lúc rời đi. Từ phía đông nam trên bầu trời, Hai đạo bóng đen đang nhanh chóng áp sát nơi này. Theo hai bóng đen này tiếp cận, từng trận khí thế mạnh mẽ xông tới trước mặt, này làm cho chuẩn bị rời đi Diệp Thần Phong cùng Đàm Nguyên Vũ đồng thời nhíu mày đến. Hai bóng đen này hẳn là nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Đàm Nguyên Vũ, hai người bọn họ trực tiếp đã rơi vào Diệp Thần Phong cùng Đàm Nguyên Vũ trước mặt. Chỉ thấy hai bóng đen này chính là hai cái Thần Vương cảnh sơ kỳ lão đầu, bọn hắn đến từ chính Trung Châu một cái nhất lưu thế lực bọn họ đều là cái kia nhất lưu thế lực lão tổ. Hơn nữa hai cái này lão đầu tướng mạo giống nhau y hệt, bọn hắn chính là sinh đôi, bọn hắn trong chăn châu người xưng là không minh nhị lão. Không minh nhị lão vốn chỉ là trải qua phiến địa vực này mà thôi, chỉ là bọn hắn đột nhiên cảm giác được hai đạo khí tức, cho nên hai người bọn họ mới qua đến xem thử, đang đến gần sau đó hắn nhìn thấy là Diệp Thần Phong cùng Đàm Nguyên Vũ sau đó bọn hắn tự nhiên là quyết định muốn hai người này đầu lâu rồi. Tuy nói bọn hắn chính là nhất lưu thế lực lão tổ, nhưng cùng tiêu giao cùng các loại đỉnh cấp thế lực trả cách biệt rất nhiều, đặc biệt là tại các loại tài nguyên tu luyện phương diện, bọn hắn cũng hy vọng có thể để cho tiêu giao cùng nhóm thế lực ghi nợ ân tình, đến lúc đó bọn hắn hay là có thể dùng nhân tình này đi đổi lấy một ít hữu dụng tài nguyên tu luyện. Đàm Nguyên Vũ đang nhìn đến không minh nhị lão sau đó hắn lập tức nói khẽ với Diệp Thần Phong giới thiệu không minh nhị lão thân phận. Xem ra yếu rời đi nơi này nhất định muốn chiến thắng trước mặt hai cái này lão đầu, Diệp Thần Phong vẫn không có đúng nghĩa cùng Thần Vương Cảnh Cường giả chiến đấu qua đây. Chỉ là hắn có thể ứng phó được rồi hai tên Thần Vương Cảnh sơ kỳ cường giả liên thủ sao? Chương 2269, hai người công pháp, Tâm Linh Thông. Không minh nhị lão trên người đều là ăn mặc trường bào màu đen. Bọn hắn thân là trung châu nhất lưu thế lực lão tổ trước đó thiên huyền thịnh điển bọn hắn vẫn còn bế quan bên trong. Bọn hắn tự nhiên không có thấy được diệp thần phong trên trời huyền thịnh điển thượng tỏa hào quang rực rỡ rồi, bọn hắn nhăn nheo trên mặt tràn ngập lạnh lẽo, bọn hắn đối diệp thần phong cũng là cực kỳ cảm giác hứng thú, dù sao có người nói trên trời huyền thịnh điển thời điểm, diệp thần phong mới chỉ là hóa thần cảnh, mà bây giờ thực lực lại tăng lên tới thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ. Diệp thần phong trên người khẳng định có bí mật gì? không minh nhị lão cũng không biết Diệp Thần Phong sức chiến đấu, bọn hắn cũng không hề coi Diệp Thần Phong là chuyện quan trọng tình, hai người bọn họ nhưng cũng là thần vương cảnh sơ kỳ thực lực, bọn hắn cần phải kinh hãi một cái thiên thần cảnh 5 tầng sơ kỳ người sao. Không minh nhị lão trong cơ thể phun trào hùng hậu khí thế, trong đó lão đại liếc nhìn Diệp Thần Phong bên cạnh đàm nguyên vũ, hắn nói, đường đường luyện khí các lão tổ, người dĩ nhiên cùng người như thế lẫn lộn một chỗ, ngươi thực sự là quá cho chúng ta trung châu thật xấu hổ chết người ta rồi tiểu tử này chẳng qua là hạ đẳng vị diện địa huyền giới người tới mà thôi tại tiêu giao cung các loại thực lực cố ý phân tán dưới bây giờ diệp thần phong hạ đẳng vị diện thân phận ở trung châu hầu như là mọi người đều biết rồi không minh nhị lão bên trong lão hai ánh mắt của hắn như ngừng lại diệp thần phong trên người hắn lãnh đạm nói tiểu tử ta biết trên người ngươi khẳng định có nhanh chóng tăng cao thực lực bí mật nếu như người nguyện ý ngoan ngoãn đem bí mật giao ra đây, như vậy chúng ta có thể cho người thoải mái một chút. trực tiếp cắt đầu của người, bằng không chúng ta sẽ đem người chậm rãi dần vặt mà chết. chúng ta sẽ để cho người tâm cam tình nguyện thổ lộ suốt bí mật. đối mặt thần vương cảnh sơ kỳ không minh nhị lão, diệp thần phong trong cơ thể khí thế cũng là thủ thế chờ đợi không minh nhị lão tại cảm thấy được Diệp Thần Phong thủ thế chờ đợi thật khí thế sau đó bọn hắn tự nhiên là biết Diệp Thần Phong không muốn ngoan ngoãn nghe lời. Hai người bọn họ khóe miệng chợt hiện lên một nụ cười gần, hai vệt màu trắng mãnh liệt linh khí từ bên trong cơ thể của bọn họ bạo dũng nhi xuất. Mãnh liệt linh khí hướng về bốn phía khuếch tán, trong đó không minh nhị lão bên trong lão đại, hắn dưới bàn chân quang mang lấp lóe thân ảnh của hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Nhất cổ mãnh liệt khí thế hướng về Đàm Nguyên Vũ áp sát. Mà không minh nhị lão bên trong lão, hai, hắn nhưng là trực tiếp đối Diệp Thần Phong triển khai công kích. Xem ra bọn họ là muốn trước đem Đàm Nguyên Vũ đầu lâu cho nắm bắt tới tay rồi. Không minh nhị lão bên trong lão, hai, tốc độ của hắn cũng là cực cực kỳ nhanh, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, hắn liền đến gần rồi Diệp Thần Phong, màu trắng linh khí từ bàn tay phải của hắn bên trong phun phát ra hắn cái kia thế như trẻ che thủ trưởng nhanh như tia chấp hướng về diệp thần phong ngực vỗ tới rồi nhưng hắn chỗ công kích vị trí cũng không phải trái tim xem ra không minh nhị lão đối diệp thần phong tăng cao thực lực bí mật trả là cảm thấy hứng thú vô cùng cho nên lão hai mới không có vừa ra tay liền muốn đưa diệp thần phong vào chỗ chết không minh nhị lão lão hai hắn quát lên tiểu tử chỉ bằng ngươi thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ thực lực ngươi cũng dám không ngoan ngoãn nghe lời sau đó ngươi liền sẽ hối hận quyết định của mình rồi mà một bên khác không minh nhị lão lão đại tại đối đầu đàm nguyên vũ thời điểm đàm nguyên vũ căn bản không phải lão đại đối thủ dù sao đàm nguyên vũ chỉ là thiên thần cảnh bảy tầng thực lực mà thôi tại giao thủ mấy hiệp sau đó đàm nguyên vũ trực tiếp được đánh ngã xuống đất rồi thậm chí có một trưởng vừa vặn vỗ vào trên đầu của hắn tuy rằng đầu của hắn không có nổ tung thế nhưng hắn cũng trực tiếp ngất đi. Ở trên không rõ ràng nhị lão lão đại muốn đem đàm nguyên vũ đầu cắt đi thời điểm, chỉ nghe bên cạnh truyền đến lão. Hai tiếng kinh hô, ngươi, sức mạnh của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Điều này sao có thể? Cái này một đạo tiếng kinh hô để cho lão đại dừng lại một chút. Ánh mắt hướng về bên cạnh nhìn lại. Chỉ thấy vừa vặn lão, hai thủ trưởng trận đánh bên trong diệp thần phong thời điểm, Diệp Thần Phong đồng dạng là sử xuất toàn lực vỗ ra bàn tay của chính mình. Hai trường tương đối. Không minh nhị lão lão nhị cũng không hề chiếm thượng phong, thậm chí là sức mạnh của hắn lại còn so với Diệp Thần Phong yếu hơn một ít. Diệp Thần Phong đứng tại chỗ một bước không nhúc nhích, mà lão. Thứ hai là lui về phía sau ba bước, này mới khiến cho hắn kinh hô lên. Không minh nhị lão lão đại tại thấy cảnh này sau đó hắn đồng dạng là khuôn mặt ngạc nhiên, nói như vậy thiên thần cảnh không thể tại bất kỳ phương diện vượt qua thần vương cảnh coi như là thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong cũng không được mà diệp thần phong lại chỉ có thiên thần cảnh năm tầng sơ kỳ mà thôi nhưng sức mạnh của hắn lại đã vượt qua lão hai không minh nhị lão lão đại không lo được đi trước tiên cắt xuống ngất đàm nguyên vũ đầu lâu rồi thân ảnh của hắn lập tức xuất hiện tại lão hai bên cạnh hỏi hắn chuyện gì thế này lão hai hồi đáp tiểu tử này rất quái dị hắn khắp mọi mặt sức mạnh đều không bình thường. Chiến lực của hắn mạnh mẽ quá đáng rồi, căn bản là vượt qua vậy thiên thần cảnh phạm vi. Nói xong, nói xong, lão, hai khuôn mặt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn, hắn nói chúng ta nhất định phải thu được tiểu tử này bí mật, hắn có thể đủ nhanh chóng như vậy tăng cao thực lực, hơn nữa sức chiến đấu lại cường đại như thế, chuyện này với chúng ta hay là cũng có tác dụng cực lớn. Lão đại cũng tán đồng gật gật đầu, hai người bọn họ tại liếc nhau một cái sau đó ánh mắt của bọn họ một lần nữa như ngừng lại Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn bên cạnh cách đó không xa đàm nguyên vũ, tại cảm giác được đàm nguyên vũ chỉ là bất tỉnh đi sau đó hắn cũng là tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Không minh nhị lão không có tại nói nhảm nhiều rồi, bên trong cơ thể của bọn họ màu trắng linh khí lần thứ hai bạo dũng nhi xuất, lần này hai người bọn họ bạo dũng nhi ra linh khí dĩ nhiên dung hợp lại cùng nhau tại linh khí dung hợp trong nháy mắt. Hô hấp của bọn hắn, mạch đập của bọn họ, bọn hắn hết thảy đều đồng bộ rồi, phảng phất biến thành một người bình thường. Cùng lúc đó, bọn hắn dung hợp lại cùng nhau linh khí, này muốn so một người mạnh mẽ hơn rất nhiều lần. Tại cảm giác được đến không minh nhị lão biến hóa sau đó lão bạch ngô phong dỗi rảnh âm thanh ngưng trọng nói hai người công pháp. Chính như lão bạch nói tới. Không minh nhị lão tu luyện xác thực là một loại hai người công pháp, cái gọi là hai người công pháp nhất định muốn hai người đồng thời tu luyện, trọng yếu nhất trả nhất định muốn là sinh đôi. Hai người này công pháp yêu cầu là cực độ hà khắc, cho nên trong tình huống bình thường, không có ai sẽ tu luyện hai người công pháp. Tu luyện hai người công pháp, chỉ cần một người trong đó tử vong, như vậy một người khác cả đời tại tu vi thượng đều không thể tiến thêm nửa bước. Nhưng hai người công pháp một khi tu luyện có thành, Power cũng là cực kỳ to lớn, hai người liên thủ thực lực hội tăng lên trên diện rộng, thậm chí vượt cấp chiến thắng đối thủ cũng là phi thường nhẹ nhõm. Tại toàn bộ Trung Châu tu luyện hai người công pháp chỉ có không minh nhị lão rồi, đương nhiên cho dù có một số người cũng tu luyện hai người công pháp, vậy cũng là không có tu luyện thành công, bây giờ không minh nhị lão xem như là tu luyện thành. Bọn hắn người tu luyện loại này hai người công pháp, chính là là bọn hắn tổ truyền, có người nói hai người này công pháp cấp bậc còn không thấp, là từ viễn cổ thời đại truyền xuống, bởi vì hai người công pháp tính đặc thù, cho nên cũng không có những người còn lại động đến bọn hắn công pháp ý biến thái. Bọn hắn tu luyện chính là Tâm Linh Thông. Chương 2270, người hẳn phải chết. Tâm Linh Thông, tên như ý nghĩa là tâm linh tương thông ý tứ. Đương nhiên không minh nhị lão thi triển Tâm Linh Thông, không riêng gì có thể tâm linh tương thông còn có thể linh khí tương thông, khí thế tương thông, ý nghĩ như nhau vân. Vân tất cả mọi thứ đều tương thông. Nói cách khác có thể để cho hai người trở nên như cùng một người. Không minh nhị lão tâm linh thông công pháp, ở Trung Châu cũng là có nhất định danh khí. Nói như vậy cho dù hai tên thần vương cảnh sơ kỳ cường giả liên thủ, yếu đối với chiến thần vương cảnh trung kỳ cường giả thời điểm, cũng là hội nhanh chóng bị thua. Nhưng, thi triển tâm linh thông sau đó không minh nhị lão sức chiến đấu hội tăng lên trên diện rộng, thậm chí có cùng thần vương cảnh trung kỳ cường giả một trận chiến sức chiến đấu rồi. Tại bước vào thần vương cảnh sau đó muốn vượt cấp khiêu chiến là càng thêm khó khăn rồi, cho nên tại bước vào thần vương cảnh sau đó nói như vậy không tồn tại vượt cấp khiêu chiến thuyết pháp. Trừ phi là kinh, tươi đẹp, tuyệt, luân thiên tài, bọn hắn tại bước vào thần vương cảnh sau đó hay là vẫn có vượt cấp khiêu chiến năng lực, ở trên không rõ ràng nhị lão thi triển tâm linh thông thời điểm lão bạch cùng lão hắc đem hai người công pháp đối diệp thần phong giải thích một lần khi rõ ràng hai người công pháp mạnh mẽ sau đó diệp thần phong khẽ cao mày xem ra lúc này có phần khó giải quyết khi hắn suy nghĩ thời khắc hoàn toàn đồng bộ không minh nhị lão bàng bạc linh khí tràn ngập tại quanh thân thân ảnh của bọn họ nhanh chóng hướng về diệp thần phong lướt đi tới diệp thần phong thấy thế thân ảnh của hắn lập tức phóng lên trời, sau lưng thanh vân kiếm bị hắn cầm ở trong tay. Đi tới trên bầu trời diệp thần phong, trong cơ thể hắn đã đem thập dài bất khuất kiếm ý vận chuyển. Chỉnh thanh thanh vân kiếm thượng tràn ngập nồng nặc kiếm khí, thanh vân kiếm hướng về dưới đáy vung ra, thập dài bất khuất kiếm ý. To lớn màu nâu kiếm khí nhất thời bổ về phía dưới đáy không minh nhị lão. Màu nâu kiếm khí đánh xuống tốc độ cực cực kỳ nhanh, nhưng không minh nhị lão tốc độ lại càng thêm nhanh, bọn hắn tạm thời lần thứ hai đem tốc độ tăng lên, hai người bọn họ nhẹ nhóm tránh thoát màu nâu kiếm khí. ầm um, một tiếng, màu nâu kiếm khí trên mặt đất để lại một đạo lớn vô cùng kiếm ngân, mà không minh nhị lão thân ảnh cũng đạp không mà lên, đứng ở khoảng cách diệp thần phong chừng 10 thước xa trên bầu trời. Không minh nhị lão sắc mặt phiền muộn, bởi vì thi triển tâm linh thông, bọn hắn nói cũng biến thành giống nhau như đúc tiểu tử xem ra chúng ta thật đúng là quá đánh giá thấp ngươi rồi, chẳng trách tiêu giao cung bọn hắn sẽ như thế muốn diệt trừ ngươi, dùng ngươi thiên phú như thế, nếu như bỏ mặc ngươi tiếp tục trưởng thành. Tương lai hay là chính là tiêu giao cung bọn hắn tận thế rồi. Không minh nhị lão trong cơ thể khí thế không ngừng dập dờn mà ra, bọn hắn không gian chung quanh cũng nổi lên từng đợt gợn sóng, bọn hắn đối tâm linh thông vẫn là vô cùng có tự tin, tuy nói diệp thần phong chiến lực cường đại cực kỳ, nhưng cường đại hơn nữa cũng là có một cái cực hạn. Còn nữa Diệp Thần Phong Tu Vi chỉ có thiên thần cảnh 5 tầng sơ kỳ. Mà hai người bọn họ thi triển tâm linh thông sau đó bọn hắn có thể cùng thần vương cảnh trung kỳ người trước sánh ngang rồi, phàm là khóa nhập thần vương cảnh, thực lực mỗi tăng lên một cái tiểu tầng thứ, sức chiến đấu đều sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời. Bất quá, người tu vi bây giờ vẫn là kém một chút, nếu như đây chính là người hết thảy sức chiến đấu rồi, như vậy thật bất hạnh, người nhất định sẽ chết tại chúng ta trên tay. Không minh nhị lão đồng bộ mở miệng nói. Tại rước tiếng thời khắc, bọn hắn không gian chung quanh vặn vẹo lợi hại, tại không gian vặn vẹo tới trình độ nhất định sau. Thân ảnh của bọn họ lập tức biến mất rồi. Đợi đến xuất hiện lần nữa thời điểm, rõ ràng là đi tới diệp thần phong trước mặt. Đối mặt không minh nhị lão thi triển tâm linh thông về sau tốc độ, diệp thần phong có phần đáp ứng không xuể rồi, Mắt thấy không minh nhị lão đồng thời đánh ra nắm đấm, quả đấm của bọn hắn dường như có thể đem không gian đều phá tan bình thường. Diệp thần phong chỉ có thể bản năng đem chính mình hai cánh tay chắn trước người, hắn đã là đến không kịp né tránh rồi. Âm, um, âm, um. không minh nhị lão quả đấm đồng thời đánh vào diệp thần phong trên cánh tay. Cảnh này khiến diệp thần phong ống tay áo triệt để vỡ vụn, hắn hai cánh tay thượng ra thịt cũng băng liệt không minh nhị lão sức mạnh thúc đẩy thân thể của hắn không ngừng sau này bay đi nhưng không minh nhị lão căn bản không có dừng tay ý tứ tại diệp thần phong bị bọn hắn đẩy lùi thời điểm thân ảnh của bọn họ lần thứ hai hướng về diệp thần phong áp sát diệp thần phong biết cứ tiếp như thế hắn thật sự yếu nguy hiểm nhìn xem lần thứ hai áp sát không minh nhị lão hắn nhanh chóng thôi thúc lên trong cơ thể phượng hoàng áo nghĩa chỉ là trong nháy mắt Hắn liền đem Phượng Hoàng áo nghĩa thôi thúc đã đến cực hạn. Cuồng bạo, nhất khổ lửa nóng sức mạnh trong nháy mắt từ trong cơ thể hắn bạo phát. Tóc của hắn cùng con mắt toàn bộ biến thành đỏ như màu máu. Trên người lập tức bị ngọn lửa cho lượn lờ rồi. Trong cơ thể hắn khí thế cũng nhanh chóng kéo lên. Thiên thần cảnh 5 tầng trung kỳ, Thiên thần cảnh 5 tầng hậu kỳ, Thiên thần cảnh 5 tầng đỉnh phong cuối cùng Diệp Thần Phong thật khí thế như ngừng lại thiên thần cảnh tầng 6 sơ kỳ. Cuồng bạo trạng thái chỉ có thể duy trì 10 giây đồng hồ khoảng chừng thực lực trong nháy mắt tăng lên tới thiên thần cảnh tầng 6 sơ kỳ Diệp Thần Phong, đối mặt khoảng không mặt nhị lão áp sát, tốc độ của hắn cũng lập tức để được đưa lên, đồng thời hai chân của hắn bên dưới ánh chấp hiện ra, hắn trả thi triển ra tứ tinh bí pháp thiên lôi nhanh chóng. Diệp Thần Phong tốc độ là cực hạn bay lên hắn tránh thoát không minh nhị lão lần thứ hai công kích đồng thời, hắn đi tới không minh nhị lão sau lưng, hắn chủ động hướng về không minh nhị lão đã phát động ra công kích, bởi vì chỉ có 10 giây, cho nên Diệp Thần Phong không thể làm lỡ bất kỳ một giây đồng hồ rồi, không có nhiều thời gian hơn cho hắn thi triển bí pháp rồi. Hắn muốn trước hết giết không minh nhị lão bên trong một người, trong tay hắn thanh vân kiếm bay thẳng đến lão đại đầu đâm tới, thanh vân kiếm bên trong kiếm khí phun trào, Trình Thanh Thanh Vân Kiếm trở nên ác liệt cực kỳ. Không có công kích thành công không minh nhị lão, bọn hắn tại cảm giác được sau lưng biến hóa sau đó bọn hắn lập tức xoay người qua. Diệp Thần Phong đã là áp sát bọn hắn, hơn nửa giờ khác này Diệp Thần Phong tốc độ cực cực kỳ nhanh, thậm chí đã vượt qua bọn hắn, này để hai người bọn họ căn bản vô pháp tránh né, mắt thấy Diệp Thần Phong trong tay Thanh Vân Kiếm, khoảng cách không minh nhị lão lão đầu to càng ngày càng gần nếu như được này bén nhọn một kiếm đã đâm chúng, như vậy không minh nhị lão lão đầu to nhất định sẽ bị đâm thùng. Chỉ cần không minh nhị lão bên trong một người đã chết, như vậy một người khác đối diệp thần phong tới nói, vốn là không đáng sợ rồi. Nhưng trong chớp mắt, không minh nhị lão nghi tâm cấp tốc lấp lánh lên, hai luồng thần niệm lực lượng lan tràn ra. Oanh, oanh, hai tiếng, hào quang óng ánh từ không rõ ràng nhị lão nghi tâm bạo phát, từ bọn hắn trong nghi tâm đồng thời lao ra khỏi một cái màu trắng thức hải. Không linh nhị lão thi triển của mình thần vực. Hai người bọn họ phóng ra ngoài mà ra thần vực, rất nhanh cũng nối liền với nhau. Thân ở không minh nhị lão thần vực bên trong diệp thần phong, hắn cảm giác mình được một nguồn sức mạnh cho chói buộc lại, tốc độ của hắn cùng sức mạnh toàn bộ giảm bớt xuống. Đối với tốc độ cùng sức mạnh trong nháy mắt yếu bớt diệp thần phong, không minh nhị lão là nhẹ nhõm tránh qua diệp thần phong chiêu kiếm này, trong đó lão đại âm thanh âm trầm vô cùng quát lên, tiểu tử, hôm nay ngươi hẳn phải chết. chương 2271, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Bởi vì tâm linh thông duyên cớ, không minh nhị lão thần vực cũng sẽ dung hợp lại cùng nhau. Hai loại thần vực dung hợp thành một loại thần vực, trong đó uy năng tự nhiên là mức độ lớn bay lên. Thân ở không minh nhị lão trong thần vực Diệp Thần Phong, thân thể của hắn như hãm vũng bùn bình thường đi về phía trước động một bước đều vô cùng gian nan. Người tu luyện tự thân thần vực, chẳng khác gì là người tu luyện thế giới của mình, tiến vào hắn thần vực bên trong, tốc độ của đối thủ cùng sức mạnh liền sẽ mức độ lớn hạ thấp, thậm chí là không cách nào hành động như thường. Đương nhiên thiên thần cảnh bên trên cường giả thần vực đều là bất đồng, có phần đặc thù thần vực không riêng gì có thể hạn chế tốc độ cùng sức mạnh, trong đó còn sẽ có một ít đặc thù uy năng tồn tại. Nằm ở cuồng bạo trạng thái, lại tăng thêm thi triển thiên lôi tránh diệp thần phong, ở trên không rõ ràng nhị lão thần vực bên trong, hắn trong gân mạch linh khí dòng sông lưu động đứt quáng, lông mày của hắn chăm chú nhíu lại, mắt thấy thời gian từng giây từng phút trôi qua, ở trên không rõ ràng nhị lão thần vực bên trong, hắn căn bản là tránh thoát không được. Thần vực chính là thiên thần cảnh bên trên cường giả một loại đặc thù thần thông, thần vương cảnh bên dưới người muốn tránh thoát thần vực, đây cơ hồ là không có khả năng lắm, này tựu là thiên thần cảnh cùng thần vương cảnh trong lúc đó khác biệt lớn nhất rồi, bước vào thần vương cảnh sau là có thể thi triển thần vực rồi. Lão Bạch cùng lão Hắc bởi vì đang không ngừng dung hợp phục linh dịch nguyên nhân, tại bọn hắn linh hồn trạng thái khôi phục hoàn chỉnh trước đó, bọn hắn đều không thể dùng sức mạnh của mình đi trợ giúp Diệp Thần Phong rồi. 10 giây lóe lên liền qua. Diệp thần phong đã từ cuồng bạo trạng thái trong đi ra ngoài rồi, bề ngoài của hắn khôi phục dáng dấp ban đầu. Tại từ cuồng bạo bên trong đi ra ngoài sau, hắn nhất thời nằm ở một loại trạng thái hư nhược rồi, cả người ở trên không rõ ràng nhị lão bên trong thần vực là lung la lung lay, sắc mặt cũng có một chút trắng bệch. Không minh nhị lão đang nhìn đến Diệp Thần Phong càng ngày càng suy yếu, hai người bọn họ là hoàn toàn an tâm xuống, bọn hắn biết vừa vặn Diệp Thần Phong tạm thời tăng cao thực lực. Này trạng thái hư nhược khẳng định chính là tác dụng phụ rồi, suy yếu như vậy Diệp Thần Phong, vẫn còn hai người bọn họ thần vực bên trong. Bọn hắn còn có cái gì tốt lo lắng. Thế nhưng, nhớ tới vừa vặn mạo hiểm một màn, không minh nhị lão vẫn là lòng còn sợ hãi, dù sao lão đại suýt chút nữa được Diệp Thần Phong cho đâm xuyên qua đầu, như quả lão đại vừa chết, như vậy không minh nhị lão lão. Hai ngoại trừ cả đời không cách nào tăng cao thực lực bên ngoài rất có thể cũng sẽ chết ở diệp thần phong trên tay diệp thần phong sức chiến đấu đích thật là để không minh nhị lão nhìn mà than thở nếu như thần vương cảnh cường giả không sử dụng tới thần vực như vậy diệp thần phong sử dụng tới các loại lá bài tẩy hẳn là có thể cùng thần vương cảnh trung kỳ cường giả chiến đấu đánh một trận nếu như thần vương cảnh trung kỳ cường giả vừa mới hơi mất tập trung nói không chắc chả sẽ là thuyền trong mương cuối cùng chết ở Diệp Thần Phong trên tay. Không minh hai trên khuôn mặt già nua tràn đầy vẻ âm trầm, dù sao bọn hắn suýt chút nữa chết rồi Diệp Thần Phong trên tay, nhưng âm trầm sau đó ngược lại lại là cười gằn. Không minh nhị lão đồng bộ mở miệng quát lên, tiểu tử, hiện tại ngươi còn có cái gì lá bài tẩy sao? Đây chính là thần vương cảnh cùng thiên thần cảnh trong lúc đó lớn nhất tranh lệch, người có thể thả ra thần vực sao? Rất rõ ràng là không thể nào, thần vương cảnh bên dưới người, nếu như mạnh mẽ phóng thích thần vực, khẳng định như vậy hội thức hải tán loạn mà chết. Thân ở thần vực bên trong diệp thần phong, miệng hắn cùng trong lỗ mũi khí tức hỗn loạn, bởi vì cuồng bạo trạng thái nguyên nhân, hắn có loại cảm giác lực bất tòng tâm rồi, mà chính lúc lúc này, uống máu tộc tộc trưởng âm lãnh thanh âm, lần thứ hai từ trong đầu hắn vang lên, tiểu tử, xem ra phi thường tiếc nuối, chúng ta là không cách nào gặp mặt, đây thực sự là thật là đáng tiếc nhưng chiến lược của ngươi để cho ta cảm thấy hứng thú vô cùng tương lai nếu như ngươi trưởng thành hay là lấy thực lực của ngươi ngươi vẫn đúng là hội đối với chúng ta uống máu gia sản dòng họ sinh uy hiếp nhưng ngươi căn bản không có trưởng thành khả năng đối với trong đầu quanh quẩn lên uống máu tộc tộc trưởng thân ảnh diệp thần phong căn bản không có tinh lực đi để ý tới khi hắn muốn cùng lão bạch lão hắc câu thông một chút thời điểm không minh nhị lão lần thứ hai đồng thời mở miệng tiểu tử Tại người trước khi chết, chúng ta liền giúp người hoàn chỉnh một cái tâm nguyện đi. Người vẫn không có bước vào thần vương cảnh, người ngay cả thần vực đều không có từng dùng tới. Điều tâm nguyện này liền do chúng ta tới giúp người thực hiện, để cho chúng ta giúp người thanh thần của người vực dẫn ra. Ở trên không rõ ràng nhị lão xem ra, thần vương cảnh bên dưới người, một khi thần vực, phải nói là thức hải, thần vương cảnh bên dưới người vẫn không có hình thành chân chính thần vực, chỉ có thể nói là thành hình thức hải. Tại đêm thần vương cảnh bên dưới người tu luyện thức hải dẫn sau khi đi ra, người tu luyện nhất định là thần hồn hủy diệt mà chết. Chỉ cần tại diệp thần phong trước khi chết một khắc đó, bọn hắn đối diệp thần phong triển khai siêu hồn, như vậy bọn hắn là có thể biết rõ diệp thần phong bí mật. Đáng tiếc không minh nhị lão nghìn tính vạn tính cũng coi như lọt một bước, ban đầu ở địa huyền giới thời điểm, diệp thần phong thực lực càng thêm thấp kém thời điểm, khi đó trả lại hắn vẫn không có tu luyện long thần quyết, hắn chỉ có hai mảnh thức hải đây. Khi đó thức hải của hắn đã bị người dẫn ra qua, nhưng sau đó Diệp Thần Phong ngoại trừ có một chút di chứng về sau ở ngoài, hắn dám sự tình cũng không có. Khi nghe đến không minh nhị lão lời nói sau, không riêng gì Diệp Thần Phong nghĩ tới địa huyền giới sự tình, lão bạch cùng lão hắc đồng dạng là nghĩ tới, trong đó lão bạch ngô phong dỗi rảnh nói tiểu gia hỏa, hiện tại ngươi liền phối hợp bọn hắn, đây là ngươi duy nhất có thể chiến thắng bọn hắn hy vọng, lúc trước thực lực ngươi thấp như vậy hơi, ngươi thức hải là được hình, bây giờ ngươi mặc dù nói không có bước vào thần vương cảnh, hay là ngươi thức hải đã là hình thành chân chính thần vực rồi. Lão Hắc Giang Vận Thiên cũng gật đầu nói, đúng vậy, trên đất huyền giới ngươi thức hải được dẫn ra, không có bất cứ chuyện gì tình, e sợ bây giờ khóa nhập thiên thần cảnh, người đồng dạng cũng sẽ không có sự tình. Tại Lão Bạch cùng Lão Hắc nói chuyện thời khắc, không minh nhị Lão cánh tay đồng thời vung lên, từ thần của bọn hắn vực bên trong đã tuôn ra nhất cổ đặc thù năng lượng, nguồn năng lượng này bên trong có một loại to lớn hấp. Lực, này hấp, lực toàn bộ tập trung vào diệp thần phong giữa chân mày. Này làm cho diệp thần phong nhất thời có một loại cảm giác đau đầu như muốn vỡ tung, hắn trong mi tâm màu vàng thức hải, màu đen thức hải cùng màu trắng thức hải nhất thời trở mình vọt lên. Không minh nhị lão cười gần diếu cợt nói, tiểu tử, liền để cho chúng ta đến mở mang, Thần của ngươi vực là như thế nào a à? Ngươi thân là thiên tài như thế, ngươi nên đã sớm hình thành thần vực đi nha. Ngươi cũng đừng để cho chúng ta thất vọng A-Hát. Ở trên không rõ ràng nhị lão không ngừng trào phúng thời gian. A-Hát, diệp thần phong trong chớp mắt ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, mi tâm của hắn không ngừng lập lòe kim quang, bạch quang cùng hắc quang. Ba cỗ bất đồng thần niệm lực lượng từ mi tâm của hắn cuồn cuộn không đoạn thả ra ngoài không minh nhị lão tại cảm nhận được ba cỗ bất đồng thần niệm lực lượng sau bọn hắn đột nhiên cảm giác thấy hơi không đúng lắm rồi mà lúc này oanh 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 ba tiếng diệp thần phong mi tâm đột nhiên bên trong kim quang tăng mạnh sát theo đó bạch quang tăng mạnh cuối cùng là hắc quang tăng mạnh không khí chung quanh chung thần niệm lực lượng sôi trào lên chính là tự mình làm bậy thì không thể sống được chương 2272, thực lực đột phá. Kèm theo kim quang, bạch quang cùng hắc quang tăng mạnh. Từ diệp thần phong giữa chân mày đột nhiên lao ra khỏi màu vàng, màu trắng cùng màu đen loại này ba loại thần vực. Này ba loại thần vực là hoàn toàn thành hình rồi, có thể nói là thứ thiệt thần vực rồi, trong đó uy năng không có chút nào so với không minh nhị lão thả ra thần vực kém. Chính như lão bạch cùng lão hắc suy đoán như vậy, Diệp Thần Phong là không thể đủ người bình thường đi cân nhắc, hắn quả nhiên là đã hình thành chân chính thần vực rồi. Hơn nữa ba mảnh thức hải toàn bộ tạo thành thần vực, nếu không phải là bởi vì cảnh giới không có bước vào thần vương cảnh, hắn hẳn là sớm là có thể thả ra thần vực rồi. Màu vàng thần vực, màu trắng thần vực cùng màu đen thần vực vừa ra, này ba cái thần vực toàn bộ đánh vào không minh nhị lão thần vực bên trên. ầm, uhm, một tiếng tại đây ba cái thần vực pha chạm dưới không minh nhị lão thần vực trong nháy mắt tán loạn rồi hôm nay là không minh nhị lão nằm ở thần vực diệp thần phong ba cái bên trong thần vực rồi nhưng thần vực dù sao cũng là yếu thần vương cảnh có thể thả ra diệp thần phong thần vực là mạnh mẽ được hấp dẫn ra tới cho nên hắn ba cái thần vực bị hạn chế rất nhiều tối thiểu hắn ba cái thần vực trong đó cũng không hề cho thấy đặc thù uy năng đồng dạng chỉ có thể hạn chế tốc độ của đối phương cùng sức mạnh theo lý tới nói, diệp thần phong tu luyện chính là ba loại vô thượng công pháp, cho nên này ba loại vô thượng công pháp hình thành thần vực, nhất định có thể hội có một ít đặc thù uy năng. xem ra chỉ có chờ chân chính bước vào thần vương cảnh, sau đó lại thả ra thần vực mới có thể biết hắn ba cái thần vực đến cùng có những gì đặc thù uy năng rồi. ba cái thần vực được mạnh mẽ hấp dẫn ra đến, tuy rằng diệp thần phong trạng thái yếu so với lúc trước trên đất huyền giới lúc tốt hơn rất nhiều nhưng hắn nhưng vẫn là cảm giác đầu đau như búa bổ. Hắn không ngừng tại điều chỉnh trạng thái của mình, trải qua vừa vặn đến bây giờ một ít thời gian khôi phục. Trong cơ thể hắn linh khí ngược lại là khôi phục không ít. Diệp thần phong sắc mặt lãnh đạm nhìn hướng không linh nhị lão, hắn nói các ngươi đối thần của ta vực còn thỏa mãn. Thân ở diệp thần phong ba cái thần vực bên trong không minh nhị lão, trên mặt bọn họ nụ cười diễu cợt đã sớm cứng ngắc ở bởi vì chính mình thần vực được va chạm tán loạn rồi cho nên hai người bọn họ khóe miệng không tự chủ tràn ra tiên huyết đến sắc mặt cũng có vẻ trắng xanh cực kỳ diệp thần phong này ba cái thần vực quá cường đại này làm cho không minh nhị lão cảm giác thân thể của mình không cách nào nhúc nhích bọn hắn hiện tại có một loại bị hung hăng vẽ mặt cảm giác vừa vặn bọn hắn chỉ là tại trào phúng diệp thần phong ai biết diệp thần phong thật sự đã tạo thành chân chính thần vực mà là vẫn là ba cái thần vực Sao lại có thể như thế A-Hát? Một loại công pháp chỉ có thể hình thành một cái thức hải, cũng chính là một cái thần vực. Diệp Thần Phong có thể phóng thích ba cái thần vực, nói như vậy Diệp Thần Phong tu luyện ba loại công pháp. Chuyện này quả thật là quá không thể tưởng tượng nổi. Người tu luyện chỉ có thể tu luyện một loại công pháp, đây là mọi người đều biết sự tình. Đã từng cũng có người muốn tu luyện hai loại công pháp, nhưng đại thể toàn bộ là tổ hỏa nhập ma, gân mạch đứt từng khúc mà chết rồi chớ nói chi là đồng thời tu luyện ba loại công pháp, cái này căn bản là chuyện không thể nào a hát. Nhưng bây giờ chuyện không thể nào liền phát sinh ở không minh nhị lão trước mắt, này để hai người bọn họ không thể không tiếp thu sự thật này. Diệp Thần Phong đúng là tu luyện ba loại công pháp, hơn nữa đều tu luyện thành, Diệp Thần Phong rốt cuộc là một cái dạng gì quái thai. Thời khắc này, không minh nhị lão là hối hận ruột đều thanh. Nguyên bản là xem như là Diệp Thần Phong tạo thành thần vực, nhưng không có bước vào thần vương cảnh thì không cách nào tự mình phóng thích thần vực là hai người bọn họ tự tay đem diệp thần phong thần vực hấp dẫn đi ra đây quả thực là tự gây nhiệt a hát không minh nhị lão bởi vì tự thân thần vực được va chạm tán loạn hai người bọn họ cũng bị cực kỳ thương thế nghiêm trọng tại diệp thần phong ba cái bên trong thần vực bọn hắn căn bản là không cách nào vùng vẫy miệng cùng trong lỗ mũi khí tức có phần hỗn loạn diệp thần phong hắn hít một hơi thật sâu cố nén trong đầu đau nhức khi hắn muốn đối không rõ ràng nhị lão động thủ thời điểm đúng là âm hồn bất tàn uống máu tộc tộc trưởng thanh âm lần thứ hai vang lên tiểu tử ngươi ngươi thậm chí có ba cái thần vực hơn nữa tại không có bước vào thần vương cảnh ngươi cũng đã hình thành thần vực đang ngạc nhiên một phen sau đó uống máu tộc tộc trưởng thanh âm mạnh mẽ bình tĩnh lại xem ra ta lần nữa đánh giá thấp ngươi rồi ngươi là sẽ không như thế sắp chết hiện tại liền ngay cả ta đều không nỡ giết ngươi chết bầm. Tại trên người ngươi có quá nhiều đáng giá nghiên cứu bí mật. Tại uống máu tộc tộc trưởng nói chuyện thời khắc, Diệp Thần Phong không có trả lời, từng bước từng bước hướng về không minh nhị lão đi đến. Không minh nhị lão thấy thế, trên mặt bọn họ che kín hối hận, nếu như không là vừa vặn bọn hắn quá đắc ý vinh váo rồi, như vậy bọn hắn căn bản sẽ không rơi vào lần này kết cục, bây giờ bọn hắn liền thân tử đều không thể nhúc nhích, bọn hắn làm sao đi ứng phó Diệp Thần Phong. Không ngừng tiếp cận không minh nhị lão Diệp Thần Phong, hắn lần nữa mở miệng nói, ta Diệp Thần Phong đầu lâu cùng bí mật không phải dễ dàng như vậy là có thể lấy đi. Diệp Thần Phong trong tay phải nắm thanh vân kiếm, không ngừng điều chỉnh trong lỗ mũi khí tức, thanh vân kiếm bên trên che kín nồng nặc kiếm khí. Không minh nhị lão thấy Diệp Thần Phong trên người sát ý tại càng ngày càng nồng đập, hai người bọn họ đồng bộ mở miệng nói, tiểu tử, mọi việc lưu một đường, sau đó tốt gặp mặt, lần này chúng ta chịu rồi, chúng ta về sau cũng sẽ không bao giờ gây sự với ngươi rồi, chúng ta có thể dùng võ đạo chi tâm phát thệ. Diệp thần phong bình thản nói ra, về sau ta không sẽ cùng các ngươi gặp mặt, bởi vì các ngươi muốn đi Diêm vương điện thượng báo cáo. Sức tiếng, Diệp thần phong trong tay thanh vân kiếm xẹt qua, không minh nhị lão trong nháy mắt trợn to hai mắt, nhưng bọn họ căn bản vô pháp tránh né bạch, bạch, hai tiếng. Không minh nhị lão đầu lâu trong nháy mắt từ trên cổ rơi mất. Ở trên không rõ ràng nhị lão mất mạng sau đó Diệp Thần Phong lập tức thi triển hải nạp bách xuyên. Hắn cũng không quan tâm bị nuốt huyết tộc nhìn thấy hắn thi triển hải nạp bách xuyên rồi. Hắn hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng cao thực lực. Dù sao uống máu tộc là nhất định sẽ thức tỉnh rồi, có đủ thực lực, hắn đối phó uống máu tộc mới càng chắc chắn. Bên trong thân thể biển chính là bách xuyên vận chuyển, tại Diệp Thần Phong trên mờ u bàn tay, lập tức xuất hiện hai cái vòng xoáy màu đen, hắn đưa bàn tay đặt tại liễu không rõ ràng nhị lão trên thân thể. Theo trên mờ u bàn tay vòng xoáy màu đen nhanh chóng xoay tròn. Không minh nhị lão trong cơ thể có thể nhanh chóng dung hợp sức mạnh, toàn bộ đang chảy xuôi tiến Diệp Thần Phong bên trong thân thể. Không minh nhị lão dù sao toàn bộ đều là thần vương cảnh sơ kỳ thực lực, đây đối với Diệp Thần Phong tới nói nhưng là dừng lại phong phú bữa ăn ngon rồi. Không minh nhị lão trong cơ thể có thể dung hợp năng lượng, không ngừng được Diệp Thần Phong hấp thu, hắn khí thế trên người cũng bắt đầu nhanh chóng đi lên kéo lên. Trước đó tại lui ra cuồng bạo trạng thái sau đó Diệp Thần Phong thực lực lại lui về chân thật thiên thần cảnh 5 tầng sơ kỳ. Bây giờ hắn khí thế trên người tại mãnh liệt tăng lên. Thiên thần cảnh 5 tầng trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Thiên thần cảnh tầng 6 sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Tại đem không minh nhị lão trong cơ thể có thể nhanh chóng dung hợp sức mạnh toàn bộ hấp thu sau đó diệp thần phong cuối cùng thật khí thế vững vàng như ngừng lại thiên thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. Dù sao thực lực càng đi lên, cần có năng lượng lại càng lớn, lần sau biển chính là Bách Xuyên cũng không phải đem người thu luyện tất cả năng lượng toàn bộ hấp thu tới, cho nên hấp thu không minh nhị lão trong cơ thể một phần năng lượng sau có thể để cho thực lực trực tiếp tăng lên tới thiên thần cảnh tầng 6 đỉnh phong, đây đã là một chuyện tốt tình rồi. chương 2273, cuối cùng một nơi phong ấn. Không minh nhị lão thân thể là triệt để khô quắt xuống. Tại hấp thu xong không minh nhị lão trong cơ thể năng lượng sau đó ba cái được mạnh mẽ dẫn ra thần vực, tại rất có co giúp lại. Theo diệp thần phong nghi tâm lần thứ hai lóe lên ánh sáng, màu vàng, Màu trắng cùng màu đen này ba cái thần vực, một mạch sông về mi tâm của hắn bên trong. Tại ba cái thần vực trở về giữa chân mày sau, Diệp Thần Phong cả người lập tức lắc lư, có một loại đứng không vững, bất cứ lúc nào đều phải té ngã xu thế, hắn cảm giác mình là đầu đau như búa bổ, chỉnh cái đầu của người ta đều phải bạo bình thường, khả năng này chính là không tới thần vương cảnh, đã bị dẫn ra thần vực di chứng về sau rồi. Tại cố nén loại đau nhức này một lúc sau, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng coi như bắt đầu chậm rãi thích ứng, cảm thụ trong cơ thể thiên thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực, miệng hắn bên trong chậm rãi thở ra một hơi. Trước đó tại tham gia thiên huyền thịnh điển thời điểm, Diệp Thần Phong đã lấy được một viên viễn cổ bùn nhện nội đan, căn cứ Lão Bạch cùng Lão Hắc từng nói, viên kia viễn cổ bùn nhện nội đan, có thể để cho thiên thần cảnh 7 tầng người hai bên, trực tiếp bước vào thần vương cảnh bên trong. Bây giờ Diệp Thần Phong chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá đến thiên thần cảnh bảy tầng rồi. Đến lúc đó hắn có viễn cổ bùn nhện nội đan nơi tay, hắn bước vào thần vương cảnh hoàn toàn là không có bất kỳ trở ngại rồi. Tại trong đầu đau nhức từ từ giảm bớt sau đó Diệp Thần Phong đi tới ngất đàm nguyên vũ bên cạnh. Uống máu tộc tộc trưởng thanh âm lần thứ hai vang vọng ở Diệp Thần Phong trong đầu, người lại vẫn sẽ như thế hấp thu người khác sức mạnh bí pháp hơn nữa người tăng lên thực lực không hề có một chút không vững chắc thậm chí còn so với mình từng bước từng bước tăng lên tới càng thêm vững chắc lúc này ta uống máu tộc là thật sự nhặt được bảo người hết thảy đều sẽ là ta uống máu tộc hiện tại ta là chắc chắn sẽ không để ngươi chết uống máu tộc tộc trưởng thanh âm trong tràn đầy kích động xem ra là diệp thần phong cho hắn quá nhiều vui mừng mà diệp thần phong tự mình đang giúp đàm nguyên vũ trị liệu không một lúc sau Đàm Nguyên Vũ liền từ ngất bên trong tỉnh lại. Đầu có phần hỗn loạn Đàm Nguyên Vũ, hắn mới vừa mở mắt ra thời điểm, hắn còn có chút mơ hồ, nhưng hắn lập tức nghĩ tới chính mình trước khi hôn mê chuyện xảy ra. Ánh mắt của hắn lập tức tại bốn phía quét chuyển động, đang nhìn đến trên mặt đất hai cỗ khô quắt thi. Thể sau, hắn ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài chính là chết lặng, hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong dĩ nhiên dựa vào sức một người, đem không minh nhị lão đều giết đi. Khi hắn muốn đối Diệp Thần Phong mở miệng thời khắc, hắn nhất thời cảm giác được Diệp Thần Phong khí thế trên người có phần bất đồng. Cẩn thận cảm ứng một phen, xác định Diệp Thần Phong tại thiên thần cảnh tầng 6 đỉnh phong sau đó hắn suýt chút nữa sợ hãi than thanh con người của chính mình tử đều chừng ra ngoài, hắn mới hôn mê này một hồi thời gian, Diệp Thần Phong cứ như vậy không giải thích được, từ thiên thần cảnh 5 tầng sơ kỳ, tăng lên tới thiên thần cảnh tầng 6 đỉnh phong có muốn hay không khuếch đại như vậy, loại này tăng cao thực lực tốc độ, từ cổ chí kim có ai có thể làm được. Nhưng, Đàm Nguyên Vũ cũng không có hỏi nhiều, hắn bên trong thân thể bị thương không nhẹ, Diệp Thần Phong đang giúp hắn chậm rãi điều trị. Hai người nghỉ ngơi khoảng 7 tiếng sau đó Đàm Nguyên Vũ thương thế gần như hoàn toàn khôi phục rồi, mà Diệp Thần Phong được mạnh mẽ dẫn ra thần vực di chứng về sau cũng gần như biến mất rồi, hai người bọn họ chuẩn bị tiếp tục thăm dò. Diệp thần phong muốn phải nhanh một chút tìm tới bất tử phong ấn cuối cùng một phần tư phong ấn, uống máu tộc thức tỉnh là tránh không khỏi rồi, muốn để bạch tiểu nhu cùng mô lang hương bọn hắn khôi phục như cũ. Phải dùng đến uống máu tộc huyết dịch. Chi cho nên muốn mau chóng tìm tới cuối cùng một phần tư phong ấn, diệp thần phong muốn tại uống máu tộc thức tỉnh trước đó, xem có thể hay không tại cuối cùng một phần tư phong ấn chu vi bố trí một ít gì đó, dùng này tới đối phó uống máu tộc lại là ba ngày trôi qua. Diệp thần phong cùng đàm nguyên vũ không thu hoạch được gì, hắn cũng không có gặp phải tiêu giao cùng các loại tông môn lão tổ, bọn hắn cũng không có phát hiện bất tử phong ấn cuối cùng một phần tư phong ấn. Tại diệp thần phong trong lòng bắt đầu có phần tiêu lúc gấp, từ phía tây phương hướng có cỗ khí thế như hồng ánh sáng màu trắng phóng lên trời. Dù sao bạch tiểu nhu đám người nằm ở thạch hóa bên trong, bên trong cơ thể của bọn họ sinh cơ đang chậm rãi biến mất. Diệp Thần Phong không thể làm lỡ quá nhiều thời gian rồi, hắn nhất định phải phải mau sớm thu được uống máu tộc huyết dịch. Tại Diệp Thần Phong cùng Đàm Nguyên Vũ nhìn thấy phía tây khí thế như hồng ánh sáng màu trắng sau. Diệp Thần Phong liếc mắt nhìn Đàm Nguyên Vũ sau đó hắn lập tức hướng về phía tây đạp không mà đi, Đàm Nguyên Vũ là thật chặt đi theo Diệp Thần Phong phía sau. Ước chừng tại đạp không mà được rồi khoảng 5 tiếng. Diệp Thần Phong cùng Đàm Nguyên Vũ cuối cùng cũng coi như đi tới vọt lên ánh sáng màu trắng địa phương. Chỉ thấy trên mặt đất, tại vọt lên ánh sáng màu trắng bên trong, có một cái lôi đài lớn vô cùng. Chống trơn là võ đài này chính là dùng từng khối từng khối thiên phẩm linh thạch chế tạo thành, hơn nữa tại võ đài này thượng chất đầy các loại thiên tài địa bảo, tại lôi đài phía trên trả lơ lưỡng từng quyển từng quyển công pháp và chiến kỹ, mỗi một dạng thả ở Trung Châu đều là vô cùng chân quý dựa vào cảm giác của mình cùng mắt thường nhìn thấy được tất cả những thứ này đều là chân thật như vậy thật giống tất cả đều là thật như thế chỉ bất quá bao phủ lại lôi đài ánh sáng màu trắng dày nặng cực kỳ coi như là thần vương cảnh đỉnh phong cường giả cũng không cách nào phá vỡ nhưng diệp thần phong biết tất cả những thứ này đều là giả dối tất cả những thứ này chẳng qua là chân thực vô cùng ảo giác mà thôi nơi này phải là bất tử phong ấn cuối cùng một phần tư phong ấn tại Diệp Thần Phong cùng Đàm Nguyên Vũ tới chỗ này bầu trời sau. Dưới đáy sớm đã tới chỗ này người, ánh mắt của bọn họ toàn bộ dồn dập nhìn hướng Diệp Thần Phong cùng Đàm Nguyên Vũ. Chỉ thấy tiêu giao cung, thiên kiếm tông cùng kim gia lão tổ toàn bộ tụ tập ở nơi này. Thiên kiếm tông lão tổ lý nguyên mục cùng hoa vạn sông. Tiêu giao cung lão tổ la thiên giang, la thiên hải cùng triệu vạn trung. Còn có kim gia lão tổ kim hồng thăng. Ngoại trừ tiêu giao cùng các loại tông môn lão tổ ở ngoài, nơi này trả tụ tập rất nhiều còn lại tông môn thiên thần cảnh cùng thần vương cảnh cường giả. Trong đó là thiên giang cùng Kim Hồng Thăng, bọn hắn đang nhìn đến Diệp Thần Phong cùng Đàm Nguyên Vũ sau đó đôi mắt của bọn họ vi vi trừng lớn, bọn hắn trước đó nhưng là tận mắt thấy Diệp Thần Phong đám người bị ăn não quỷ trùng vây quanh, dựa vào thiên địa chi hỏa, Diệp Thần Phong mấy người cũng không kiên trì được bao lâu, cuối cùng nhất định sẽ bị ăn não quỷ trùng cho nuốt chừng đầu óc nhưng hôm nay Diệp Thần Phong lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Quan trọng nhất là, khi bọn họ cảm giác được Diệp Thần Phong bây giờ trên người thiên thần cảnh tầng 6 đỉnh phong khí thế sau, bọn họ là càng thêm không bình tĩnh rồi. Diệp Thần Phong chẳng những không có chết ở cái kia rậm rạp chẳng chỉ thực não quỷ trùng trong tay, thực lực trái lại trả tăng lên nhiều như vậy. Diệp Thần Phong biết cùng La Thiên Giang bọn hắn chạm mặt là không thể tránh khỏi, hắn nhìn ra được bao phủ cuối cùng một phần tư phong ấn ánh sáng màu trắng cũng phải tản đi rồi, đến lúc đó sẽ không người bận tâm được hai người bọn họ rồi, cho nên Diệp Thần Phong thân ảnh rơi xuống khoảng cách La Thiên Giang bọn hắn trăm mét địa phương xa. Đàm Nguyên Vũ là theo sát đã rơi vào Diệp Thần Phong bên cạnh. chương 2274 nên đến trước sau sẽ đến. Bởi vì La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng cũng vừa mới vừa đến nơi đây, hai người bọn họ còn chưa kịp đối lý nguyên mục bọn người nói rõ ràng Diệp Thần Phong tin qua đời. Bây giờ nhìn thấy Diệp Thần Phong xuất hiện sau đó bọn hắn lập tức đem trước thực não quỷ trùng sự tình, toàn bộ tự thuật một lần cho Lý Nguyên Mục đám người nghe. Tại Lý Nguyên Mục cùng hoa vạn sông đám người biết được chuyện xảy ra trước đó sau, con mắt của bọn họ không khỏi hơi nheo lại, tại vài tỷ vạn con thực não quỷ trùng trong tay, cuối cùng chả có thể sống sót. Bây giờ chả tăng lên nhiều như thế thực lực, trong này khắp nơi để lộ ra một loại khí tức quái dị đối với Hoa Vạn Sông cùng La Thiên Hải đám người mà nói bọn họ là hận không thể lập tức đem Diệp Thần Phong chém thành muôn mảnh nhưng Diệp Thần Phong một lần lại một lần để cho bọn họ nhìn không thấu này khiến cho bọn hắn cũng đúng Diệp Thần Phong thấy hứng thú bọn hắn biết tại Diệp Thần Phong trên người tuyệt đối là ẩn giấu bí mật cũng tỷ như nói Diệp Thần Phong nhanh chóng như vậy tăng cao thực lực Hoa Vạn Sông bình tĩnh mở miệng nói các vị Diệp Thần Phong tiểu tử này tuy rằng chết không hết tội, nhưng ta xem hắn vẫn có một ít giá trị, chờ chúng ta đem những này giá trị toàn bộ khai quật ra sau, chúng ta cho nữa hắn lên đường, không biết các vị ý như thế nào." La Thiên Hải cùng Kim Hồng Thăng các loại lão tổ cũng lập tức gật đầu đồng ý, về phần những tông môn khác thần vương cảnh lão tổ, bọn họ đều là không sao cả, liền ở ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung ở Diệp Thần Phong cùng Đàm Nguyên Vũ trên người thời gian. Cái kia bao phủ lại to lớn lôi đài ánh sáng màu trắng ở từ từ nhạt đi xuống, tại ánh sáng màu trắng ra người tu luyện, bọn hắn tại thấy cảnh này sau, bọn hắn lập tức đưa mắt chuyển đến trên lôi đài. Dù sao Diệp Thần Phong cùng trên lôi đài những kia bảo vật so với, vẫn là những bảo vật này đối với bọn họ tới nói càng thêm có sức hấp dẫn. Bây giờ theo ánh sáng màu trắng từ từ trở thành nhạt, trong đó cách trở lực đương nhiên cũng đang nhanh chóng giảm xuống xem ra không tốn thời gian giải ánh sáng màu trắng liền sẽ hoàn toàn biến mất rồi trước mặt võ đài là lớn vô cùng hơn nữa chống chân võ đài chính là trời phẩm linh thạch chế tạo thành được rồi coi như là chế tạo lôi đài thiên phẩm linh thạch đối những người tu luyện này cũng là có tuyệt đối lực hấp dẫn những kia nhìn thấy ánh sáng màu trắng yếu biến mất người tu luyện bọn hắn dồn dập nín thở trên mặt bọn họ toàn bộ mang theo phấn chấn vẻ thật sự là trong võ đài bảo vật quá nhiều cũng quá chân quý Ta muốn là có thể thu được một quyển Ngũ tinh bí pháp. Như vậy thì tốt biết bao a hát, bằng không để cho ta thu được một quyển Tứ tinh bí pháp, ta cũng mãn ý rồi. Nơi này chả có nhiều như vậy cường giả, những kia cao cấp bí pháp cùng công pháp, chúng ta những thiên thần này cảnh người vẫn là không muốn trông cậy vào. Ta trước tiên thu được một ít thiên phẩm linh thạch lại nói. Tại ánh sáng màu trắng bên ngoài người tu luyện dồn dập mở miệng nói chuyện thời gian. Ánh sáng màu trắng tại càng ngày càng nhạt, càng ngày càng nhạt rồi. Trong chớp mắt, ba một tiếng, bao phủ lại lôi đài ánh sáng màu trắng là hoàn toàn biến mất rồi. Những kia chờ đợi người tu luyện, bọn hắn dồn dập hướng về trên võ đài phóng đi, ngược lại là nguyên bản ánh mắt tập trung ở Diệp Thần Phong trên người hoa vạn sông các loại thần vương cảnh cường giả bọn hắn đang nhìn đến ánh sáng màu trắng biến mất sau đó ánh mắt của bọn họ tuy rằng từ Diệp Thần Phong trên người rời đi, nhưng bọn họ cũng không có lập tức hướng về trên võ đài lao đi. Hoa vạn sông các loại thần vương cảnh người thu luyện, bọn hắn tại uống máu tộc tổ địa bên trong cũng có mấy ngày, tuy rằng bọn hắn cũng không biết uống máu tộc chủng tộc này, nhưng bọn họ cũng nhận ra nơi này có chút quái lạ, cho nên bọn hắn mới không có trước tiên hướng lên lôi đài, dù sao lấy bọn hắn thần vương cảnh thực lực, cho dù thật chính là bọn hắn quá lo lắng, cuối cùng những kia chân chính bảo vật còn không phải hội rơi xuống trong tay bọn họ. Đồng dạng ngoại trừ Tiêu giao cung các loại tông môn thần vương cảnh lão tổ không hề nhúc nhích ở ngoài, còn lại tông môn thần vương cảnh lão tổ cơ bản cũng không có hành động, chỉ có vài tên không nhẫn nại được thần vương cảnh sơ kỳ người, bọn hắn mới vội vã lướt về phía to lớn võ đài. Hướng lên lôi đài người tu luyện có hơn 10 người đây những người này tại đã đến trên lôi đài sau bọn hắn điên cuồng tranh đoạt mình muốn bảo vật theo thời gian từ từ chuyển rời hoa vạn sông mấy người cũng muốn hành động thời điểm oanh một tiếng toàn bộ võ đài lại bị một tầng từ trên trời giáng xuống ánh sáng màu trắng cho bao phủ lại rồi tầng này ánh sáng màu trắng cùng mới vừa giống nhau như đúc coi như là thần vương cảnh đỉnh phong cường giả cũng không cách nào phá vỡ bất thình lình biến hóa ngoại trừ Diệp Thần Phong từ lâu ngoài dự liệu, những người còn lại toàn bộ đều là hơi sững sờ. Tại tất cả mọi người ngây người thời điểm, do trời phẩm linh thạch chế tạo thành võ đài biến mất rồi, trên lôi đài hết thảy tuyệt thế bảo vật cũng toàn bộ biến mất rồi, này hết thảy tất cả vẫn cứ chỉ là ảo giác. Tại tất cả mọi người không tỉnh hồn lại thời điểm, chỉ thấy ánh sáng màu trắng bên trong, từ thực lực thấp nhất người tu luyện bắt đầu, thân thể của bọn họ dĩ nhiên đang chậm rãi hòa tan. Lúc này ngược lại không như trước đó như thế, người tu luyện thân thể trực tiếp nổ tung thành huyết thủy rồi, cuối cùng này một phần tư phong ấn, đổi thành đem người tu luyện thân thể đã hòa tan. Thực lực từ thấp đến cao, người tu luyện trên người từ da thịt, đến thịt. Cuối cùng đến xương, toàn bộ dùng một loại mắt thường tốc độ rõ rệt hòa tan vào, ánh sáng màu trắng bên trong không ngừng truyền ra thảm thiết tiếng quát tháo. Những người tu luyện này cuối cùng đồng dạng là dung hóa thành huyết thủy, chảy vào trên mặt đất hoa văn bên trong, chỉ bất quá kiểu chết này so với trước kia trực tiếp nổ tung thân thể, phải tới càng thêm thống khổ mà thôi. Người tu luyện không ngừng muốn phá vỡ ánh sáng màu trắng, nhưng bọn họ làm hết thảy đều là uổng công vô ích. Rất nhanh, hết thảy thân ở ánh sáng màu trắng bên trong người tu luyện, bọn hắn toàn bộ biến thành huyết thủy, dòng máu của bọn họ tại hoa văn bên trong đồng dạng là tạo thành một cái màu máu đỏ to lớn sống chữ. Đang ở ánh sáng màu trắng phía ngoài Hoa Vạn Sông đám người, bọn hắn trước đó đều chưa từng nhìn thấy mặt khác ba chỗ bất tử phong ấn bỏ Niêm Phong, đây là bọn hắn lần thứ nhất thấy đến như cảnh tượng này, chỉ là mấy cái trong nháy mắt, này mấy chục tên người tu luyện, trong đó còn bao gồm thần vương cảnh cường giả, những người này toàn bộ cứ như vậy biến thành một vũng máu. Hoa Vạn Sông cùng La Thiên Hải đám người, đôi mắt của bọn họ cũng biến thành ngưng trọng lên mặt đất kia thượng màu máu đỏ to lớn sống chữ, từ trong đó nổi lên từng trận hào quang màu đỏ, kèm theo hào quang màu đỏ phóng lên trời, tại trên bầu trời lại hiện lên một cái cự đại sống chữ. Đây đã là ở trên bầu trời xuất hiện cái thứ tư sống chữ. Trước đó hoa vạn sông đám người mặc dù nói không nhìn thấy mặt khác ba chỗ bất tử phong ấn bỏ niêm phong, nhưng bọn họ vẫn là từng thấy giữa bầu trời hiện lên sống chữ, nhưng mỗi khi bọn họ chạy tới vọt lên sống chữ địa phương, Nơi đó liền không lưu lại bất cứ thứ gì rồi. Đến giờ phút này rồi, hoa vạn sông đám người càng phát cảm giác nơi này không được bình thường. Bây giờ bất tử phong ấn toàn bộ mở ra. Diệp Thần Phong biết uống máu tộc là thật sự yếu thức tỉnh rồi, nên đến trước sau sẽ đến. Hắn cẩn thận cảm ứng uống máu tộc tổ địa bên trong biến hóa, bên trong thân thể của hắn linh khí nhanh chóng để được đưa lên, hắn đã làm tốt một trận chiến chuẩn bị chỉ là hắn chẳng có cái gì cả bố trí, cứ như vậy dạng đối mặt uống máu tộc, hắn sẽ có bất kỳ phần thắng nào sao. chương 2275, nắm đúng thời cơ, một kích mệnh chung. Kèm theo cái thứ tư màu máu đỏ sống chữ, ở trên bầu trời từ, từ 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 tiêu tán. Toàn bộ uống máu tộc mặt đất toàn bộ lắc lư, hơn nữa lay động tần suất tại càng ngày mãnh liệt, thậm chí trên mặt đất xuất hiện từng cái từng cái rậm rạp chẳng chịt mảnh vết nước nhỏ hoa vạn sông cùng la thiên hải đám người, bọn hắn toàn bộ là cao chặt lông mày, bọn hắn trong đầu thần kinh cũng căng thẳng lên, một ít tử chết rồi nhiều như vậy người tu luyện, dưới cái nhìn của bọn họ mảnh này thần đế hầm mộ quá quái lạ rồi, bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi, nơi này đúng là trong truyền thuyết thần đế hầm mộ sao. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, từ trên bầu trời truyền xuống rồi. Chỉ thấy trên đỉnh đầu bầu trời trở nên càng thêm trầm thấp, tầng mây không ngừng tại trên bầu trời sôi trào. Từ từ, từ từ, trên bầu trời màu sắc thay đổi, một loại màu đỏ nhạt không ngừng ở trên bầu trời bên trong lan tràn. Theo thời gian từ từ chuyển rời, trên bầu trời màu đỏ nhạt, từ từ biến thành đỏ như màu máu. Rất nhanh, chỉnh phiến thiên không liền biến thành hoàn toàn đỏ màu sắc bầu trời chúng rồi, như cùng là bị máu tươi nhiễm đỏ bình thường. Thậm chí từ trên bầu trời chả có máu tanh vị tại đáp xuống, này làm cho hoa vạn sông đám người là càng thêm bất an, chính lúc lúc này, che kín lít nha lít nhít mảnh vết nước nhỏ trên mặt đất, cũng bị một tầng đỏ như màu máu cho che kín. Trên mặt đất cũng trở thành đỏ như màu máu sau đó chui vào hoa vạn sông các loại lỗ mũi người trong mùi máu tanh trở nên càng thêm nồng nặc. Một đạo lạnh lẽo mà lại âm trầm âm thanh đột nhiên vang vọng ở bên trong đất trời, lần này chúng ta uống máu tộc thức tỉnh, vùng thế giới này nhất định chỉ hội thuộc về chúng ta uống máu tộc được rồi, chúng ta uống máu tộc mới là vùng thế giới này người thống trị. Đạo này lạnh lẽo mà lại âm trầm âm thanh truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai sau đó Diệp Thần Phong cùng Đàm Nguyên Vũ biểu lộ cũng không có quá nhiều biến hóa, ngược lại là La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng sắc mặt đột nhiên kịch biến, bọn hắn còn nhớ trước đó Diệp Thần Phong nhắc nhở qua bọn hắn, nơi này cũng không phải thần đế hầm mộ, mà là uống máu tộc tổ địa, lúc đó bọn hắn căn bản cho rằng đây là Diệp Thần Phong vì thoát thân mà tìm mượn cớ, bây giờ tại tận mắt thấy bất tử phong ấn trong nháy mắt xiết mấy chục tên người tu luyện lại nghe được lúc này đáng ở trong thiên địa thanh âm sau trong lòng bọn họ có loại cực độ mãnh liệt dự cảm không tốt bọn hắn trước đó tuy nói đem thực não quỷ trùng sự tình nói một lần nhưng không có đem diệp thần phong nhắc tới uống máu tộc sự tình nói ra bọn hắn chỉ là thanh này cái gọi là uống máu tộc xem là một chuyện cười bởi vì bọn họ nhưng cho tới bây giờ không từ nghe nói qua có như thế một chủng tộc tồn tại qua có thể nói là Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng hoàn toàn là thanh uống máu tộc, xem thành là Diệp Thần Phong vô căn cứ ra tới. Bây giờ khi nghe đến lúc này đã ở bên trong trời đất thanh âm sau đó La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng bắt đầu cho rằng lúc trước Diệp Thần Phong chỗ nói đều là thật, nơi này căn bản cũng không phải là cái gì thần đế hầm mộ, mà là uống máu tộc tổ địa. Lúc trước Diệp Thần Phong đem uống máu tộc sự tình, đối La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng nói một chút, hắn là muốn ngăn cản uống máu tộc thức tỉnh, mà bây giờ Diệp Thần Phong nhất định muốn thu được uống máu tộc huyết dịch, coi như là La Thiên Giang đám người muốn ngăn cản uống máu tộc thức tỉnh, hắn cũng nhất định phải làm cho uống máu tộc thức tỉnh. La Thiên Giang cùng Kim Hồng Thăng lập tức sắc mặt khó coi đối hoa vạn sông cùng La Thiên Hải đám người, nói một lần trước đó Diệp Thần Phong nhắc tới uống máu tộc, tại hoa vạn sông cùng La Thiên Hải đám người nghe được còn có việc này sau đó bọn hắn toàn bộ đưa mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người diệp thần phong một mực cảm ứng trong thiên địa biến hóa đây hắn đương nhiên cũng nghe được la thiên giang cùng kim hồng thăng đối những người còn lại tự thuật hắn lãnh đạm nói làm sao hiện tại biết ta không phải tại vô căn cứ uống máu tộc sở dĩ hội thức tỉnh này đều là các ngươi một tay tạo thành các ngươi không phải làm nghĩ lấy mạng ta sao các ngươi không phải làm muốn biết bí mật của ta sao e sợ so tại các ngươi vẫn không có giết ta trước đó mạng của các ngươi sẽ bị uống máu tộc thu hoạch được các ngươi biết cái gì là uống máu tộc sao ta liền tới giúp các ngươi phổ cập một cái tại viễn cổ thời đại long tộc xa suốt biến mất về sau tuế nguyệt uống máu tộc hay là tại thời đại kia quật khởi lúc trước uống máu tộc suýt chút nữa kế long tộc sau đó trở thành vạn tộc đứng đầu đáng tiếc cuối cùng chỗ có chủng tộc liên thủ lúc này mới miễn cưỡng để uống máu tộc biến mất sau có quan hệ uống máu tộc tất cả được xóa đi các ngươi cho rằng bằng mượn thực lực của các ngươi, các ngươi có thể cùng uống máu tộc là địch. Chiến thắng uống máu tộc sao? Bây giờ cái thời đại này đã sớm không cách nào cùng viễn cổ thời đại đánh đồng với nhau. Diệp thần phong thanh âm đột nhiên im bặt đi. Âm, 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 âm. Bởi vì từ dưới mặt đất không ngừng truyền đến từng tiếng nổ vang, một tiếng này âm thanh nổ vang giống như một nhớ nhớ trọng trùy. Hung hăng đập vào hoa vạn sông các loại trái tim của người ta bên trên. Bọn hắn khi nghe đến liên quan với uống máu tộc sự tình sau, bọn hắn thấy Diệp Thần Phong nói mạch lạc rõ ràng, bọn hắn trên căn bản là đã tin tưởng Diệp Thần Phong chỗ nói tất cả, nếu quả như thật là lời nói như vậy. Như vậy bọn hắn vẫn có thể rời đi nơi này sao? Trên mặt đất xuất hiện đỏ như màu máu to lớn sống chữ địa phương. Trên của hắn bùn đất đang nhanh chóng buông lỏng, thật giống có đồ vật gì yếu từ trong đó nhô ra như thế. Trong chớp mắt, ở nơi đó xuất hiện một cái cửa đại hình vuông cửa động, cái động này khẩu có tới một cái võ đài lớn nhỏ đây. Từ trong cửa động nhanh chóng toát ra một cái hình vuông võ đài, tại trên võ đài có chừng 50 cái đỏ như màu máu sinh vật. Những này đỏ như màu máu sinh vật thân cao đều tại 1m50 đến 1m6 bên trong, bọn hắn lớn lên là xấu xí, bộ da toàn thân giống như là thấu. Rõ ràng, bởi vì vì những thứ khác người có thể nhìn thấy bọn hắn dưới da lưu động huyết dịch. Này chừng 50 cái từ dưới mặt đất nhô ra đỏ như màu máu sinh vật, bọn hắn chính là uống máu tộc rồi. Có thể nói uống máu tộc mới vừa vận triệt để thức tỉnh, bọn hắn tại từ trong lòng đất bốc lên sau khi đi ra, bọn hắn trong lúc nhất thời chả không cách nào đem thân thể của mình khống chế như thường. Diệp Thần Phong trong lòng cũng đã sớm có suy đoán, hắn biết đạo phong ấn mở ra sau đó uống máu tộc tuyệt đối là phải có ngắn ngủi thời gian thích ứng cho nên tại uống máu tộc từ dưới mặt đất nhô ra trong nháy mắt, thân ảnh của hắn liền hướng uống máu tộc lao đi rồi. Mà những người khác vẫn còn ngây người bên trong đây. Đứng ở phía trước nhất uống máu tộc tộc nhân thực lực là yếu nhất, bị phong ấn lâu năm như thế, bọn hắn yếu khôi phục năm đó thực lực, khẳng định cũng là yêu cầu đi tìm một quãng thời gian, cho nên sắp xếp tại phía trước nhất uống máu tộc, bọn hắn đều tại thiên thần cảnh bảy tầng đỉnh phong. Đến gần Diệp Thần Phong, Hắn cầm trong tay Thanh Vân kiếm. Thanh Vân kiếm từ sắp xếp tại phía trước nhất 10 cái uống máu tộc tộc nhân trên cổ xẹt qua, này làm cho uống máu tộc căn bản không có sự liệu được, Diệp Thần Phong tại đối mặt bọn hắn thật không ngờ quyết đoán, kết quả cái kia 10 cái thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong uống máu tộc tộc nhân, trong nháy mắt mất mạng ở Diệp Thần Phong trong tay. Tại Diệp Thần Phong còn muốn tiếp tục động thủ thời gian, hắn cảm thấy còn lại uống máu tộc tộc nhân, bọn hắn đã gần như thích ứng thân thể nếu như hắn lại giết chóc một cái đi, chỉ sợ hắn sẽ bị uống máu tộc tộc nhân cho bao vây. Kết quả là, Diệp Thần Phong tiện tay mang theo hai cô uống máu tộc tộc nhân thi. Thể, thân ảnh của hắn một lần nữa về tới đàm nguyên vũ bên cạnh. Giải cứu Bạch Tiểu Nhu cùng Ngô Lăng Hương đám người tiên huyết tới tay, bây giờ duy nhất phải suy tính là như thế nào đối phó còn lại gần như thích ứng thân thể uống máu tộc tộc nhân chương 2276, truyền thuyết là có thật. Diệp thần phong bằng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong 10 tên thiên thần cảnh 7 tầng đỉnh phong uống máu tộc tộc nhân. Hắn thậm chí chưa kịp đối với hắn dư bát cái đã bị chết uống máu tộc tộc nhân thi triển hải nạp bách xuyên. Dù sao thi triển hải nạp bách xuyên cũng là yêu cầu thời gian nhất định, tại như thế ngàn cân treo sợi tóc, một khi thi triển hải nạp bách xuyên, mà uống máu tộc những người còn lại lại hoàn toàn thích ứng bỏ niêm phong thân thể, như vậy hắn liền muốn đối mặt còn lại hết thảy uống máu tộc tộc nhân vây công. Diệp thần phong cầm trong tay hai cô uống máu tộc tộc nhân thi. Thể, để một bên đàm nguyên vũ cầm, hắn cũng không thể hấp thu cái này hai cỗ thi. Trong cơ thể năng lượng, bởi vì một khi hấp thu sau đó cái này hai cỗ thi. Thể lập tức sẽ làm xẹp đi xuống, trong đó dùng để giải cứu tiên huyết tự nhiên sẽ bốc hơi được rồi. Tại hoa vạn sông đám người nhìn thấy Diệp Thần Phong động thủ sau đó bọn hắn cũng tỉnh táo lại đến rồi, muốn đối vẫn chưa hoàn toàn thích ứng thân thể uống máu tộc hạ sát thủ thời điểm. Đây đã là quá muộn, còn lại chừng 40 tên uống máu tộc tộc nhân, từ trên người bọn họ trong dây lát bạo phát ra từng luồng từng luồng màu máu đỏ linh khí. Những này uống máu tộc tộc nhân hoàn toàn thích ứng thân thể của mình, bọn hắn bắt đầu vặn vẹo cái cổ cùng cánh tay, nhìn trên mặt đất tộc nhân mình thi. Thể, đôi mắt của bọn họ có vẻ âm trầm cực kỳ, bọn hắn không hẹn mà cùng đem đằng đằng sát khí ánh mắt tập trung vào Diệp Thần Phong trên người. Được những này uống máu tộc tộc nhân vây quanh tại chính giữa một tên uống máu tộc nhân, hắn chính là uống máu tộc tộc trưởng thôn thiên rồi, những người khác có thể thấy rõ ràng bên trong thân thể của hắn lưu động huyết dịch, từ trên người hắn vọt lên huyết hồng sắc linh khí nồng nặc cực kỳ, từng đợt uy thế hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Tuy nói bị phong ấn lâu như vậy tuế nguyệt, Thôn Thiên thực lực giảm xuống rất nhiều, nhưng hắn bây giờ vẫn có thần tôn cảnh sơ kỳ thực lực, hắn có nhiều ý vị ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, ngoài ra, trong ánh mắt của hắn chả tràn đầy lạnh lẽo cùng phẫn nộ, hắn không nghĩ tới phong ấn mở ra sau đó thân thể yêu cầu ngắn ngủi thích ứng, đây là hắn không có dự liệu được sự tình. Ngoại trừ Thôn Thiên tại thần tôn cảnh sơ kỳ ở ngoài, những người còn lại toàn bộ tại thần vương cảnh sơ kỳ đến thần vương cảnh đỉnh phong giữa có thể nói hoa vạn sông đám người gộp lại, cũng căn bản không phải thôn thiên một người đối thủ, càng đừng nói chả có nhiều như thế thần vương cảnh cường giả. Diệp Thần Phong cũng biết chống chơn một cái thôn thiên, hắn liền căn bản không phải đối thủ của đối phương rồi. Muốn lấy hắn thiên thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực, chiến thắng thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả, cái này căn bản là chuyện không thể nào, thiên thần cảnh cùng thần tôn cảnh trong lúc đó thật sự là cách biệt nhiều lắm. Diệp thần phong liếc nhìn bên cạnh đàm nguyên vũ, hắn không có trực tiếp mở miệng. Mà là truyền âm cho đàm nguyên vũ, sau đó nếu như một có cơ hội, người lập tức mang theo hai cỗ uống máu tộc tộc nhân thi. Thể rời đi, ở đằng kia nơi cửa sơn cốc bố trí trận pháp, phá vỡ phương thức, ta hiện tại liền truyền thụ cho ngươi. Tại diệp thần phong đem phá tan trận pháp phương thức, trực tiếp khắc sâu vào đàm nguyên vũ trong đầu sau đó đàm nguyên vũ cũng truyền âm nói, thần phong, người đây là ý gì? Nếu như ngươi không có thể sống rời đi nơi này, lẽ nào quang dựa vào chúng ta là được rồi sao? Muốn chết thì cùng chết đi." Diệp Thần Phong không lại truyền âm rồi, hắn biết Đàm Nguyên Vũ nói cũng đúng có nhất định đạo lý. Ánh mắt của hắn một lần nữa nhìn hướng thôn thiên các loại uống máu tộc người. "Tộc trưởng, tiểu tử này quả thực là tội đáng muôn chết, hắn lại dám giết chết chúng ta uống máu tộc tộc nhân, chúng ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh." chúng ta uống máu tộc lần này tuyệt đối không thể được bất kỳ chủng tộc nào ức hiếp rồi. Đúng vậy, tộc trưởng, tiểu tử này chẳng qua là thiên thần cảnh tầng 6 đỉnh phong thực lực, như loại này tiểu nhân vật, nếu như là tại viễn cổ thời đại, hắn căn bản liền cho chúng ta sách giày cũng không đủ tư cách. Bởi vì thôn thiên chính là uống máu tộc tộc trưởng, trước đó chỉ có một mình hắn, có thể cảm ứng mảnh này tổ địa bên trong biến hóa, còn lại tộc nhân tự nhiên không biết diệp thần phong các loại đặc thù. Thôn Thiên khoát tay áo một cái, nói, "Không vội. Tiểu tử này đối với chúng ta còn có tác dụng, về phần những người khác ma, ta đồng ý các ngươi có thể giết chết 6 người, những người còn lại yếu lưu lại người sống, lần này chúng ta uống máu tộc một lần nữa thức tỉnh, nhất định muốn chuẩn bị một điểm máu mới mới có thể, chỉ có người sống huyết dịch mới là mới mẻ nhất." Khi nghe đến Thôn Thiên lời nói sau, còn lại uống máu tộc tộc nhân lập tức trở nên nhao nhao muốn thử trong đó đi ra tầng 6 tên thần vương cảnh trung kỳ uống máu tộc tộc nhân, thân ảnh của bọn họ biến mất ngay tại chỗ, hướng về hoa vạn sông đám người lướt tới. Hoa vạn sông cùng la thiên hải các loại thần vương cảnh cường giả, bọn hắn thấy thế, bóng người lập tức nhanh chóng trượt lui, ngoại trừ hoa vạn sông loại này chút tiêu giao cung, thiên kiếm tông cùng kim ra lão tổ ở ngoài, còn có 6 tên còn lại tông môn thần vương cảnh cường giả. Tại loại này nhanh muốn thường xuyên, Hoa vạn sông cùng La Thiên Hải đám người thanh những người còn lại tông môn thần vương cảnh lão tổ xem là bia đỡ đạn, này làm cho còn lại tông môn sáu tên lão tổ là không ứng phó kịp, thân ảnh của bọn họ bị ép đón nhận uống máu tộc tộc nhân. Này sáu tên còn lại tông môn lão tổ, thực lực của bọn họ tại thần vương cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ ở giữa. Uống máu tộc sáu tên thần vương cảnh trung kỳ tộc nhân, bọn hắn đang đối mặt này sáu tên thần vương cảnh lão tổ lúc, Bọn hắn sức chiến đấu muốn so này 6 tên lão tổ mạnh hơn không ít, coi như là thần vương cảnh trung kỳ uống máu tộc, gặp phải thần vương cảnh hậu kỳ lão tổ, uống máu tộc tại về mặt chiến lực nhưng vẫn là chiếm cứ thượng phong. Chỉ thấy uống máu tộc tộc bàn tay người đặt tại 6 tên lão tổ trên người sau đó bọn hắn thấu. Rõ ràng dưới ra tiên huyết nhanh chóng lưu chuyển động, sát theo đó, này 6 tên lão tổ tại trả chưa kịp phản ứng thời điểm, thân thể bọn họ bên trong tiên huyết được một mạch rút khô. Cuối cùng toàn bộ chảy vào sáu tên uống máu tộc tộc thân thể của con người bên trong. Có này còn lại tông môn lão tổ làm kẻ chết thay sau đó tiêu giao cùng các loại tông môn hoa vạn sông cùng La Tiên Hải đám người, bọn hắn ngược lại là một cái đều không có chuyện gì, nhưng khi bọn họ nhìn thấy còn lại tông môn thần vương cảnh lão tổ thảm như vậy sau khi chết, sắc mặt của bọn họ trở nên trắng bệch trong nháy mắt một mảnh. Uống máu tộc tộc trưởng thôn thiên, hắn phất phất tay cái kia sáu tên nuốt trừng tiên huyết uống máu tộc tộc nhân, một lần nữa về tới phía sau hắn, thôn thiên đối với Diệp Thần Phong, nói chúng ta cuối cùng là gặp mặt, không nghĩ tới người còn thật sự có thể sống đến, chúng ta uống máu tộc triệt để thức tỉnh Đối mặt thôn thiên lời nói, Diệp Thần Phong cơ thể hơi có phần căng thẳng, hắn cho dù phát huy ra cực hạn thực lực, hắn cũng không phải là đối thủ của thôn thiên A-Hát. Lẽ nào thật sự phải chết ở chỗ này không được sao? tại diệp thần phong trong đầu suy nghĩ nhanh đổi thời gian lão bạch ngô phong dỗi rảnh cùng lão hắc giang vận thiên khẽ ồ lên một tiếng trong đó lão bạch ngô phong dỗi rảnh nói lẽ nào truyền thuyết là có thật tiểu gia hỏa hay là ngươi được cứu rồi diệp thần phong khi nghe đến lão bạch ngô phong dỗi rảnh lời nói sau trong lòng của hắn là hơi dừng lại một chút hắn ở trong lòng hỏi lão bạch lời này của ngươi là có ý gì lão bạch chưa kịp trả lời lão hắc giang vận thiên vội vã mở miệng, tiểu tử, vùng thế giới này giữa rất có thể ẩn giấu một cái cái thập tử vô sinh trận, chỉ cần đem trận pháp này kích hoạt, hay là ngươi liền được cứu rồi. chương 2277, ai nói ta muốn chạy trốn? Truyền thuyết, thập tử vô sinh trận. Khi nghe đến lão Bạch Ngô Phong dối rảnh cùng lão Hắc Giang Vận Thiên lời nói sau, Diệp Thần Phong trong lòng không khỏi rất nghi hoặc Hắn cũng không hề tại vùng thế giới này giữa cảm ứng được bất kỳ trận pháp đặc biệt đến, hắn vội vàng ở trong lòng hỏi, "Lão Bạch, lão Hắc, các người chỗ nói truyền thuyết là cái gì? Thập tử vô sinh trận lại là cái gì?" Lão Bạch Ngô Phong rối rảnh hồi đáp, quyển kia ghi chép uống máu tộc truyện cổ tịch bên trên, đem năm đó chuyện đã xảy ra hầu như ghi chép tỉ mỉ, thậm chí trong đó còn ghi chép một chút chưa chứng thực truyền thuyết, này thập tử vô sinh trận chính là cái kia bản của tịch bên trong nhắc tới một cái suy đoán. Căn cứ cổ tịch thượng từng nói, năm đó ở uống máu tộc nhanh chóng quật khởi, còn lại chủng tộc nhưng không có cách nhanh chóng diệt uống máu tộc thời điểm. Lúc trước có một nhóm trận pháp mạnh mẽ sư, bọn hắn trận pháp là đăng phong tạo cực rồi, hẳn là vượt qua ta cùng lão hắc thật nhiều thật nhiều rồi. Bọn hắn lợi dụng trận pháp xảo diệu, cuối cùng dĩ nhiên thật sự bị bọn hắn lặng lẽ tiềm nhập uống máu tộc tổ địa. Bọn hắn lẻn vào uống máu tộc tổ địa, vì chính là bố trí thập tử vô sinh trận, nhưng cuối cùng thật rùng uống máu tộc phát hiện lèn vào một cái phê trận pháp sư. Một cái phê trận pháp sư sức chiến đấu, tự nhiên là không có uống máu tộc mạnh rồi, cổ tịch đã nói một nhóm kia trận pháp sư, cuối cùng không có người nào sống sót rời đi uống máu tộc tổ địa. Cho nên, cái kia bản cổ tịch thượng cũng không có minh xác vạch ra, tại uống máu tộc tổ địa bên trong có phải không thật sự được bố trí thập tử vô sinh trận? lão hắc giang vận thiên cũng mở miệng nói này thập tử vô sinh trận người bình thường là không cảm ứng được chỉ có biết thập tử vô sinh từng trận mắt người mới có thể cảm ứng được trận pháp tồn tại ta cùng lão bạch cũng là vừa vận mới nhớ tới chuyện như thế vừa vận cái kia bản của tịch thượng cũng miêu tả một cái liên quan với thập tử vô sinh trận bố trí các loại chúng ta thế mới biết thập tử vô sinh trận mắt trận chỗ ở vừa vận chúng ta ôm thử một lần tâm thái Tại vùng thế giới này giữa cảm ứng một thoáng. Dĩ nhiên thật sự được chúng ta cảm ứng được thập tử vô sinh trận mắt trận. Xem ra năm đó một nhóm kia lẻn vào uống máu tộc tổ địa bên trong trận pháp sư, bọn hắn hẳn là tại vừa vặn bố trí xong thập tử vô sinh trận thời điểm. Bọn hắn mới bị uống máu tộc người phát hiện, chưa kịp đem thập tử vô sinh trận triệt để mở ra. Hơn nữa bởi vì cái này thập tử vô sinh trận đặc thù, uống máu tộc người từ đầu tới cuối cũng không có phát hiện chính bọn hắn tổ địa bên trong đã bị bố trí một cái khổng lồ trận pháp. Diệp thần phong nghe được lão bạch cùng lão hắc giải thích sau đó trong lòng của hắn nhất thời rộng rãi sáng sủa, nhưng hắn không có đợi đến hắn cao hứng trở lại. Lão bạch ngô phong dỗi rảnh trực tiếp cho hắn tạt một chậu nước lạnh, tiểu gia hỏa, lấy sức mạnh của ngươi bây giờ, ngươi chỉ có thể đem thập tử vô sinh trận bước đầu mở ra. Muốn đem thập tử vô sinh trận hoàn toàn mở ra, nhất định muốn hướng về trong mắt trận truyền vào rất nhiều sức mạnh, bây giờ ta cùng lão hắc bởi vì tàn hồn tại chữa trị duyên cớ, chúng ta căn bản không giúp được ngươi bất kỳ bận biểu. Trước mắt chỉ có cái cuối cùng vô cùng nguy hiểm phương pháp xử lý rồi, người muốn hay không thử một lần. Trận pháp này hạch tâm chính là thiên địa vì lưới, thập tử vô sinh. Thập tử vô sinh trận mắt trận chính là bố trí tại trên bầu trời, yếu mở ra trận pháp ngươi nhất định muốn đứng ở trong mắt trận, chỉ cần bước đầu mở ra trận pháp sau đó toàn bộ uống máu tộc tổ địa bên trong liền sẽ sinh ra nhất cổ đặc biệt nhằm vào uống máu tộc uy năng. Căn cứ cổ tịch thượng ghi chép, những người còn lại là sẽ không được đến thập tử vô sinh trận ảnh hưởng. Một khi người bước đầu mở ra thập tử vô sinh trận sau đó e sợ uống máu tộc lập tức sẽ phát hiện không đúng, thân ở trong mắt trận ngươi. Uống máu tộc hẳn là không cách nào tới gần ngươi, nhưng sức mạnh của bọn họ nhưng vẫn là có thể công kích được ngươi. Đến lúc đó ngươi liền tất cần phải lợi dụng công kích ở trên người ngươi sức mạnh. Muốn đem người thân thể của mình lấy tư cách lan truyền sức mạnh môi giới, cuối cùng đem những sức mạnh này toàn bộ rót vào đến trong mắt trận. Ngươi muốn mượn uống máu tộc lực công kích, dùng này tới mở cái này thập tử vô sinh trận. Nhưng phải đem thân thể của ngươi lấy tư cách lan truyền sức mạnh môi giới. Đối ngươi như vậy thân thể sẽ tạo thành lớn vô cùng thương tổn, thậm chí hội nguy hiểm cho đến người tính mạng của mình nhưng đây là bây giờ biện pháp duy nhất rồi, tại ngươi làm làm môi giới trong quá trình. Người nhất định muốn liên tục không ngừng thi triển bất tử kim thân, như vậy hẳn là liền sẽ cực kỳ giảm bớt người tử vong tỷ lệ rồi. Đương nhiên tại chính thức mở ra thập tử vô sinh trận sau đó mảnh này uống máu tộc tổ địa nên triệt để sụp đổ, tại sụp đổ trong quá trình nên xuất hiện mấy cái thông đi ra ngoài cửa ra vào, mà ngươi lấy tư cách mở ra trận pháp người, ngươi không cách nào lập tức rời đi, theo uống máu tộc tổ địa sụp đổ, nơi này sẽ biến thành một vùng không gian loạn lưu, mà ngươi nên hội bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong. Đến lúc đó ngươi nhất định muốn tại trong không gian loạn lưu tìm được lối ra, ngươi có nguyện ý hay không thử một lần. Bây giờ đối với Diệp Thần Phong tới nói ngoài ra, hắn chả không có lựa chọn khác sao. Nếu như không mở ra thập tử vô sinh trận, hắn căn bản không phải uống máu tộc đối thủ, chỉ là quá tiện nghi hoa vạn sông đám người, này thập tử vô sinh trận dĩ nhiên chỉ có thể nhằm vào uống máu tộc. Nhưng trước mắt giải quyết uống máu tộc mới là chuyện quan trọng hơn, Diệp Thần Phong liếc nhìn bên cạnh mang theo hai cô uống máu tộc tộc nhân thi. Thể Đàm Nguyên Vũ, hắn lần thứ hai truyền âm nói, sau đó vùng thế giới này giữa có cái biến hóa, người lập tức đi để tiểu Nhu bọn hắn khôi phục như cũ, ta đã có giải quyết uống máu tộc phương pháp xử lý rồi, đến lúc đó toàn bộ trời đất vừa xuất hiện thông đi ra ngoài lối vào, các ngươi liền lập tức ra ngoài không nên tới quản ta, ta tự nhiên có biện pháp rời đi nơi này. Trong đầu quanh quẩn Diệp Thần Phong ngưng trọng thanh âm đàm nguyên vũ, hắn biết Diệp Thần Phong không đang nói đùa, hắn hiện tại nhất định muốn giúp Diệp Thần Phong chia sẻ một ít, mà hắn duy nhất có thể làm được chính là đi giúp Bạch Tiểu Nhu bọn hắn khôi phục như cũ, cuối cùng hắn hướng về Diệp Thần Phong khẽ gật đầu. Uống máu tộc tộc trưởng thôn thiên, hắn thấy Diệp Thần Phong chậm chạp không mở miệng, hắn lần thứ hai cười lạnh nói, tiểu tử, Hiện tại ngươi trả cho rằng ngươi có thể cùng chúng ta uống máu tộc là địch sao? Chiến lược của ngươi tuy rằng rất mạnh, nhưng là thực lực của ngươi quá thấp, đây là ngươi sự thiếu sót chết người. Bất quá, ngươi yên tâm đi, chính như ta trước đó cho nói như vậy, ta sẽ không như thế dễ dàng để ngươi chết, bí mật trên người của ngươi để cho ta quá cảm thấy hứng thú, xem ở ngươi để cho ta cảm giác hứng thú phân thượng, ta đúng là có thể tự mình chơi với ngươi chơi. Thôn Thiên vặn vẹo cái cổ hắn bước ra một bước ánh mắt như ngừng lại diệp thần phong trên người diệp thần phong đem người bên trong linh khí thôi phát đã đến cực hạn tứ tinh bí pháp thiên lôi nhanh chóng cũng thi triển ra chính khi tất cả mọi người đều cho là hắn không biết tự lượng sức mình sẽ đối thôn thiên phát động công kích thời điểm chỉ thấy diệp thần phong đột nhiên phóng lên trời thôn thiên cười lạnh nói tại chúng ta uống máu tộc tổ địa bên trong ngươi cho là mình có thể trốn được không tự thân tốc độ thêm vào thiên lôi tránh tác dụng Diệp Thần Phong trong nháy mắt đi tới trong trời cao, hắn vững vàng đứng ở giữa bầu trời, thanh âm hắn bình thản nói ra, ai nói ta muốn chạy trốn. Chương 2278, trực tiếp đánh giết. Tất cả mọi người cho rằng Diệp Thần Phong muốn chạy trốn lúc đi. Diệp Thần Phong lại đứng ở trên bầu trời, đương nhiên mới vừa vừa lấy được Diệp Thần Phong truyền âm Đàm Nguyên Vũ, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Diệp Thần Phong là đang đào tẩu rồi tuy rằng hắn cũng không rõ ràng diệp thần phong rốt cuộc muốn làm gì diệp thần phong bình thản âm thanh vang vọng ở trong không khí tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trời không chung diệp thần phong bao quát tiêu giao cung thiên kiếm tông cùng kim gia lão tổ la thiên hải cùng hoa vạn sông đám người bọn hắn đều có chút không biết vì sao tiêu giao cung các loại tông môn la thiên hải đám người bọn hắn tại thấy được uống máu tộc sức chiến đấu sau đó trong lòng bọn họ cơ hồ là tuyệt vọng đối phương còn có thần tôn cảnh cường giả không hề động thủ đây. Bọn hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn rồi, chứ nói chi là thực lực chỉ có thiên thần cảnh tầng 6 đỉnh phong Diệp Thần Phong rồi. Diệp Thần Phong một lần lại một lần bày ra, tuy nói để La Thiên Hải đám người rất là khiếp sợ, nhưng muốn nói Diệp Thần Phong có thể giải quyết uống máu tộc, bọn họ là 100, 1 ngàn cái, thậm chí là 10 ngàn cái không tin. Cho rằng đứng được cao, thực lực liền cao sao? hoa vạn sông cùng la thiên hải đám người không ngừng lẫn nhau truyền âm, bọn hắn đang thương thảo làm sao rời đi nơi này đây. Bọn hắn cũng không muốn chết ở uống máu tộc trong tay. Về phần uống máu tộc có thể hay không trên trời huyền giới một lần nữa quật khởi, này không phải là bọn hắn hiện tại nên suy tính. Bọn hắn hiện tại chỉ muốn sống rời đi. Diệp Thần Phong thái độ như thế nhất thời để uống máu tộc nhân bất mãn. Bọn hắn uống máu tộc mới vừa vẫn thức tỉnh, trong lòng là tràn đầy lệ khí lại nói Diệp Thần Phong chẳng qua là một cái thiên thần cảnh tầng 6 đỉnh phong người tu luyện mà thôi. Tộc trưởng, tiểu tử này quá càn rỡ, hắn vẫn đúng là không đem chúng ta uống máu tộc để ở trong mắt, hắn cho là mình là cái thứ gì? Hắn chẳng qua là một cái chỉ là nhân loại người tu luyện mà thôi. Tộc trưởng, người tùy nói yếu lưu tiểu tử này một mạng, nhưng chúng ta có thể mang thực lực của hắn phế ngay lập tức, chỉ cần khiến hắn giữ lại một hơi là được rồi chúng ta uống máu tộc là tuyệt đối không thể khoan dung những chủng tộc khác miệt thị, lần này chúng ta uống máu tộc một nhất định phải trở thành vùng thế giới này người thống trị. Thôn thiên chung quanh uống máu tộc tộc nhân, bọn hắn lần lượt mở miệng. Mà xa xa đàm nguyên vũ, trên mặt hắn tràn đầy vẻ lo âu. Thôn thiên khóe miệng lạnh lùng cười cười, hắn hướng về phía giữa bầu trời diệp thần phong, nói ta thật không rõ. Sự tự tin của ngươi là tới từ ở nơi nào? Lẽ nào ngươi cho rằng dựa vào sức mạnh của ngươi, ngươi thật sự có thể diệt chúng ta uống máu tộc sao? Đứng tại trên bầu trời Diệp Thần Phong, lão Bạch cùng lão Hắc đã đem mắt trận vị trí nói cho hắn biết, hắn bây giờ đứng địa phương chính là mắt trận vị trí. Hắn chỉ cần đem sức mạnh của mình truyền vào trong đó, hắn là có thể bước đầu mở ra thập tử vô sinh trận. Diệp Thần Phong nhìn trên mặt đất thôn thiên, cười nói có cái gì không thể? các người uống máu tộc liền do ta diệp thần phong đến hủy diệt đi thôn thiên tại nghe được câu này sau sắc mặt của hắn trở nên càng thêm âm lãnh rồi trong cơ thể hắn thần tôn cảnh sơ kỳ thật khí thế tăng vọt khi hắn muốn hướng về giữa bầu trời lao đi thời điểm chỉ thấy diệp thần phong bỗng nhiên đem thân sức mạnh trong cơ thể rót vào đã đến ẩn nấp ở trên bầu trời mắt trận bên trong oanh một tiếng vang thật lớn Nhất Cổ lớn vô cùng trọng lực che kín toàn bộ uống máu tộc tổ địa, này cố trọng lực chỉ nhằm vào uống máu tộc, làm cho uống máu tộc tộc người không thể đạp không phi mà lên, vừa vặn đạp không lên thôn thiên, hắn đồng dạng là được này cố trọng lực đè một lần nữa về tới trên mặt đất. Đây chính là bước đầu mở ra thập tử vô sinh trận tác dụng, đã hạn chế uống máu tộc ở trên bầu trời năng lực phi hành, bọn hắn liền không cách nào tới gần Diệp thần phong rồi. Đương nhiên này trọng lực không cách nào hạn chế sức mạnh công kích, cho nên uống máu tộc trên mặt đất còn có thể thi triển các loại sức chiến đấu cùng bí pháp. Bước đầu mở ra thập tử vô sinh trận diệp thần phong, hắn lập tức lại truyền âm cho trên mặt đất ngây người Đàm Nguyên Vũ, đi mau, đi giúp tiểu Nhu bọn hắn khôi phục thân thể. Trong đầu quanh quẩn lên khởi diệp thần phong thanh âm Đàm Nguyên Vũ, hắn trong nháy mắt tỉnh táo lại, hắn liếc bầu trời một cái bên trong diệp thần phong. Hắn đồng dạng là cảm giác được giữa bầu trời áp lực chỉ nhằm vào uống máu tộc, hắn mang theo hai cỗ uống máu tộc tộc nhân thi. Thể, hắn nhanh chóng chạy khỏi nơi này rồi. Thôn Thiên đám người không có đi để ý tới Đàm Nguyên Vũ rồi. Giờ khắc này, Thôn Thiên các loại hết thảy uống máu tộc người. Bọn hắn toàn bộ ánh mắt nghiêm nghị, lực chú ý của bọn họ toàn bộ tập trung vào Diệp Thần Phong trên người, thật sự là trong thiên địa biến hóa quá đột nhiên liền ngay cả đường đường thần tôn cảnh sơ kỳ thôn thiên. Hắn muốn đạp không mà lên cũng không làm được rồi, được trong thiên địa sức mạnh đè trở về trên mặt đất. Tiêu giao cùng nhóm thế lực lão tổ La Thiên Hải cùng Hoa Vạn sông đám người, bởi vì không có ai nhắc nhở, thẳng đến Đàm Nguyên Vũ rời đi nơi này, bọn hắn mới miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, bọn hắn cũng không nói lời gì thoát đi. Bọn hắn cũng không hề hướng về Đàm Nguyên Vũ thoát đi địa phương đuổi theo. Hiện tại bọn hắn căn bản không lo được giết chết Đàm Nguyên Vũ gì gì đó rồi, quan trọng nhất là mau chóng tìm tới lối ra đào mạng. Uống máu tộc tộc nhân thấy những người còn lại dồn dập thừa dịp cơ hội đào tẩu, có uống máu tộc người muốn đem những người này cản lại, dù sao bọn hắn chỉ là được giữa bầu trời áp lực đã hạn chế đạp không mà đi năng lực, bất quá, bị nuốt thiên cho ngăn lại, hắn nói, không cần đi quản những người này, nơi này chính là ta uống máu tộc tổ địa, không có ta nhóm cho phép. Ai có thể rời đi? Bọn hắn căn bản là trốn không thoát nơi này. Nói xong, thôn Thiên ánh mắt một lần nữa tập trung vào giữa bầu trời Diệp Thần Phong trên người, trong thiên địa này biến hóa cũng làm cho lòng hắn kinh sợ không ngớt, nhưng hắn có thể cảm giác được trận pháp này vẫn chưa hoàn toàn mở ra, nếu như toàn bộ mở ra lời nói, như vậy e sợ hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Bây giờ thập tử vô sinh trận bước đầu mở ra, tất cả mọi người có thể cảm giác được trận pháp tồn tại trận pháp này là trải rộng toàn bộ uống máu tộc tổ địa, nuốt trời mới biết cái này cỡ lớn trận pháp căn bản không thể nào là Diệp Thần Phong bố trí, trước đó hắn có thể một mực thỉnh thoảng thông qua cảm ứng tại chú ý Diệp Thần Phong. Trong chớp mắt, thôn thiên con người trở nên càng thêm ngưng trọng, hắn nhớ tới đã từng một chuyện, tại viễn cổ thời đại có một nhóm trận pháp sư lẻn vào bọn hắn tổ địa bên trong, cuối cùng may là bị bọn hắn phát hiện sau bọn hắn cũng không có tại tổ địa bên trong nhận ra được được bố trí trận pháp thung tích, không nghĩ tới những thứ này trận pháp sư bố trí trận pháp dĩ nhiên có thể ẩn núp sâu như vậy, để cho bọn họ uống máu tộc hoàn toàn không có cách nào cảm ứng được đến. Ngước trời mới biết Diệp Thần Phong bước đầu mở ra trận pháp này, nhất định là năm đó một nhóm kia trận pháp sư bố trí. Thôn Thiên cũng không biết tổ địa bên trong được bố trí là trận pháp gì, nhưng nhất định là phải chết trận pháp, nhìn lên bầu trời bên trong bình tĩnh Diệp Thần Phong, thôn thiên là càng ngày càng không bình tĩnh rồi. Tuy nói hắn phi thường hiếu kỳ Diệp Thần Phong bí mật, nhưng hắn càng không muốn bốc lên bất kỳ phiêu lưu rồi. Hắn nhất định muốn bằng tốc độ nhanh nhất đánh giết Diệp Thần Phong. Hắn nhìn ra được Diệp Thần Phong muốn triệt để mở ra trận pháp này, chỉ sợ không phải cái kia dễ dàng, nhưng hắn cũng không thể chờ đợi. Thôn thiên vẻ mặt giữ tợn lập tức ra lệnh, cho ta đồng thời thi triển chiến kỹ cùng bí pháp đem tiểu tử này trực tiếp đánh giết. chương 2279, dĩ nhiên không chết. Còn lại chừng 40 tên uống máu tộc tộc nhân, bọn hắn khi nghe đến thôn thiên mệnh lệnh sau đó bọn hắn tự nhiên là trước tiên, thôi thúc trong gân mạch linh khí dòng sông rồi, bọn hắn thuần một sắc toàn bộ đều là thần vương cảnh thực lực. Theo thôn thiên cánh tay cua múa, bọn hắn cũng toàn bộ đi theo vung vẩy khởi cánh tay. Thôn thiên cảm giác được giữa bầu trời áp lực, tuy rằng đã hạn chế bọn hắn đạp không lên năng lực, nhưng không cách nào hạn chế sự công kích của bọn họ lực lượng, Hắn hai cánh tay vung vẩy độ là càng lúc càng nhanh, cuối cùng nhanh đến khiến người ta yếu thấy không rõ lắm rồi, hắn trong suốt dưới da huyết dịch cũng nhanh lưu chuyển động. Mãnh liệt màu đỏ linh khí điên cuồng từ bên trong thân thể của hắn trào ra, màu đỏ linh khí không ngừng tại quanh thân hắn ngưng tụ, không khí rất có áp xúc lên, không gian cũng không ngừng vặn vẹo thôn thiên thủ trưởng nhất thời hướng về giữa bầu trời diệp thần phong vỗ một cái, huyết nguyên quy nhất. Oanh! Một tiếng, linh khí tạo thành một cái lao nhanh huyết hồng sắc dòng sông, này do linh khí hình thành cự đại hà lưu, điên cuồng hướng về đứng lập ở trên bầu trời diệp thần phong đánh tới, ẩn chứa trong đó vô cùng cường đại uy năng, phảng phất có thể thôn vệ tất cả bình thường. Này dù sao cũng là thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả một đòn, phàm là được này huyết dòng sông màu đỏ xẹt qua địa phương, không gian dĩ nhiên cũng nứt ra rồi từng cái từng cái tỉ mỉ vết dạn nứt. Còn lại chừng 40 tên uống máu tộc tộc nhân, bọn hắn thi triển chiêu thức cùng thôn thiên giống nhau như đúc, toàn bộ đều là huyết nguyên quy nhất. Nhưng dư chừng 40 tên uống máu tộc tộc nhân, thực lực của bọn họ muốn so thôn thiên yếu, cho nên bọn hắn hình thành dòng sông màu đỏ ngòm cũng phải so với thôn thiên yếu hơn không ít. Nhưng chừng 40 đầu do linh khí hình thành dòng sông màu đỏ ngòm, khung cảnh này cũng tuyệt đối là cực kỳ rung động. Trung quanh mặt đất toàn bộ rung động chuyển động, thi triển huyết nguyên quy nhất thôn thiên, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười gần, ánh mắt nhìn trên bầu trời diệp thần phong, hắn biết diệp thần phong căn bản vô pháp chịu đựng nhiều như thế công kích, có thể nói diệp thần phong là chắc chắn phải chết rồi, chỉ là đáng tiếc hắn không cách nào biết được diệp thần phong trên người bí mật. Đứng ở trên bầu trời diệp thần phong, hắn nhìn xem trong khi sông một cái to lớn dòng sông màu đỏ ngòm lại nhìn thấy theo sát phía sau chừng 40 đầu linh khí hình thành dòng sông màu đỏ ngòm. Phả vào mặt thật khí thế cũng làm cho bên trong thân thể của hắn một trận huyết khí dâng trào, từ khóe miệng của hắn một bên không ngừng bốc lên tiên huyết đến. Phải biết đây chính là một tên thần tôn cảnh sơ kỳ, thêm vào chừng 40 tên thần vương cảnh cường giả liên hợp công kích a hát. Mà Diệp Thần Phong thực lực hôm nay mới thiên thần cảnh tầng 6 đỉnh phong. Bây giờ Diệp Thần Phong tuy rằng thực lực đột phá, nhưng hắn vẫn là chỉ có thể thi triển 20 lần là bất tử kim thân. Càng đi lên bất tử kim thân thi triển gia tăng số lần hội càng chậm. Nhìn xem mãnh liệt mà tới từng cái từng cái dòng sông màu đỏ ngòm, lão bạch ngô phong dỗi rảnh ngưng trọng âm thanh, tại trong đầu của hắn vang lên, tiểu gia hỏa, tập trung tất cả tinh thần, người muốn đem những công kích này ở trên người ngươi sức mạnh. Toàn bộ tái giá đến trong mắt trận đi, liên quan với tái giá phương pháp, ta cùng lão hắc đã toàn bộ nói cho người biết, hiện tại hết thảy đều muốn xem chính ngươi tại lão bạch vừa dứt lời thời khắc oanh một tiếng thôn thiên chỗ thi triển ra cái kia dòng sông màu đỏ ngòm một mạch đánh vào diệp thần phong trên người đưa hắn hoàn toàn thôn vệ ở trong đó bị nuốt thiên dòng sông màu đỏ ngòm công kích được diệp thần phong tay phải của hắn vẫn đối với ngay mắt trận đây hắn bên trong thân thể đã sớm đã vận hành lên thần huyết quyết hắn bắt đầu không ngừng thi triển bất tử kim thân đương nhiên đang sử dụng bất tử kim thân đồng thời hắn lợi dụng lão bạch cùng lão hắc truyền thụ cho hắn tái giá phương pháp không ngừng đem thôn thiên lực công kích rót vào đến trong mắt trận đi tuy nói diệp thần phong chỉ là một cái tái giá sức mạnh môi giới thế nhưng thân thể hắn thừa nhận lực công kích vẫn là rất lớn trên người của hắn huyết nhục không ngừng nứt toác xương là không ngừng nát tan cũng may vừa vặn tại thôn thiên huyết hồng sắc dòng sông yếu công kích được hắn trước một giây hắn liền bắt đầu không ngừng thi triển bất tử kim thân, cho nên trên người hắn tuy rằng không ngừng xuất hiện vết thương trí mệnh thế, nhưng bất tử kim thân cũng đang nhanh giúp hắn khép lại. Oanh, 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 oanh. Tại thôn thiên huyết hồng sắc dòng sông vẫn không có hoàn toàn biến mất thời khắc, còn lại chừng bốn người đầu huyết dòng sông màu đỏ, cũng nhanh đột nhiên mà tới. Toàn bộ trong nháy mắt đánh vào diệp thần phong trên người, trên bầu trời là tiếng nổ lớn không ngừng. Diệp Thần phong chỗ đứng trên bầu trời, toàn bộ được màu máu đỏ linh khí cho tràn ngập, căn bản nhìn không rõ trong đó đổ vật. Đã thoát đi bên này tiêu giao cùng các loại tông môn hoa vạn sông cùng La Thiên Hải đám người. Bọn hắn cảm giác được tiếng nổ lớn sau đó bọn hắn không khỏi hướng về Diệp Thần phong bọn hắn bên này liếc mắt nhìn, khi bọn họ nhìn thấy giữa bầu trời cảnh tượng thời gian, bọn hắn từng cái là kinh hãi không thôi, coi như là bọn hắn chịu đựng cỡ này công kích bọn hắn cũng là chắc chắn phải chết. Chớ nói chi là chỉ là một cái diệp thần phong rồi, dưới cái nhìn của bọn họ lần này diệp thần phong tuyệt không còn sống khả năng. La Thiên Giang nói ra, tiểu tử này ngược lại là cho chúng ta tranh thủ một ít đào tẩu thời gian, hắn lần này là chắc chắn phải chết rồi, chỉ là chúng ta phải như thế nào rời đi nơi này. La Thiên Giang lời nói để hoa vạn sông đám người toàn bộ nhíu mày đến, bọn hắn cũng căn bản không biết rời đi nơi này phương pháp xử lý mà hướng về một hướng khác thoát đi đàm nguyên vũ, hắn đồng dạng là cảm thấy động tính cực lớn, hắn con người lo lắng nhìn qua nơi xa huyết hồng một mảnh bầu trời, thân ảnh của hắn đi tới một chỗ ẩn núp trước truyền tống trận rồi. Trước đó Diệp Thần Phong rời đi bạch tiểu nhu đám người chỗ kia sơn cốc thời điểm, hắn còn tại cửa sơn cốc bố trí một cái truyền tống trận, dù sao uống máu tộc tổ địa quá lớn, vạn nhất có chuyện gì hắn nhất định muốn trước tiên đi hướng chỗ kia sơn cốc, cho nên mỗi hành tẩu một khoảng cách, Diệp Thần Phong liền sẽ bố trí một cái cùng cửa sơn cốc liên tiếp truyền tống trận, lấy liền có thể bất cứ lúc nào đi hướng sơn cốc nơi đó. Đàm Nguyên vũ cao mày tự nói, Thần Phong, người nhưng nhất định phải không có chuyện gì a hát. Người có thể nhất định phải lại sáng tạo một lần kỳ tích a hát. Tại Đàm Nguyên vũ lầm bầm lầu bầu thời điểm, thôn thiên đám người vị trí, thôn thiên ánh mắt chính là chăm chú nhìn trên bầu trời, thân sắc của hắn hoàn toàn khôi phục yên tĩnh, tại nặng như vậy công kích, Diệp Thần Phong còn có còn sống khả năng sao? Đáp án khẳng định là không thể nào. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên bầu trời nồng nặc huyết hồng sắc linh khí đang chậm rãi nhạt đi rồi, thẳng đến hết thảy đỏ như màu máu linh khí toàn bộ nhạt đi thời điểm. Chỉ thấy trên bầu trời, cả người máu rầm rề Diệp Thần Phong, hắn bóng người lung la lung lay đứng ở trên bầu trời, tiên huyết hoàn toàn đưa hắn bao trùm lên rồi, Hắn phảng phất là biến thành một người toàn máu nhi rồi, liền ngay cả hắn cả khuôn mặt thượng cũng che kín tiên huyết. 20 lần là bất tử kim thân thi triển một lần cũng không có. Cuối cùng có ở đây không chết kim thân thi triển cho tới khi nào xong, còn có một chút huyết dòng sông màu đỏ năng lượng không có trung hòa, may là cuối cùng một ít huyết dòng sông màu đỏ lực công kích tương đối kém rồi, bằng không Diệp Thần phong chắc chắn phải chết rồi. Nhưng cho dù như thế, Diệp Thần Phong bên trong thân thể cũng bị thương thế nghiêm trọng. Thôn Thiên trên mặt bình tĩnh biến mất rồi, con mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn. Diệp Thần Phong dĩ nhiên không chết, tại to lớn như vậy công kích, hắn lại còn là không chết. Chương 2280, là thiên địa lưới, 10 chết vô song. Đã thoát đi bên này tiêu giao cùng các loại lão tổ La Thiên Hải cùng Hoa Vạn sông đám người, bọn hắn đồng dạng là rất xa nhìn thấy giữa bầu trời huyết nhân bọn hắn cũng không nhịn hút vào hơi lạnh, bởi vì vừa vặn Diệp Thần Phong được đỏ như màu máu linh khí cho bao vây, cũng không ai biết trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Cỡ này ngoan cường sức chống cự, để La Thiên Hải đám người là nhìn mà than thở, xem ra bọn hắn vẫn là quá thấp đánh giá Diệp Thần Phong rồi. Hoa vạn sông tại lăng thần một lúc sau, hắn mở miệng nói, Diệp Thần Phong không dễ dàng chết như vậy, này đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt, này bằng với là đang giúp chúng ta tranh thủ thời gian, chúng ta nhanh lên một chút tìm tới lối ra rời đi nơi này đi. Tuy nói Diệp Thần Phong chặn lại rồi này đợt công kích thứ nhất, nhưng hắn tuyệt đối không phải là uống máu tộc đối thủ. La Thiên Giang cùng La Thiên Hải đám người toàn bộ cho rằng hoa vạn sông nói không sai, bọn hắn không lại nhìn phía bầu trời xa xa bên trong huyết nhân nhi rồi, thân ảnh của bọn họ lần nữa hướng về nơi xa lao đi. Mà Đàm Nguyên Vũ đang nhìn đến Diệp Thần Phong không sau khi chết, trong lòng của hắn thoáng thở vào nhẹ nhõm, hắn lại tự nói, người đã nói có giải quyết uống máu tộc phương pháp xử lý, ta tin tưởng ngươi sẽ không nắm tính mạng của mình đùa giỡn, ta hiện tại lập tức liền đi để bạch cô nương bọn hắn khôi phục như cũ. Đàm Nguyên Vũ mở ra trước đó Diệp Thần Phong bố trí truyền tống trận, khi hắn bước vào bên trong truyền tống trận sau đó thân ảnh của hắn lập tức biến mất rồi. Chỗ này uống máu tộc tổ địa bên trong mặc dù là hạn chế pháp tắc không gian, ở nơi này Diệp Thần Phong hỗn độn nhẫn đều không thể sử dụng, nhưng trước đó Diệp Thần Phong thử bố trí truyền tống trận thời điểm, hắn lại bất ngờ phát hiện, nơi này dĩ nhiên không giới hạn chế truyền tống trận, cho nên hắn mới bố trí ở chỗ này những này tiểu hình truyền tống trận. Lúc này, thôn thiên các loại uống máu tộc tộc nhân vị trí, bọn hắn toàn bộ hãm sâu trong rung động, vừa vặn cường độ như thế công kích, chỉ sợ coi như là thần tôn cảnh sơ kỳ cường giả cũng chịu không được nhưng Diệp Thần Phong vẫn sống chịu đựng được, này làm cho uống máu tộc tộc nhân là không ngừng nuốt nước miếng. Ở trên trán của bọn họ không ngừng bốc lên màu đỏ mồ hôi hột. Thôn thiên vẻ mặt triệt để giữ tợn lên, hắn rất không thích sự tình thoát ly trưởng khống cảm giác, cái cảm giác này khiến hắn có phần sợ sệt. Hắn hướng về phía giữa bầu trời máu rầm rề Diệp Thần Phong, quát đây chỉ là đợt công kích thứ nhất. Ngươi cho rằng ngăn trở đợt công kích thứ nhất liền không dậy nổi sao. Đang lúc nói chuyện, thôn thiên cánh tay lần thứ hai vung múa, lần này hắn đem khí thế của tự thân ảo tới cực hạt, cuồn cuộn đỏ như màu máu linh khí, từ bên trong thân thể của hắn không ngừng nhô ra, một đạo so với vừa vặn càng thêm to lớn huyết hồng sắc dòng sông, lần thứ hai hướng về giữa bầu trời diệp thần phong đánh tới, trong cổ họng lớn tiếng quát lên, chết đi. Tiểu tử, còn lại chừng 40 tên uống máu tộc tộc nhân, bọn hắn đồng dạng là lập tức thi triển huyết nguyên quy nhất chừng bốn người đầu huyết dòng sông màu đỏ, đi sát thôn thiên phóng thích huyết hồng sắc dòng sông mặt sau. Lần này thôn thiên cùng uống máu tộc tộc nhân, bọn hắn toàn bộ đem tự thân sức chiến đấu, thôi thúc đã đến cao nhất, so với vừa vạn lực công kích càng lớn hơn không ít, như hôm nay không chung máu me đầm địa diệp thần phong, hắn đã là lung la lung lay suy yếu vô cùng rồi, theo thôn thiên lần này tuyệt đối sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra rồi. Đứng tại trên bầu trời huyết nhân nhi diệp thần phong, hắn đem vừa vặn thừa nhận tất cả sức mạnh, toàn bộ tái giá đã đến thập tử vô sinh trận trong mắt trận. Hắn có thể cảm giác được rõ rệt, trong mắt trận sức mạnh đã đầy đủ, hắn tùy thời tùy chỗ cũng có thể triệt để mở ra thập tử vô sinh trận. Diệp thần phong miệng cùng trong lỗ mũi khí tức hỗn loạn cực kỳ. Bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ nhận lấy thương thế không nhẹ, hắn khô khốc trong cổ họng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn xem từng cái từng cái mãnh liệt mà tới huyết hồng sắc dòng sông, cánh tay của hắn đột nhiên đi lên duỗi lên, từ trên người hắn vi vi nổi lên sóng linh khí. Mắt thấy thôn thiên ngưng tụ huyết hồng sắc dòng sông yếu tiếp cận, diệp thần phong con người nhanh chóng ngưng lại, là thiên địa lưới, thập tử vô sinh. Một cổ cường đại vô cùng sức mạnh đột nhiên ở bên trong trời đất sinh sôi, nguồn sức mạnh này là từ trong mắt trận hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, có thể nói diệp thần phong đứng địa phương. Chính là sức mạnh cường đại nhất địa phương lúc này thôn thiên ngưng tụ huyết dòng sông màu đỏ hoàn toàn tiếp cận diệp thần phong nhưng là vì có này cỗ vô cùng cường đại sức mạnh sinh sôi ầm um, một tiếng thôn thiên huyết hồng sắc dòng sông trong nháy mắt tại trên bầu trời biến thành hư vô ầm um, ầm um, ầm um, ầm um, ầm um. theo sát mà tới chừng bốn người đầu huyết dòng sông màu đỏ cũng toàn bộ liên tiếp được này cỗ sinh sôi sức mạnh chỗ hủy diệt chỉ là trong vòng mấy cái hít thở thôn thiên cùng chừng 40 tên uống máu tộc tộc nhân thi triển huyết nguyên quy nhất. Toàn bộ biến thành hư vô, đứng tại trên mặt đất thôn thiên các loại uống máu tộc người, bọn hắn tại thấy cảnh này sau khi phát sinh, bọn hắn trong đầu toàn bộ là hơi dừng lại một chút, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới đợt công kích thứ hai, dĩ nhiên hội cứ như vậy được diệp thần phong hóa giải. Tại thôn thiên đám người chả chưa có lấy lại tinh thần đến tử tế. Chỉ thấy trong thiên địa sinh ra năng lượng màu trắng, tại trên bầu trời trước lên một chiếc võng tấm võng này không ngừng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đồng thời trên mặt đất cũng xuất hiện một chiếc võng tấm võng này theo giữa bầu trời lưới đồng dạng là hướng về bốn phía nhanh chóng khuếch tán từ thiên địa trong lưới tản ra một loại đối uống máu tộc độc nhất khắc chế lực lượng này cỗ khắc chế lực lượng để thôn thiên đám người trong gân mạch linh khí dòng sông nhất thời không trôi chảy rồi sắc mặt của bọn họ lập tức trở nên khó coi bọn hắn muốn phải tiếp tục đối trên bầu trời diệp thần phong công kích, nhưng tại thập tử vô sinh trận hoàn toàn mở ra trạng thái dưới, liền ngay cả năng lượng của bọn họ cũng không cách nào ở trong không khí truyền bá. Chỉ cần năng lượng của bọn họ tràn ra bên trong thân thể, liền sẽ được thập tử vô sinh trong trận năng lượng chỗ hủy diệt. Đứng tại trên bầu trời diệp thần phong, hắn nhìn thấy thập tử vô sinh trận cuối cùng là mở ra, trong lòng của hắn cũng hơi chút thở vào nhẹ nhõm hắn nhìn trên mặt đất thôn thiên các loại uống máu tộc nhân, hắn nói ta đã nói rồi, ta căn bản không cần muốn chạy trốn. Được tiên huyết dính đầy môi, vì vi hiện lên một vệt độ cong, Diệp Thần Phong cười nói, kỳ thực, ta chả muốn hảo hảo cảm tạ cảm tạ các ngươi, nếu như chống trơn dựa vào sức mạnh của ta, ta thì không cách nào mở ra trận pháp này, là sức mạnh của các ngươi trợ giúp ta mở ra trận pháp này. Nói cách khác, là chính các ngươi đem chính mình đẩy vào tử vong vực sâu, các ngươi uống máu tộc sớm tại viễn cổ thời đại nên yếu biến mất rồi, các ngươi không nên tồn tại ở bây giờ cái thời đại này rồi. Thôn Thiên tại cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng cứng ngắc lại, hắn điên cuồng khởi động trong gân mạch linh khí dòng sông, như vậy đúng là có thể giảm bớt cứng ngắc tốc độ, còn lại uống máu tộc tộc nhân, bọn hắn cũng là không ngừng thôi thúc linh khí dòng sông, bây giờ bọn hắn căn bản công kích không tới Diệp Thần Phong, mà thân thể của bọn họ cũng tại càng ngày càng cứng ngắc lại cao cao tại thượng diệp thần phong, nhiễm nhiên là nắm trong tay cục diệt. Thôn thiên giận dữ hết, dựa vào cái gì? Bằng một mình ngươi thiên thần cảnh tầng 6 đỉnh phong người, ngươi liền muốn ngăn cản chúng ta uống máu tộc một lần nữa quật khởi. Chuyện này quả thật là buồn cười quá, ta thôn thiên tuyệt đối sẽ không tiếp nhận, chết ở một cái thiên thần cảnh tiểu tử trong tay, này đối với ta mà nói là thiên đại hổ thẹn. Nhục Audio điện tử võ tấn bền